bạn chuẩn bị lên live, tự nhiên tao bị đàm. Ông hiểu. À, xanh trắng tâm lý. Uống nước đặt vô. Alo cho Nguyễn Ngọc nha. Hello mọi người. Sao cái máy viết máy nó không thông báo gì vậy nè. Bây giờ em thấy là rồi mọi người cho em xin nút chia sẻ với mấy chị gái nha. Chấm bài cho vui coi quý vị. Hello, chị Lệ Quỳnh. Bắp gì mà nó nguy vậy? Đầu tháng hôm nay bán đắt, cảm ơn chị ruột. Nay đầu tháng à, đúng rồi, đầu tháng của người mình. Hello Lan thầy. Mọi người ơi, gì này tháng mấy? Tháng 6 rồi má à. Má điên rồi, lấy 8 tháng 5 mới thì đây, tháng này tháng... Trời ơi, ăn gian vậy. Đơn đầu chưa nhận được, vậy hả? Chốt ly chương, đơn đầu chưa nhận được. Chị Úc Ly Trương hả chị, đợi em 50 giây. Rồi mọi người ơi, chia sẻ lại chuyện của em mọi người nghe. Nói chung hôm nay em Hương thả nghe, cái giá gì cũng bán hết trơn mấy chị. Đó, ai mua em bán luôn nha quý vị ơi. À, chị phụ vô ơi, nó văng dây mà vô không được cái gì chị. Sao bên em là mấy chỗ mà bị văng dây á, bên em vẫn giao hàng được á. Chị Úc Ly Trương đang giao kiện 275.000 là vậy. Đang để đang giao kiện là vậy, canh máy em nha. Dịch quá thiện rồi. À gì dịch quá thiện, nó gì thiện sao? Không nghỉ chưa hả? Cầu vô dễ gì nghỉ chưa chị? Chị Nguyễn Minh ơi, em hồi lúc mà em lên bờ tới giờ ngồi nghe là đâu có còn từ dùng từ ngủ trưa. Nói chung là từ lúc mà có đầu Mina tới giờ đó là không có vụ mà nghỉ trưa, nghỉ chiều, nghỉ tối nha chị gái nha. Đó, có ban đêm thì ngủ thì nói chung bây giờ cái này em ngủ hơi sớm. 10 giờ mấy là em ngủ nghe, chứ hồi lúc trước mà chưa có khách đông á chị gái nha, ngủ không được nên thành ra là thức khuya lắm, giờ ngủ được. Rồi, em chào chị Nguyễn Chim nha. Bà Chim ơi, bà tên gì? Chim hay là Chiếm? Bà bán nhiêu tôi mua. Trời ơi, 2-3 đồng một cắt gì đó à, Diệu Dương. 1 đồng 2-3 cắt gì đó Diệu Dương ơi. Rồi, 1 đồng 2-3 cắt mua 1 cân. Rồi mọi người ơi, yêu thương chia sẻ đây Chim của em mọi người nghe. Rồi mấy chị chia sẻ, ví dụ như mọi người ủng hộ không được phải không? Thì mấy chị chia sẻ nha. Mấy người bên giao hàng vẫn giao được bình thường, đúng rồi. Bên em đã nghiên cứu xong rồi em mới còn bán mọi người nha. Và em xả bớt đồ trong nhà bớt đi mọi người nghe. Rồi sau đó mọi người chắc em cũng phải nghỉ vài ngày. Em dưỡng sức mọi người nghe, mấy chị nghỉ dưỡng em cũng cho em nghỉ dưỡng với. Ok chị, rồi chị yêu.
bà hỏi giùm em coi chứ bên em vẫn giao hàng bình thường nha. Thì mình nhận hàng kỹ một chút mới chạy nha. Rồi Dương Dương ơi, cứ mua nhiêu chị bán nhiêu. Đó, mình mua nhiêu bán nhiêu nha mấy chị gái ơi. Rồi đầu lai mấy chị ơi, cái này nè, nói chung là hôm nay giá nào để mua cũng xả sạch mấy chị nha. Em chào chị Võ Thị Thắm nè. Chiêu em là chim Nguyễn. Rồi chim Nguyễn hay con chim gì cũng được á. Ôi mấy chị nghe đẹp chưa? Bộ này hàng là siêu đỉnh đẹp mà ngồi nghe đây mấy chị. Đó. Rồi người ta điện ra lấy. Mua phải không? Ok. Rồi mọi người nghe coi giùm em mấy chị, cô Thông Thái hàng siêu đẹp mọi người nghe, cái này hình như là nó còn 3 bộ hay gì nè. Nãy lấy ra thấy 3 bộ, sao giờ thấy có 1 bộ, 2 bộ ta. Rồi, nhanh tay quẹo lụm mọi người nghe mấy chị, bán tặng đầu like cho mọi người nè, form này là form chung nha chị. Bé nó bị mụn vùng mũi á, chị có cho nó xài bé lớn bao nhiêu tuổi? Chị ơi, bé của chị mấy tuổi? Mấy tuổi chị ơi? Cho em cũng đủ tuổi lên nha. Rồi mọi người ơi, xe lê chim một em nè, vừa bán vừa tặng mọi người nha. Chốt liền đầu lai giùm em mấy chị gái nghe, bộ xanh đính đá đẹp cực kỳ luôn. Rồi chị Nguyễn ơi, em tính làm đơn cho chị mà em thấy chị có khô gà không, gỡ luôn hả chị? Em thấy chị có khô gà không mà gỡ luôn cái gì chị? 5k hả? Ồ gì mà mắc dữ à, 5k mắc lắm nghe. Dự Dương ơi, rẻ rẻ đi, 3 đồng, 3 đồng một miếng trầu cau nè. Dạ cảm ơn chị Ngọc Lê nè. Rồi mấy chị đó, mấy chị xe lê chim mụ em mà ngồi nghe, đầu like mấy chị nè, chia sẻ lê chim mụ em nè. Cái này coi lục có thi như nhá, chị thấy 3 bộ cái đi. Rồi nhanh tay thì còn, chậm thì có. Mọi người nghe mấy chị comment giá tiền nha, tại hôm nay em hương á sale đủ mọi giá cho mọi người nghe. Ví dụ như em mẫu này comment giùm em nè, xanh 69.000, comment đúng có khác có đơn mọi người nha, comment không xanh không là em không chốt nữa chị gái nha. Xanh 69.000. À, nó nghe nè Vi Ngọc ơi, cái bịch cà phê đó hôm bữa bà kêu là có cướp luôn rồi, bây giờ là chị về cà phê này nè, nó hay hơn cà phê đó nữa. Anh để mấy cà phê coi. À, đồ của chị cũng hơi nhiều nhiều chị, bà đừng có sợ. Bà nó nghe nè chị Nguyễn Hương ơi, thời điểm này nếu mà chị có vốn chị đừng có sợ, em thật sự mọi người nghe em nói mấy chị nghe nè. Nếu mà chị có vốn chị nên ôm những cái hàng sale như thế này để làm gì mấy chị nghe. Rồi ba chi 10 bàn chải nữa. Vậy hả? Chết cha, vậy hả Yến Yến? Rồi ngày mơ làm được không? Hay làm liền, em kêu hay làm liền. Đây nè, cà phê này nó hay hơn cà phê kia nó. Bữa đó có bịch cà phê kia, bà kia bà vô nhà bà cướp mất tiêu rồi. Tôi đi về nhà mẹ, tôi đem bơ là đẳng mấy đứa đây, không biết, nó bán mất tiêu rồi. Rồi bây giờ là còn này nha. Bỏ đang mặc chị khơi chặn bằng vườn, em đang mặc số bự á. Rồi, ok, chị chăm chặn xanh 69.000 mọi người nhớ nha. Hàng sale em bên Hương không giữ đơn mọi người nha. Hàng em đi mỗi ngày, tại vì sao không biết bất thình lình giờ phút nào em nghỉ, thật sự mọi người nghe, nói chung là tùm lum hết trơn mọi người nghe đó. Rồi ok nè, xanh cho tiền kim một bộ mọi người nhớ giùm em nghe. Cái gì đây? Không phải, nó khác. Rồi đợt hôm qua gửi chưa, gửi gọi mọi người đã nói chị rồi, hàng xe em Hương sẽ đi mỗi ngày, mọi người nhớ mua đủ đơn cho em 100.000 đủ đơn nha. Không thì bên em sẽ tự động xả đơn mọi người nha. Rồi cơ địa khó xuống uống này nè Vi Ngọc, cơ địa khó xuống uống này nghe Vi Ngọc nghe. Khách của chị là người ta uống 3 4 năm nay á, nó cũng 145.000 nè, mà cái gói này nó có 10 gói nó nghe, nó mạnh hơn kia nữa, nó mạnh hơn kia nữa nghe. Mình về được có một thùng, thật sự là cái thùng này thật sự với chị gái nghe là em không có lấy hàng. Mấy chị biết sao không, chị này bá giao hàng cho cái con bé kia cũng chung An Giang với em mà nó bơm chị. Vui mọi người nghe thấy vui không, nó ở trên nhà em có khoảng 30 cây số. Rồi bỏ đang mặt bẻ đuổi ngay tèo lơi, bên em có xe đuổi luôn, xe đó xanh nó 60 đổ lại vừa nghe chơi đó. Rồi xong mọi người nghe, nó mua có chỉ xong mọi người nghe, có cọc cạc với chị mà vẫn bơm. Xong chị mới điện cho em, chị nói Hương ơi bây giờ á cưng có bán cà phê này được không? Được, cưng làm ơn cưng vớt giùm chị cái thùng này đi, bây giờ đang khổ quá mà chuyển tới chuyển lui này kia cũng khổ, chị chơi luôn em lấy giùm cho chị. Rồi kêu nó đem xuống nhà em á, chị nghe nó cách nhà em 30 cây, nó xuống nhà em lấy cho chị luôn đó. Cái này là câu chuyện này có thật mọi người nha. Chốt đơn rồi là gỡ gọi nghe cục vàng ơi mấy chị, chốt đơn là rồi gỡ gọi mấy chị, khỏi hỏi chuyện gói nghe mọi người nha. Đó rồi đó, chốt đơn hôm nay rồi gỡ chị ơi là gì, Trăng Hiếu Nguyễn gỡ chưa? Chị nào chốt đơn rồi thì gỡ gọi, chị nào chưa chốt thì chưa gỡ nghe. Rồi
lên bộ đang mặc phải không? Ok, rồi chị nào lấy cà phê này chốt liền nghe mấy chị gái nghe, 145.000 cà phê Thái mọi người nghe, nó có 10 gói thôi, dành chị nào cơ địa khó xuống mọi người nha. Đó, đây bộ đang mặc nè, em còn sót trong kho được có 5 bộ thôi mọi người nha. Bộ đang mặc sale cho mấy chị luôn, hết hồn, 95.000. Bộ đang mặc là size mọi người nghe. Đó, 62 đổ lại giùm em mấy chị. Chị nào mà cao cao 65 kg bạn vừa, 55 đổ lên mới bạn được nha, còn dưới 55 kg hơi rộng. Số gì cũng có hết trơn. Trời ơi, hộp đó lúc trước chị mua 200 đó luôn. Đúng rồi chị, bây giờ người ta cũng còn bán 100 mấy gì em không biết nữa, nó nghe em ít có bán cà phê lắm. Tại vì á cà phê này á là đa số về em bỏ cho mấy chị khách quen không mà, ít có like lắm mọi người nha. Rồi có gì chăm chằn có xanh nha. Rồi chị yêu ơi, 145.000. Đó. Đáng lẽ là dịch không có lấy hàng này đâu mấy chị. Đó mà chị này bị bơm. Cách nhà em 30 cây rồi làm gì chi tội người ta mà ngồi nghe nguyên thùng cà phê luôn mấy chị. Rồi bộ 95.000. Chị nào lấy bộ này chốt mấy chị gái nghe, 95.000 bộ. Đó, cà phê này uống một ngày một lần thấy em, đúng rồi chị, một mặt thôi. Một lần thôi. Đó. Rồi ai lấy chốt mọi người nghe, 95.000, màu xanh đen. Màu xanh đậu và màu bò. Mọi người ơi, ngày hôm qua này em bán giấm căng quá trời. Mấy chị nói tao không đi tập thể dục thế ơi gì được hết trơn, giờ tao phải uống giấm căng thôi chứ sao giờ. Rồi chị yêu lấy chốt mọi người nghe, bộ đang mặc kèm màu 55 đổ lên mọi người nghe. Cái này bảo hỏng em Hương, vậy em Hương bán nó 115.000. Bữa nay sale cho mọi người là 95.000. Cái này đầu số này chứ bảo hỏng là nhớ bán hết trơn rồi ha. Bảo hỏng người ta mua không đủ luôn. Ừ. Không, con bú là không dùng bất cứ loại giấm căng nữa hết trơn nghe chị Chim ơi. Chừng nào mà chị không cho con bú nữa nghe chị gái nghe là mình mới dùng mà được mấy những loại giấm căng nghe. Bây giờ là tốt nhất là đừng có nghe lời người ta, không uống cái gì hết trơn chị nghe, nó cái là tốt nhất nha. Rồi chị yêu lấy chốt em nha, 95.000 bộ mấy chị. Rồi nói không bán chị uống hết chị mua ở đâu? Không chị, bây giờ em bán rồi đó chị, tại vì bây giờ khách em muốn được thì em bán đó chị yêu ơi. Bãi này bãi đuổi nghe chị Nguyễn Minh ơi. Tại vì chị biết sao không, cái loại cái cà phê này á nó hơi khó lấy, là tại chị biết sao không, nó có cái thuế gì đó, em nghe nói nó có cái thuế gì đó, nên thành ra là nó về Việt Nam mà nó khó hơn cái thằng giống thằng kia mọi người nghe đó. Lại em nghe cái chị này nó chỉ tâm sự gì đó đó, nhưng mà chú cái này im lắm nghe, em có khách á là uống mấy năm nay luôn á. Rồi chị rồi lấy chối em ha. Rồi 55 nổ lên mấy chị, 65 lại vừa. Mạng chậm dễ sợ mấy chị, thiệt mạng từ bữa giờ nó chậm ghê. Bé 14 tuổi đưa hũ kem chị mụn vậy đi. Kem kem gì quên, kem nghệ. Ok, xanh đen 95 cho chị Nguyễn Minh. Đâu có cam chị, bò. Bò nghe chị ơi, bò. Rồi em có bò với xanh đậu nghe mấy chị. Rồi đây bé 14 tuổi dài xài này cho em. Thêm cục sữa bông nghệ nữa cơ. Nè bé 14 tuổi xài nghệ này nè chị. Chà lên cái lỗ mũi mọi người nghe là cho nó sạch. Đây mấy chị nha. Ok chị Bảo Trần nè. Bò xanh đậu hai bộ nè. Rồi xanh đang mặc cho chị Nguyễn Chim. Ok. Rồi bò cho chị Nguyễn Minh luôn. Là em hết mẫu này thôi mọi người nha. 95.000 bộ nó chị đẹp á. Cái này là bữa em bán 115.000 á. 115.000 bộ mọi người nha. Tiếp tục. Kéo đâu rồi. Rồi mẫu này nha. Chị Bảo Trần, nếu mà khách mới là bên em không điện là không đi hàng nha chị. Khách mới không điện không đi hàng nha mọi người. Có con bộ. Con bộ hả? Có địa chỉ ở dạng hả? Vậy hả? Ok, giờ Bảo Trân nha. Tưởng nay nghỉ. Đang trong. Vậy hả? Dễ về nghỉ. Chưa nghỉ đâu. Xe bớt rồi trong nhà các mọi người ơi. Trong nhà còn 5-6 ngàn hàng rồi. Ở trong nhà còn hàng nhiều lắm mọi người nha. Đây mấy chị. Rồi chốt qua mã này thôi mọi người nha. 65 kg có chị Nguyên Lê xíu em sale cho. Rồi bên cái hàng đuổi này mấy chị gái nghe, nó thiết kế đẹp lắm mọi người nghe, mà sale 95.000. Rồi cho em mấy chị em nè. Cái này chị Nguyên Lê bạn được nè, 65 nó đầy được nha. Rồi bò. Bò bi. Gặp bi.
đỏ bi, rồi xanh bi mấy chị, xanh bi giùm em nha. Rồi chị nào lấy chốt bộ đăng mặt rồi men màu mấy chị ơi, dễ thương mấy chị nghe, 95.000 mô à mô à. Dạ à, kem nghệ này là 120.000 ở lộn, xà bông nghệ 20.000 chị ơi, kem nghệ 120, kem nghệ 120 em nha. Chị nào lấy chốt em nha. Đây chị, cái này là 140.000, rửa xong rồi rửa mặt cho bé nha. Rồi chị lấy bộ đăng mặt chốt mọi người nghe, bi kèm mềm em 55 đổ lên mấy chị, 65 này vừa nha, đó 95.000. Cái này em xả chưa cho giá vốn mấy chị, thiệt em xỉ là 98.000 á, em xỉ bộ này là 98.000 á mọi người, bởi về bán 115.000. Ok, đậu với đỏ nè cho chị Hoàng Võ Anh Đào. Rồi chị lấy chốt bộ đăng mặt cho kèm màu mọi người nha, 95.000 bộ. Mọi người ơi đẹp, cái này đủ thiết kế đẹp lắm mấy chị gái nghe, nãy em quên đăng hình, em quên đăng hình nghe mọi người ha. Rồi chị lấy chốt em nha, tôi có 45kg à, vậy hả sao ốm vậy. Rồi chị lấy bộ này chốt mọi người nha, đỏ bò xanh gặp mấy chị 95.000. Là cái này em xỉ là khoảng nhiều lắm mọi người nghe, lấy 5-600 á mới được giá 98.000 á, tại vì đủ thiết kế mọi người nha. Ok, đỏ thì chị Kim Minh đỏ nè. Rồi cho lấy comment mấy chị gái nghe, đỏ bò xanh. Ok, bò cho chị Kim Minh. Dạ cảm ơn chị Kiều Như Quỳnh nha, đợi em xíu chị. Rồi chị lấy chốt màu mấy chị ơi, gặp nè 95.000 bộ mọi người nghe, nhận hàng kiểm tra hàng không đẹp giả lại quý vị ơi. Quá đẹp luôn. Rồi 95.000 mấy chị gái nha, chị gái lấy chốt màu giùm em nè, một kem thanh mây nám này ngang. Ok, rồi chiêu này chốt comment màu mọi người ơi, 95.000 bộ giùm em nè. Mấy chị siêu đẹp luôn, 55 đổ lên, 65 là vừa mấy chị gái nha, 95.000. Cực kỳ dễ thương nha mấy chị. Rồi bò gạch đỏ mọi người nha, đây bò gạch đỏ mọi người nha, chị nào lấy chốt màu em, nó để đâu rồi má. Đó bò gạch đỏ xanh em đang mặc đó, 95.000. rồi qua tới khúc này là khúc nào à, này lấy gì nha, nè đuổi xe nhỏ nè. Đúng rồi chị Hoàng Võ Anh Đào có hai bộ ngay cục vàng thôi, đẹp lắm đấy chị, thiệt bộ này có chị bạn cực kỳ luôn. Rồi bò 62kg chị Bảo Lê, 95.000, cái này đủ thiết kế mọi người nghe đẹp. Rồi con tâm bệnh thiết kế còn không, em còn size số 3 không mà chị Hồng Đỗ ơi. Ok, ông ấy Hồng nghe, cái đó gạch nghe chị Nguyễn Chim ơi, Hồng nghe chị ơi, cái gì gạch nha. Ok nè, xanh nè cho chị ơi. Bà 65kg cao nhiêu rồi chị? Bò 95 chị Quyền Trang. Ok chị Quyền Trang có bò. Cái đó là gạch nha chị ơi, chứ không phải là... Ôi mấy chị đẹp nè. Rồi 95.000 lô này nha mọi người nha, đẹp lắm. Đang sale lỗ lắm mấy chị. Nếu mọi người thấy bạn rộng không? Mà đuổi này nó có độ co giãn nè mọi người nha, nên mấy chị bạn nó không có ôm đâu nha. Rồi chờ lấy chứ mà phối beo mấy chị ơi. Nha nha. Rồi 95.000 mọi người nha. Đây mấy chị, đẹp ha. Quần chính tắc nha chị Kim thôi. Lô thiết kế này là quần chính tắc chị ruột ơi. Đây chính nắp giùm em ha. Rồi chiêu lấy bộ đăng mặt cho men màu. Còn thuốc dứt khớp không luôn? Dạ còn chị Thu Huyền ơi, 195.000 lóc chị. Mua lóc hay là chị mua lẻ? Lẻ em không có bán lẻ nha. Rồi đăng mặt đây lấy chút màu em mấy chị ơi. Vàng riêu. Đây mấy chị vàng riêu ha. Đậu bò. Rồi vàng riêu đậu bò đỏ mấy chị. Rồi chiều lấy bộ đăng mặt chút màu mọi người nha.
65 kéo lại vừa mấy chị ơi, 55 đổ lên nha. Ví dụ như chị nào mà 50 tới 55 á, hết bạn gọng gãi gì mấy chị nha. Nè gọng như em nè nha. Để mấy chị coi nè gọng nha. Thì mấy chị chốt nha. Ôi ôi mấy chị coi nè. Đó, đẹp lắm mọi người nha. Quần chín mắt giùm em. Rồi cục vàng nào chốt comment mà em mọi người nghe 95.000. Đấy, 95.000 bộ thôi mấy chị ơi. Đó, em còn đồ sale hết hồn cho mọi người đó nghe mấy chị nghe. Nhớ ở đây. Ở đây đặng săn hàng sale mọi người. Mấy chị nghe, mình ngồi trong nhà mình nhận hàng bình thường. Đây có khớp nè chị. Đó, một lóc là 195.000 em nha. Rồi mọi người ơi, mỗi người cho em cái chấm coi mấy chị cho nó vui coi mọi người. Ok, bàn riêu cho chị Nguyễn Trang, Nguyễn Kim, bàn riêu. Đây, ok cho Thu Hiền lóc hút khớp. Rồi, treo lấy chốt màu mọi người nha. Đó, quá đẹp luôn. Hello chị Ngọc Kim nè. Rồi, chị nào lấy bộ này chốt mọi người nghe, beo em. Ok, riêu 57 ký chị Ngọc Trân. Vừa á chị. Rồi xanh lộn á chị ơi. Ôi ôi, 95.000 á chị nghe, 115.000, xỉ 95.000. Đó, đuổi màu không khói hả? Đuổi màu không khói để em lên liền. Nhiều lắm chị ơi, chị mua size nhiêu? Bảo Lê mua size nhiêu, sắc 2 ký hả? Rồi có liền. Rồi, chị lấy bộ này chốt màu mọi người nha. Đó, màu xanh. Đó, màu xanh ngọc hả mấy chị nha. Màu bò, màu đỏ, vàng. Đó. Rồi chị gái lấy bộ này chốt mai mà giùm em ha. Đây, đuổi không khói phải không? Không khói mà 62 kg phải không? Không khói 62 kg. Đây có này được không? 65 là vừa nha. Thông cầu hả chị? Thông cầu 35.000 nha, ý nhỏ rồi. Uống nước nhiều vô hả? Nó bị trong công ty phong tỏ. Còn con cháy nè chị Ngọc Kim ơi. Chị ơi, tay mà đen mà khô nữa thì chị phải xài kem body mà xài thêm serum, serum kích trắng đó chị nha. Rồi nè chị, đây cái này 65 này vừa mấy chị gái nha. Rồi có lô thiết kế này á, thì bây giờ em sẽ share cho mọi người nè. Đây mấy chị gái nghe, nghe cái giá em hương sale. Ôi ôi mọi người ơi, đẹp lắm. Rồi lấy em một túi, yếm đỏ túi vậy ta. Thông bồng cầu là hộp này 35.000. Đó chị, dịch dịch chứ vẫn giao hàng bình thường. Rồi cơm cháy khô gà, hộp lớn là 80 nè mấy chị. Hộp lớn như thế này là 80.000 nha, hộp nhỏ thì 40. Rồi cái này là hộp nghe chị ơi, chứ không phải là túi nha. Hộp như thế này là 35.000 nè. Rồi 65 đổ lại dừa. Mấy chị đó, lô này em sale cho mọi người 79.000. Chị gái nào chốt bộ này comment mã 233. 65 đổ lại dừa mấy chị gái nha, 33 em mấy chị, 79.000 giùm em. 79.000 bộ đó. Rồi cái này là xây nhỏ nè. Đó, 40 đổ lên mọi người nghe. 55, 56 lại vừa mấy chị. Ôi ôi, bộ này nó hơi bị đẹp luôn nè. Ờ. Rồi, chị nào lấy chốt em mấy chị gái nghe mã 1. Mã 1 kèm màu 79.000. Da em có đen khi bị khô không à? Da em không có đen, bị khô không à? Chị, này mình xài cái body đó chị, vừa dưỡng da, giữ ẩm. Đây nè, lấy cái body, cái tiếp 125 ở đây, kệ cho nó kìa. Xịt phòng hết trơn, Yến rõ rồi. Xịt phòng chưa có hàng loại nghe, cục vàng ơi. Đây nè chị, da khô. Đây chị thải niệm em, 125.000. Đó, nó dưỡng da và chống nắng cho chị luôn. 125.000. Trời ơi, cầm lên nó thơm một cái xỉu xỉu luôn. Rồi, mỗi mỗi cũng có màu gạch, màu rút. Màu gạch, màu rút mọi người nha. Rồi, chưa lấy chút màu em. Ok, chị Bích Diệu, hộp thông cống 35. Rồi lấy gút của mình, gút mình em nội dễ thương quá nha. Đó, 40 đổ lên, 55 đổ lại dừa. Rồi cho mã rút cho em nè. Dễ thương cho mọi người nghe, 79.000 bộ.
79.000 bộ rủi mọi người nha. Rồi đủ này là quần chính tắc giùm em. Rồi lấy guốc cho anh máy 2 giùm em nha. Đó, 2 guốc mọi người nha, 79.000 2 guốc nè. Rồi màu cam. Ồ mấy chị ơi, cái này bằng siêu cân luôn mấy chị, đẹp lắm. 79.000 lấy comment màu cam em, màu cam. Xà phòng bữa giờ hết trơn luôn, không còn hiền để bán luôn. Rồi, ai lấy màu này chứ mã 3 em mấy chị gái ha. Mã 3 này thì size 57 rất là đẹp mọi người nha. Đó, đằng sau có cái chôm cái này mọi người ha. Quần chính tắc. Đây mấy chị. Đó, quần chính tắc giùm em nè. Rồi, chưa lấy màu này chốt mọi người nha. Mấy chị mã 3. Ai lấy 3 comment 3. Ok, rút 50kg nè cho chị Nguyễn Kim. Dầu cù là chuyên xài bên gì chị? Dầu cù là nè, nhức mỏi nè cưng. Mũi cắn nè, rồi con trùng cắn này kia mọi người nghe. Nói chung là trời lạnh này kia thay cho nó ấm nha. 65.000 thơm cực kỳ luôn. Dạ cảm ơn chị Tiền Bé nha. Rồi đó chị ơi, 50-57kg bằng dừa ha. Rồi cho em mã 4 nè. Chị nào lấy 4 chú 4 em mấy chị gái nha. Đẹp quá, 79.000. 57kg lại. Chỉ nhiêu ký? Một dầu cù là cao nhiêu? Rồi mã 3 cho chị Thị Thu. Rồi mã 3 hết rồi. Còn mã 4 nè. Nó giống mã 3 mà nó màu bò bò chị chịu không? Ừ, cái này chị bạn vừa 57kg nó 6 là vừa. Ừ. Rồi chị lấy 4 chút 4 mọi người nghe, 79.000. Cái gì? Rồi, còn cơm cháy khô gà không còn. Rút mã 2 chút chị Nguyễn Chim rồi. Rồi mấy chị gái nghe, trời ơi cái này đẹp mấy chị ơi, dễ thương lắm nè. Rồi chị lấy comment mã 5. Em đang like bẻ đuổi. Chị Phượng Trần ơi, em đang sale bởi đuổi nha, chị Phượng Trần nha, 79.000 bộ. Nói chung là xả kho mọi người ha. Rồi 60 đó là đẹp giùm em nha, bộ này. Ôi ơi mấy chị, 160.000 sale 79.000. Dầu thơm còn, Yến Võ ơi, bây giờ có dầu thơm Thái với lại xịt toàn thăng bà xài nào. Đó. Rồi 4 thì chị Dung Trần, cho số hỏi em chị Dung Trần ơi. Rồi 5 mấy chị, mã 5 giùm em nghe chị nghe, 79.000. 160.000 mấy chị gái nghe, sale 79.000. Ai lấy một này chứ mã 5 giùm em. Ai. Yeah. Nhỏ hả? Ủa cái này là bên đũa bên kia nè. Rồi 45kg mặt dừa không dừa. Dừa có đó dừa nghe mấy chị nha. Rồi mấy chị ơi, bộ này 65-67 là dừa nha. Rồi bên đũa thiêu. Đũa thiêu này sale cho mọi người 95.000. Rồi lấy chốt mà người ha, đuổi thiêu. 65, 67 là vừa thiêu. Đâu rồi, tới đâu ok, rồi. Chị thì Thu lấy 2 hũ không cháy hả, ghê vậy. Rồi 5 cho chị Nguyễn Chim. Loại nào cũng thơm hết trơn, chiến vỏ nghe. Loại nào cũng thơm hết trơn. Đây này chị. Hết không? Giật mình. Rồi nè chị, sạch toàn thân là 85.000 mà chị sụt vậy nè. Ồ, sạch thơm cực kỳ ha. Loại này 75.000, là dầu thơm. Có nghe chị Quỳnh Hồng ơi. Cái nào của con? Đấy hả? Rồi, ok. Rồi mấy chị ơi, lấy comment mã 6 nha. 50-60kg bằng đẹp mã 6 nha, mẹ tặng cho con nữa. Ồ, mấy chị nghe quần chính tắc giùm em mấy chị. Rồi sale cho mấy chị đồng giá 79.000. Mấy chị nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái mọi người nha. Không đẹp em không hoàn tiền. Rồi mã 6 giùm em, ai lấy 6 chút 6. Vậy thôi chứ này chơi dữ nha. Trời ơi, mua đồ mà còn mua đồ rồi còn thêm gì ta? Còn thêm ăn nữa. Cơm hết mình. Rồi bây giờ mọi người nghe nhăn mũi Thái. Mọi người ơi, nó vừa thơm nha, mà nó đốt nhăn mũi là hay luôn. Đây mấy chị, em còn hết, em bán nặng cho mọi người luôn. Hàng đẹp em ôm hết, chị Hương yêu dấu, hàng đẹp em ôm hết, nhiều dữ lắm nha bà ơi, thiệt. Nhà em nhiều lắm nha chị Nguyễn Kim ơi, chị biết sao không? Em cũng giống như chị thôi, thấy đẹp, rẻ. Mà thời điểm đó mọi người nghe nói tiếng rẻ chứ không rẻ như bây giờ nha mọi người nghe. Bây giờ người ta chờ em rất là nhiều luôn mà em không dám ôm luôn á. Tại vì mấy chị biết sao không? Em không có chỗ dắt. Rồi nhăn mũi Thái mọi người nghe, hộp này giờ xe cho mọi người như ta, bán cho nó mấy chị dễ bạn nha, dễ tính tiền nè, 20.000.
Đỏ 95 ngàn, chị Trần thi pho cho số hội chị. Rồi chị Dung Trần ơi, mã 6 có chốt hàng thì kèm số hội em mấy chị gái nha. Bên em nhận hàng thì cứng hàng á chị ơi. Ừ, mã 4. Phải không? Chị Dung Trần ơi, mã 4 cho số hội chị. Rồi, nhang mũi Thái em sale cho mọi người 20 ngàn một hộp. Chị nào có đơn quăng vô mọi người nghe, cái này em phải tìm tòi lâu lắm mới gặp nó mọi người nha. Mà đóng gói cơ khó quá à, bán đợt này chắc nghỉ quá, đóng gói nó hơi cực. Ok, yến giỏ đuổi thiêu 62 kg có màu tối không? Đuổi thiêu hả chị? Em không biết là cục vàng ơi. Rồi, 65 đấu lại vừa. Chứ em mãi 93 mọi người nha. Rồi, 5 áo khoác jean lấy thiêu gỡ đã mà mình không có thiêu lấy lộn thanh thanh vậy hả? Là chị cái nào cũng thiêu hết trơn mà chị. Vậy chị lấy thiêu. Là sao chị? Bộ đăng mặt có nghe chị Thu Trần ơi, đủ màu chị Thu Trần coi cơ, bộ đăng mặt là 95 ngàn. Bộ đăng mặt là em lai sale mấy chị nghe, tại cái này là phối manh gồ, sale 95 ngàn bộ nghe. Còn đuổi này lộn xộn em sale cho mọi người là 79 ngàn. Rồi 65 này vừa mới chơi cho mã 93 nè. Ôi ơi mấy chị nghe, đuổi này hồi trước em sỉ cao lắm mấy chị ơi, 90 mấy ngàn á. Rồi bộ đăng mặt 95 ngàn, em còn màu vàng, màu bò, màu đỏ, màu xanh đậu nha. Chị gái hồi trước thì bên mềm em. Áo khoác jean em có hai loại thôi chị, một loại thiêu và một loại đính đá thôi, đâu có khác nhau đâu chị. Có nhiều khi á là hình thiêu nó khác nhau thì có nha mọi người nha. Đó, hình thiêu thì bên em đâu có cho chọn là hình thiêu mấy chị. Mình chọn ngẫu nhiên thiêu mà mấy chị yêu. Rồi. Mã 5 là đỏ phải không? Mã 5 là vàng, chốt rồi. Chị Trần Phi Ro nè, sao không thấy cho số điện thoại chị, chốt đỏ 5, đỏ 95 ngàn á, đỏ thiêu á. Cái đầu màu hồng sen có phải rõ nha. Ok Dung Trần nè. Hồi tối em lại nhà mua đồ mà thấy đóng cửa. Chị Thanh Tùng ở đâu mà lại nhà mua đồ chị? Quần chín mắt đi chị ơi. Cảm ơn bé Lộc nha. Bộ này là màu hồng sen nha chị ơi. Chị ở đâu chị? Rồi bỏ ra mặt là 95 ngàn mấy chị gái nha. Lấy chút màu em nè. Cái này chị Thu Trần bằng vừa nè chị. Rồi chốt kèm anh màu nha. Ví dụ như chị lấy là vàng. Rồi, ok, mã 93 chị Quỳnh Hồng. Vậy hả? Rồi mới đó chốt đơn chị sao chị? Lấy hai con bỏ dán tường hết trơn rồi. Chị Bích Diệu ơi, bỏ dán tường em hết rồi nghe chị Bích Diệu ơi. Nó chưa có hàng lại chị ơi. Rồi, xanh đậu đỏ mọi người ha. Vàng, bò. Rồi, hương đồ đang mặc 65 đó là vừa nghe chị Hảo Nguyên ơi. Cái đó là 279 ngàn cơ. Rồi, mọi người nghe mấy chị, phó thiết kế thế này em hương sale 95 ngàn nha. Còn đuổi lộn xộn thì em sale cho mọi người là có 79 ngàn thôi. Rồi 40 đổ lên 55 kg là vừa mấy chị ơi, chứ mã 18 nè. 79 ngàn bộ mấy chị gái nghe, quần chín mắt giùm em nha. Rồi chị lấy bộ này chứ mã 18 nè. Cực kỳ thương mọi người ha. Rồi 40 đổ lên 55 là vừa mấy chị, 18, 79 ngàn bộ. Bộ đang mặc thì 65 đó vừa mọi người nha. Rồi mấy chị mã 1 giùm em nè. Đó, 50 đổ lên người nghe, 60 đổ lại đẹp. Rồi cho em mã 1. Ai lấy 1 chút 1 giùm em mấy chị ơi, mã số 1. Quá đẹp mọi người nghe, quần chín mắt nha, mã số 1. Nhà em đóng cửa sớm lắm mấy chị ơi. Rồi lấy 1 comment 1 giùm em nè. Ôi ôi cái này bằng cực kỳ thương mùa nha. Rồi, đó chị lựa trên like đi chị, rồi nói gì mình lại nhà lấy cho nó dễ. Rồi lấy hồng comment hồng mấy chị gái nghe, mã hồng. Quá dễ thương mọi người nha. 50-60 kg bằng đẹp mấy chị gái nghe, mã hồng giùm em. Đây mấy chị tay gì nè. 79 ngàn bộ mấy chị ơi, mã hồng. Mã 18 Nguyễn Kim, ok. Rồi giờ này lấy bộ này cho mã 1 gặp mấy chị gái nha. Ôi ôi quá dễ thương mọi nghe, 79 ngàn bộ em Hương đang xả kho mấy chị ơi. Vậy nào bạn vừa cái gì hốt nha mấy chị. Để dành bạn nha. Rồi ai lấy chốt em nha. Nghe số ký giùm em nha, em không biết bữa nay chị nhiêu ký nha, chị mới sống mới cuộc vậy nè. Rồi lấy bên một gạch 50-60 kg bằng đẹp mọi người nha. Đó, một gạch giùm em. 50-60 kg có nghĩa là mấy chị mua điếm, mấy chị điếm nha. Mình 50 cho tới 60 nha, chứ không phải người 50 người 60. Mua nhiều bạn có hết đâu, ngày nào cũng bạn đi chị. Ngày nào mỗi ngày bạn một bộ với chị nha. Sáng có cái cô khách lại nhà
Sáng mẹ con phải có mẹ ở nhà. Trời ơi mẹ, cô coi con lâu dữ lắm rồi, 76 tuổi nha mấy chị gái nha. Ok, mã hồng cho chị Bích Diệu nè. Rồi mã hồng cho chị Nguyễn Chim một bộ nè. 76 tuổi mấy chị. Mà coi em Hương lâu lắm rồi mà không có biết, biết cầm coi gì thôi nghe, không biết comment vô. Không biết hiện giờ cô đang coi nghe. Ok, lấy hai bộ đăng mặt màu vàng với màu bò cho Thu Trần. Đó đó mẹ. Chúm xem nữa hả? Vừa. Ừ. Em mua kem vậy hả? Ờ, chị chiều lên nghe chị ơi. Rồi. Rồi xong á chị biết sao không? À, con cố ngoài Sài Gòn về, mấy chị ngày mà về lâu rồi. 5-6 ký vừa. Có gì là chỉ về lâu nghe, khách vụ của em. Mua đổi hộp dịch chơi luôn, đổi hộp dịch chơi nghe, đổi quyền nghe. Cái Phong để tâm sự mọi người nghe em mất cười. Cái con nói thầu ô lỡ mới chạy giờ em. Trời ơi sao mà thấy thương quá vậy. Trời cô giờ con là tại vì con nhìn không thấy rõ nên cô giờ con nha. Trời ơi mấy chị ơi, em có fan, fan cụ. Ừ con chết. Mua 5-6 bộ đồ luôn quá vậy. Rồi mua kem, mua xà bông được kia nữa, cười lắm. Đang sạc. Rồi nè chị, đây cái bộ này mấy chị gái nha. Đó, 55-62 cái bằng đẹp mà ngồi nha. Ủa mấy chị đẹp không? Chứ mã 20-79 ngàn. Mọi người sale nha. Ở quần này quần dài nè mấy chị. Bộ này quần dài nha. Rồi 55-62 cái bằng đẹp mấy chị ơi, mã xuống giùm em 20. Đọc mã 10-20 quên rồi. Rồi ai lấy bộ này chứ mã 20 giùm em. Ừ mấy chị nha, em đang sale 79 ngàn bộ chị, đuổi thiết kế gì tùm lum hết trơn. Nói chung là có đuổi này là phối mango thì 95 ngàn nha. Còn mấy cái đuổi mà phối phối thì em sale mùa đồng giá 79 ngàn. Rồi chốt kèm mã em mấy chị, mã 20. Đó, chị Thu Cừ. Rồi màu xanh còn không, màu xanh gì? Gì? Rồi, ok, mã 20 chị Bích Diệu nè. 79 ngàn mấy chị ơi. Rồi 20 em còn màu vàng nha mọi người nha. 79 ngàn bộ nhận hàng được kiểm tra hàng. Rồi 20 hồng. 20 hồng đậm, 20 hồng dạt mấy chị ha. 20 đen, 20 xanh ngọc. Rồi chị nào lấy mã 20 chút 20 mọi người ơi. 79 ngàn bộ mọi người nha. 55-62 cái độ lại vừa mấy chị ơi. Đó mấy chị, đủ thiết kế luôn, khối luôn mấy chị gái nghe nè, tai ren đẹp không? Đó, 79 ngàn bộ em bảo đảm mấy chị lại nhà em rồi mấy chị sẽ mua đồ tại vì lúc nào cũng rẻ hết trơn. Rồi còn thun 60 ký không em mua giùm còn mấy yêu ơi. Rồi chị nào lấy bộ này chứ mã 20 kèm màu mấy chị ơi. Nó màu xanh là chị có xuống mới hỏi xanh nào vậy chị? Rồi 20 kèm màu. 20 kèm màu giùm em mi 3-4 cục vàng nè. Chị Bảo Thúy Nguyễn 20 kèm số điện thoại. Hello chị Phương Lê. Ờ đó 20 đó. 20 vàng đó cân, ghi mã vô cân. Rồi 20 kèm màu vô mấy chị yêu ơi. 20 kèm màu. Trời ơi mấy chị 20 kèm màu giùm em đi mấy cục vàng ơi. Đó. 20 vàng nè. 20 hồng đậm nè. 20 hồng nhạt nè. Rồi 20 đen, 20 xanh ngọc mấy chị chốt mã 20 phải kèm màu giùm em nè. Đó, chị nào lấy 20 chốt 20 giùm em nha. 20 màu. Đó, ok, 20 màu hồng. Đây 20 hồng nha. 20 đen chiến phạm nè, 79 ngàn. Rồi 20 hồng xanh. Ok. 20 hồng xanh nè, hai bộ này cho chị Bảo Lê nè. Ấy lộn, Bảo Thúy Nguyễn. Có đầm bò sữa không? Có nghe chị ơi. Từ từ lên chị ruột ơi. Rồi, chị nào lấy mã 20 chốt lại giùm em thêm nè. À, chị Nguyễn Chim mã 20, chị Nguyễn Chỉ Chim 20 chứ mà lấy mã 20 màu trà vàng quá. Rồi, chị nào lấy chốt mã 20 đúng rồi chị ơi. 20 còn 3 màu nghe, hồng đậm, hồng vợt vàng. Hồng đậm, hồng vợt vàng đó chị ơi. 79 ngàn bộ thôi mọi người nghe, mọi người nhớ xe lê chim hộ em mấy chị gái ơi. Ồ, ơi mấy chị nghe đồ em nhớ vậy chứ mọi người nghe. Em lặn lặn ra là mấy chị thấy đẹp đẹp không? Mã 20 cái màu, là mã 20 đủ màu. Về được 3 màu. Rồi em còn mã 20 vàng cuối cùng. Rồi 20 vàng 58 ký ok chị Dung Trần. Hết mã 20 luôn nè. Rồi. Ok chị Bảo Lê mã 20 luôn vàng. Rồi. Rồi em hết mã 20 mọi người nghe. Bây giờ em qua tới mã này. Ồ ồ cái này cũng đẹp quá mấy chị ơi. Chị Phạm Khái là chị lấy hồng nhạt đi, đổi hồng nhạt qua cho chị mã chị Phạm Khái đi con.
Rồi mấy chị gái nghe, chú em mã 21. Ôi ôi mấy chị. Đẹp chưa? 55 62 lại vừa mấy chị gái nghe. Rồi bộ này mấy chị gái nghe, quần chín bắt gữ. Rồi chú mã 21 nha. Mã 21 chị ơi, rồi mã 20 em hết rồi chị Hoa ơi. 21 màu tím, màu xanh ngọc, màu hồng đậm, màu vàng, màu sen, màu xanh đen, xanh cổ vịt, hồng vợt, đỏ đô. Rồi chốt mã 21 kèm màu em mấy chị gái nha, 79.000 một bộ. Em Hương đang xả kho cho mọi người nghe, chứ không ai bán giá 79 này hết trơn. Nhận hàng không đẹp muôn hoàn tiền cho mọi người luôn. Rồi ôi mấy chị nghe, siêu xuất sắc luôn. Đó. Tuyệt. Rồi chị để chốt mọi người nghe mấy chị, mã 20. Cái gì? Dương màu hồng à? Sao Dương? Như à? Rồi có chị nào chốt hồng nhạt bên kia gì đó. Như à? Nãy có bộ hồng nhạt đó, hồng nhạt ai chốt à? Rồi còn bộ hồng nhạt nữa chị. Hai bộ hồng nhạt lận. Rồi lộ satin một màu chị nhiêu ký? Rồi chị nào đó chốt mã 21 kèm màu mấy chị gái nha. 21 kèm màu giùm em mấy chị ơi, 79.000 bộ mấy chị nha. Mã 21 đây. Ôi ôi mấy chị nghe, đẹp chưa? Quá đẹp luôn mọi người nha. Đây bộ trên vai đây chị. Rồi 21 mấy chị gái nghe, 79.000 bộ, nhận hàng không đẹp trả lại mọi người nghe. Nội có lấy không à? Nội lấy thì để riêng đi. Rồi 21 mọi người ơi. À chị mua size nhiêu? Còn lớn em không biết nữa nè. Rồi xanh nó có người mua rồi chị ơi, nè nó trả tiền luôn rồi. Chị Ngọc Trăng ơi, 21 đó xanh nó hết rồi nghe, giờ còn xanh ngọc nè. Rồi 21 tím nè, cho chị Thị Thu nè. Rồi 21 xanh ngọc giùm em mọi người nghe mấy chị. Mọi người ơi, 79.000 em Hương đang vừa bán vừa tặng nghe, mấy chị không mua là tiếc rắn chịu luôn mấy chị nghe, không có cái lô đằng sau đâu. Đó, đẹp quá mà chín mắt không, đúng rồi chị, lô này là dặn chín mắt chị. Ồ ồ cái màu vàng đẹp mà Thi. Rồi ai mới chốt mọi người nghe đuổi nghe. Có nghe cho Phạm Khái chốt có rồi. 65 cái mấy 50 thôi chị, để thôi em coi coi có không. Rồi lấy comment 21 mọi người nha. Rồi 21 vàng giùm em nè. Nó chỉ khác vi tay xíu thôi mọi người nha. Ok, 21 vàng cho chị Lâm Tinh nè. Rồi 21 sen đó chị ơi. 21 sen giùm em nè. Ôi ôi mấy chị đẹp quá. Mấy chị ơi 79.000 bảy đuổi thiết kế thôi mọi người nha. Rồi lấy comment 21 sen. 21 sen giùm em mấy chị nha. Đó, 21 sen nè. 21 xanh ngọc mấy chị gái nha. Đó, ai lấy chốt mềm em nè. Rồi 21 đỏ đô. 55 62 cái bằng vừa mấy chị gái nha. Ôi ôi mấy chị 21 đỏ đô em nè. Ok, sen 21 cho Thảo Vy nè. À cho Yến Liến nè. Rồi, ai lấy comment mấy chị gái nha. Hai mốt sen hết, hai mốt sen nha. Để riêng qua bên đây con. Hai mốt xanh ngọc cho chị Bích Diệu, ok. Rồi hai mốt đỏ đô mọi người nha. Hai mốt sen hết rồi. Hai mốt đỏ đô em mấy chị ơi, 79.000. Rồi lấy chốt mọi người nha. 21 giùm em. À, tại giờ chị đang like á, có gì chiều chị chỉ cho. Rồi chờ lấy 21 rồi mình 21 kèm màu mọi người ơi. 21 đỏ đô, 21 xanh đen nè. Trời ơi xanh đen nó đẹp. Trời ơi mấy chị xanh đen đẹp nè. Ôi ôi mấy chị nghe. Rồi 21 xanh đen giùm em mấy chị ơi. 79.000 mấy chị nghe, lụa nè, lộn đuổi lụa mango nghe mọi người nghe, đẹp lắm. Đó, đuổi là đuổi xịn mọi người nghe, nên nó có độ co giãn của chị đẹp cực kỳ luôn. Rồi 21 xanh đen. 21 hồng đậm, 21 hồng giọt mọi người nha.
Rồi 79 ngàn bộ mấy cục vàng ơi. Chị gái nào chốt comment mềm em nè. Đổi màu mấy chị nha, mình chọn màu kia không được nha. Ok, okay chị Hà Thu, sợ bông tắm 45 ngàn. Bông tắm trắng mấy chị nghe tắm im lắm. Thiệt luôn. Tắm cực kỳ ghiền luôn. Rồi chị lấy 21 comment mèo mấy chị ơi. 21 còn màu đỏ không đây? Màu đỏ, màu hồng đậm, màu hồng vợt, cái này màu xanh đen. Đây mấy chị, nó đẹp gì đâu mấy chị ha. Rồi ok, 21 xanh đen cho chị Ngọc Trần nè. Rồi 21 xanh đen em hết nha chị yêu ơi. Rồi em còn mấy chị gái nha, 21 màu hồng đậm, 21 hồng vợt giùm em. Rồi em qua mẫu mấy chị ha. Mạng quá chậm rồi. 21 xanh đen em hết nha. 21 em còn màu đỏ. Màu đỏ với hồng đậm hồng vợt mấy chị ơi. Rồi mấy chị nha, 50 60 kg bằng đẹp nè. Rồi chị lấy comment mấy chị gái nha, 212. Ghi giá tiền cho giùm em mấy chị ơi. Rồi mọi người ơi, comment giá tiền em mấy chị gái nha. Rồi 21 xanh đen hết rồi, 21 xanh đen, 21 còn màu hồng đậm. Hồng đậm hồng vợt. Hồng đậm đậm nhạt đỏ đô mấy chị ha, đổi màu em đi. Rồi lấy bộ này chứ mã 212. 50 60 kg bằng đẹp mọi người nha, 212 giùm em nè. Chị nào lấy 212 chốt 212. Ghi thêm số. Mấy chị đẹp không? Rồi 50 60 kg bằng đẹp mọi người nghe chứ mã 23 nè. 23 giùm em nha. À lấy 23 chốt 23. 50 60 kg bằng đẹp mấy chị gái nha, 79 ngàn bộ mấy chị nha. Lấy comment mã 23. Mã 23 giùm em nha. Pyjama bao la chị ơi. Chị Ngân Phương là chị Ngọc Hiếu. Ngọc Hiếu nào à? Đó Ngọc Hiếu mà bữa điện thoại không được không? Chị Ngân Phương sao bữa đơn của chị điện thoại hoài không nghe máy, bên em thả đơn luôn á. Rồi bộ lụa hả chị, từ từ lên nghe mấy chị ơi. Rồi mấy chị gái nghe, chị nào lấy 4 chốt mấy chị ơi. Trộn mấy đẹp đẹp không? 24 50 60 cái bằng đẹp mấy chị nghe. Hello. 212 chị Nguyễn Chim nè. Rồi ok chị Phúc Nguyễn cho số điện thoại em. Bên em phí xếp đồng giá toàn quốc 25 ngàn đơn mọi người nha. Rồi chị Phúc Nguyễn cho em số điện thoại lên đây chị ơi. Rồi ai lấy bộ này cho mấy 24 giùm em nè. 24 mọi người nha. Rồi chốt rồi nghe chị Nguyễn Chim ơi. Mạng chậm quá. Rồi 23 chị Phạm Khái nè. Chị Phúc Nguyên cho em số hỏi lên hết chị nha. Ờ 24. Rồi 50 60 kg bạn đẹp mọi người nha. Cho em mã 63 nè. Ồ mấy chị nghe 63 màu rút đẹp quá mấy chị ơi, 79 ngàn bộ nha. Chỉ duy nhất tại cái livestream này mọi người nghe, em còn xả nhiều đồ lắm mấy chị ơi. Đó, nhớ canh mà hốt nha mọi người nha. Rồi ok, đỏ đô với hồng vợt nè. Cho chị 62 cái ok nghe chị Phúc Nguyễn ơi. Rồi cho em mã 63 mấy chị. 50 60 kg bằng đẹp mã 63. Trời ơi 79 ngàn. Ôi ôi. 55 62 kéo lại vừa mọi người nghe. Cho em mã 46 nè. Màu tím mộng mơ mọi người nghe. Ai. Rồi. Còn bộ thun nghe heo mớm ơi mà chưa lên được nghe cục vàng ơi. Mua thun mà 115 ngàn đúng không? Heo mớm mua thun 115 đúng không? Phải ok nè. Rồi 55 62 cái mặt đẹp nè mấy chị, chứ mã 46 nha. Chị nào đó 46 chứ 46 em mã 46. Rồi 55 62 63 là đẹp mọi người nha. Ôi ôi mấy chị đẹp ghê luôn. Rồi cho mã 27. Mã 63 cho chị Lê Thị Kim Tho. Ống rộng 65 kg con có, ngày qua con có like đó cô Phạm Thị Hoa. Ống rộng 65 kg mà có đuổi có nó có phối thiêu luôn á là 125 ngàn bộ nha cô ơi. Rồi chiều lấy bộ này cho mã 27 với chị nha. Mã 27 giùm em. Bộ 6 mã 85k, 85k là nào không nhớ nghe người ơi, vậy là khi mà hàng sale á là không còn nha. Nó giờ mình canh mình săn đi nghe heo mớm ơi, nói với người mua á. Căng mình sale ấy, mình canh mình sale đi chứ mới lộ mình căng mình mua đi chứ giờ không biết nha. Mà ngồi nghe dễ thương chưa, cũng như đuổi nè. Đuổi này em bữa em bán 115 ngàn nè, bữa em sale có 79 ngàn mọi người nha. Đó.
Bộ đang cầm có cái bông. Ok, bộ đang, bộ bơ nè, chúc cho chị Phúc Nguyễn nè, 79.000 bộ, người kèm mấy giá tiền em ha. Rồi lấy bộ này cho mã 19. 40 55 cái bạn đẹp 19 nha mấy chị gái nha. Tưởng đâu không 115.000 thì có sẵn kế bên tay lên được. Mã 27 chị Bảo Thi Nguyễn nè, ok. Rồi chiều lấy bộ này cho mã 19 giùm em. 40 đổ lên nha, 55 này đẹp mấy chị, mã 19. Ủa dữ luôn nó vậy nha, ta cánh tơ cánh dơ nè. 79.000 bộ mấy cục vàng ơi, mã 19. Trời ơi, cái này nó dễ thương sao đâu mấy chị. Rồi, lấy bộ này chấm 301 nè, 40 đổ lên, 55, 56 là đẹp giùm em nha. Đây mấy chị, có chôn nè. Chị nào mà thích bạn kiểu như dúng dúng như thế này nghe mọi người, nghe bạn cưng xỉu luôn. Rồi, lấy comment 01 giùm em nè. 27 hết nha chim ơi. Rồi, ai lấy số mọi người nghe. 01. 40, 55 cái bạn đẹp mọi người nghe, chứ mã 01 giùm em. Ai lấy 01, chút 01. Ôi ôi mấy chị ơi, 79.000 sale quá rất luôn. Ok, 19 cho chị Thị Thu. Rồi, 55, 62, 63 là đẹp mọi người nha. Cho em mã 85. Mấy chị coi nè. Mã 85 giùm em mấy cục vàng ơi. Cái nào nữa. Rồi, 55 đổ lên mọi người nghe, 62, 63 là đẹp nè. Mã 85 giùm em, ai lấy 85 chốt 85 mọi người nha, 79.000. Mã 63 có người chốt rồi cho Thanh Tuyền ơi. 01 cho chị Nguyễn Chim nha. Dập ly em có chị, mà bữa em có like dập ly đó mấy chị. Rồi, mã 85 chốt cho chị Thanh Tuyền. Ok, em biết rồi nghe chị Phúc Nguyễn ơi. Dạ con không biết nữa người ơi. Rồi 01 em hết nghe mấy chị, 01 em hết nghe chị Hương ơi. Rồi lấy comment mã 90, mã 193 giùm em mấy chị. Đẹp quá mọi người ha. 55, 62 kéo lại đẹp mọi người nghe, chứ em mã 193. 79.000 một bộ thôi mấy cục vàng ơi. Đó, quá đẹp mấy chị gái ha. Cái này là mình người ta bán 65, em không bán 65 mọi người nghe, em bán 62, 63 đó lại thôi. Rồi 193 mọi người nghe, 79.000, ghi thêm con số 1 nè. 193 cho chị Thanh Tuyền. Ôi ôi, khúc này đẹp thôi, đẹp quá chị ơi. Ồ, cái bộ này không phải, bộ này không phải đuổi. Ôi ôi, bộ này nó hơi bị đẹp đúng mấy chị. Rồi 55 đổ lên người nghe, 62, 63 là đẹp giùm em nè. Mấy chị, chú em số 1 không nghe mà ngồi nghe mã 1. Ôi ôi, bộ này hơi bị đẹp luôn, bãi đuổi, bãi đuổi nghe chị Lệ Quyên ơi. Đuổi giùm em nghe chị Quyên ơi. Rồi lấy 1, comment 1 mấy chị ơi, mã 1. Mã 1 mấy chị gái nghe, chị Trang Trần chị bao nhiêu ký. Ok, mã 1 cho chị Trần Ngọc nè. Rồi mấy chị ơi, mấy chị thấy em không, mấy chị cho em mỗi người cái chấm nha. Ôi ôi, cái bộ này đẹp quá vậy. Rồi 55, 62, 63 đẹp mọi người nghe. Rồi cho em mã 8 nè. Mã 8 mà, mã 1 con hết nha cô Hoa ơi. Rồi mã 8 là quần dài đúng không chị ơi. Ôi ôi, đẹp quá. 79.000 bộ mấy cục vàng nghe mấy chị. Yêu thương mọi người, cho em xin nút chia sẻ mọi người nha. Quá đẹp đúng không chị ơi. Rồi ai lấy comment mấy chị gái nha. Ok, 8 chị Trần Ngọc 8 luôn nè. Rồi 50, 62 cái hai cái này mấy chị ơi, 55, 62 nha. 50, 55 thì nó hơi rộng một xíu ha. Rồi 8 em hết, 1 em hết luôn mấy chị ơi. Rồi qua mở 4 rồi. Rồi mã 4 em mấy chị gái nghe, ai lấy 4 chút 4. Mã 4 giùm em nghe. Chị nào lấy 4 comment 4 em nè. Quá đẹp mấy chị gái nha. Rồi mã 4 hàng sale mọi người nhớ mua cho đủ đơn mọi người nha. À, mấy chị không đủ đơn là em bỏ cho cái thị mà comment lần thứ 2 á mọi người nghe tiếp theo đó mấy chị gái nha. Nhớ giùm em ha. Rồi, có sale 45 không? Đây có liền. 40 đổ lên, 55 lại vừa mấy chị gái nghe quần rộng. Rồi cho em mã 94. Này không phải 94, 91, 91 đó chị ơi. Đây mọi người nghe ống rộng vậy nè. Trời thì Thu lụm này bao này nè chị Thu ơi, 79.000. Ôi ôi, bạn hơi bị thương luôn. Rồi. Ok, mở 4 chị Bảo Lê. Rồi mấy chị nghe quần này ống rộng giùm em. 40 đổ lên mấy chị ơi, 55, 56 lại vừa nghe mã 91.
Chị nào lấy 91 còn anh 91 giùm em. Ôi ôi sao nó đẹp như là lãi vậy trời. Cái đuổi mà sao nó giải đẹp, em nhìn không biết phải đuổi luôn đó, đẹp lắm. Rồi 55 đổ lên rồi nghe, 62 lại đẹp giùm em nè. Chạy cho mã 5. Đuổi gì nhìn nó trang tầm gãy à. Đẹp tí ghê luôn. Rồi lấy 5 rồi mã 5 mọi người nghe, mã số 5. 55 62 cái bằng đẹp mọi người nghe, mã 5. Này chưa có mã nè. Rồi ok, mã 5 cho chị Thanh Tuyền nè. Cô Hoa comment tím nào cô. Rồi mấy chị, 55 đổ lên nha, 62 63 lại vừa cho mã 32. Đó, 91 cho chị Nguyễn Chim nè. Rồi lấy 32 cho 32 em. Ồ đẹp quá chị nghe, 32 nè. Dễ thương nha. Rồi 32 giùm em. Đó, 91 em hết rồi người ơi. 32 chị Trần Ngọc. Đồ đang mặc là bộ nghe chị Bùi Thủy ơi, quần chính bắt chị. Bộ đang mặc thì nó phối lụa manh gồ nên nó ra giá là 95.000. Rồi 32 chị Trần Ngọc có rồi. Rồi chị lấy bộ này cho mã 03 kèm màu em nè. Ôi ôi mấy chị nghe đẹp không? 55 đổ lên mọi người nghe, 62 63 nó lại bằng đẹp giùm em nha. Rồi bộ này là quần dài giùm em nha. Mẫu này là quần dài nha mấy chị nghe, 03 kèm màu em nè. Rồi 03 xanh cổ dịch. 03 xanh đen. 03 hồng. 03 xanh ngọc. Rồi chị lấy bộ này 03 kèm màu. Chị nào mà 65kg cao trên 1m58 là mấy chị bằng vừa nha. 79.000 một bộ mấy chị gái nghe, chứ mã 03 kèm màu. Rồi 03 kèm màu mấy cục vàng ơi, 03 màu xanh nè. Đó, 03 màu xanh nha. 03 xanh đậm đi, xanh ngọc, xanh đen, hồng. Rồi, chiêu lấy 03 kèm bên 03 kèm màu em mấy chị 79 nè. Đó. Trời ơi, mấy số nhỏ nãy giờ đưa lên chị Từ Lê không lấy thôi. Bộ em mặc có màu không? Còn chị nghe bộ em mặc còn màu vàng, màu đỏ, màu xanh ngọc, màu bò. Đây. Bộ đang mặc 95.000 bò, đỏ, xanh ngọc. Cái này vàng. Rồi, có bộ nào size nhỏ 55kg không? 03 kèm màu. Rồi, chị Trần Ngọc 03 nè. Ok, 03 xanh đậm nè, cho chị Thị Tâm nè. Rồi, chị gì 03 màu kèm màu. 03 xanh đen, chị Bảo Thi Nguyễn nè. Chị Trần Ngọc với cô Hoa ơi, hai người cho em cái màu coi. Rồi, hồng đậm nè, xanh ngọc nè. Có đuổi bi không em? Đuổi bi hả chị? Đuổi bi mới dài không có hàng. Đuổi bi mới dài nó không có hàng sale. À, chị đó là chị Thị Tâm á cưng. Rồi con ấy chị Trần Ngọc hai người không cho em màu với chân cái tiền. Rồi 03 hồng nha. 03 xanh đậm nè. 03 trên vai. 03 trên vai nãy trên vai màu gì ạ? Rồi người ta chốt rồi. Rồi 03 hồng với xanh ngọc. Ok cô Hoa nè. Hồng xanh ngọc cho cô Hoa. Rồi em còn hồng với xanh đen. Rồi phối bi còn màu gì? Chính bỏ ra mặt là chính bắt nè chị Nguyễn Minh ơi. Phối bi đưa đủ màu phối bi giùm em coi, giùm chị coi thôi. Giùm em luôn. Chị Năm. Rồi mấy chị nghe màu gặp. Màu đỏ, màu bò. Vậy đâu mọi người nghe thật sự luôn mấy chị, khi mà mình có chồng mấy chị nghe cái mình mất cái tên luôn mấy chị nghe. Mấy chị lại đây mấy chị hỏi em phải hỏi rồi dâu bà Năm nhẹ người ta mới biết nha, mấy chị hỏi tên Kim Hương không ai biết mấy chị đâu. Mấy chị không ai chỉ mấy chị tên Kim Hương đâu đâu. Mấy chị hỏi là dâu bà Năm nhẹ hoặc là vợ thằng Chí Thiện nên ta mới biết nha, còn mấy chị hỏi Kim Hương ta không biết đâu. Bộ đang mặc hả chị? Bộ đang mặc xanh đen hết rồi. Rồi phối bi là em còn màu bò nè. Rồi thêm nhà em đi ghe hoài mấy chị gái nghe, cô sáng mới cười quá hỏi con cháu ai, nói tới ông nội em mới biết nghe, mấy chị nghe ba em mới biết. Rồi ai đấy cháu một người nghe dễ thương quá nè. Rồi quá đẹp luôn chị Trần Ngọc của em đâu tiêu rồi chị Ngọc ơi, còn đó không chị Ngọc yêu dấu ơi.
Rồi bi em còn 3 màu mấy chị gái nha, cái này là 65 là vừa mấy chị gái nha, 95 dùng một bộ. Em còn màu bò, màu đỏ và màu gạch mọi người nha. Chị nào lấy phối bi còn em phối bi, còn em mặc phối beo. Trời ơi, không ba nó đẹp cực kỳ luôn nè mấy chị. Đây chị Ngọc ơi, không ba em còn xanh đen với hồng. Rồi bộ bò 57kg bạn vừa, cho em bộ bò 57kg nha. Ok Ngọc Trần, bò 57kg dư đẹp luôn. Ủa mấy chị nghe, xanh đen là quần dài nè mấy cục vàng, xanh đen là quần dài nè chị em Nguyễn Minh ơi. Rồi cái bộ này là quần dài luôn nè, mà size nó bự luôn nè. Ừ sớm giờ chưa cân ngáo hả? Ừ rồi, không ba em có không? Ok bò đang mặc cho chị Bùi Thủy nè, bò đang mặc màu bò 95.000. Không ba chị Trần Ngọc, em hỏi chị lấy màu gì? Xanh đen cho chị Cẩm Tú Cẩm nè, em ở chợ Vàm Phú Tân An Giang, xếp gần quá 25.000 đơn. Là ca sĩ Chí Thiện hả? Bộ bi chị người tròn, chị vừa không hương bộ bi đó hả chị? Chị bận ngực say mấy à? Rồi lấy comment hồng mọi người nghe, không ba là quần dài nè mấy chị, đồ đẹp quá. 79.000 bộ này nghe mọi người nghe, em đang mặc là 95.000 mấy cục vàng nghe, phối bi phối beo là 95.000 nghe, gọi giùm em mấy cục vàng yêu dấu ơi. Rồi mình qua mẫu mấy cục vàng nha, mọi người ủng hộ em hết đầy đủ nè coi. Ôi ôi mấy chị, hồi ôi coi nè, đẹp chưa? Đây sắc nách mọi người nghe, cho là sắc nách chốt nè. Rồi 55 tháng 2 số 3 rồi vừa mấy chị ơi, mã 35 35 giùm em mấy chị đó, 79.000 bộ mã 35. Rồi ok vừa nghe chị Hoa ơi, bi chị Nguyễn Minh được có mấy bộ rồi, thi chị Nguyễn Minh đã được rồi mấy bộ bi rồi. Chị Nguyễn Minh là cây số 7. Rồi ok mã 35 cho chị Phạm Khái nè. Ôi ôi mấy chị ơi đẹp không, 65 đó lại vừa mã 36 giùm em. À, chị Nguyễn Minh ơi, bi là chỉ có hai bộ, bộ màu đỏ vàng, bộ màu đỏ nghe chị. Đó, bộ màu bò, bộ màu đỏ nghe chị ơi. Rồi 54kg mặt vừa không? Chị bận cái nào chị Nguyễn Duyên ơi? 54kg chị cao nhiêu? Rồi mấy chị ơi, 65 này vừa mấy chị gái nghe, mã 36 nè. Đó, chị mua đồ Hương là size 67 cây mặt vừa á vậy hả? Ờ. Ok, 36 tu hậm thị hoa nè. Rồi mấy chị nha, 50-60kg bằng đẹp nha. Là 50 đổ lên, 60 đổ lại dừa mấy em nè, mã 37. Ôi ôi mấy chị nghe mẫu mặn nha, hàng thiết kế đẹp ghê luôn. Rồi cục vàng nào chốt em 37-37 nè, quần chính tắc mấy chị đẹp nha. 37 quần chính tắc dùm em. Giờ nào lấy 37 chốt 37 mấy chị nha. Cao mấy 55-54kg chị, cái nào mà em Hương đọc như cái bộ em mặc đó là chị 54kg chị bằng cũng được nha. Rồi cái này em Hương đọc 50-60kg là chị bằng cũng được luôn nha chị Duyên ơi. Rồi 37 giùm em mấy cục vàng nha. Mấy chị khúc này 79.000 đẹp quá vậy. Ôi ôi mấy chị 65 này vừa nè. Chơi mã 28 mấy chị đẹp nha. Rồi 58 nó lên, 65 này vừa. Không ba xanh đen em hết rồi chị Bích Quyền ơi, em chỉ còn màu hồng thôi à. Rồi chị lấy chốt nghe cái bộ đó không ba đó. Rồi 65 này vừa mấy chị gái nghe, chốt liền giùm em mã 28. Rồi chị lấy 28 mấy chị ơi. Mỗi người cho em xin nút chia sẻ con mấy chị. Rồi mã 28 giùm em mấy chị nha. Đẹp quá. 28 này dễ thương quá mọi người nha, 28. Ok, 28 này chị Trinh Đặng. 28 em hết nha chị Hằng Châu ơi, chọn mã khác giùm em. Rồi chị em thích cái bo lụm giùm em nha. Hello chị Bánh Gan Chúc Ly, khỏe không cục vàng. Rồi mấy chị ơi, ôi ôi cái này chị nào thích bận bo á là mấy chị nghe, 65 là vừa nè, còn không thích bo, thích rộng không có đàn ôm không á thì 55-62 cái bận giùm em nghe, mã 9 đó, mã 9 giùm em mọi người nghe, 79.000 bộ đuổi đẹp giùm em nè. Đấy những người mẫu bận gì nè nghe đó. Rồi chiêu lấy bộ này chứ mã 69 giùm em, mã 9. 79.000 bộ thôi mấy cục vàng ơi. Ủa cái này bên thằng ấy nè. Ok, 9 chị Bích Diệu.
khỏe chị. Rồi mọi người nghe nè, 50 cái đấu lên mấy chị, 57 đấu lại vừa nè. Ở đằng sau có cái chôn nghe mọi người nha. Rồi cái mã 10. Cột tóc ha, cột tóc có 3-4 màu á, có màu hồng, màu hồng, màu nâu, không phải màu hồng, màu nâu, màu hồng, màu ruốc, màu đen, màu xanh, hồng, ruốc, đen, xanh, 4 màu. Lấy chị bịch cột tóc ra đi. Rồi chị nào lấy cho em mã 30 đi. 50 đổ lên, 57 đổ lại vừa, mã 30. Chiều lấy 30, chút 30 em. Chính em hết em mấy cục vàng ơi. Đây nói chị, đây. Cột tóc một bịch nó có 11 mẫu ha. 35.000. Em có 4 màu đó chị, xanh, đen, ruốc, hồng. Rồi mã 9 hết rồi mấy chị ơi, mã 9 là con nào sao mọi người? Chị bán 9 mắt được vậy hả? Ừ. Em có bán 9 mắt được lắm chị. Rồi chiêu lấy bộ này chút mấy chị nghe comment em. Đây nãy đọc lắm mấy quên à. Mã 10 phải không? Cái mã thôi. Tấm ghi vô. Rồi lấy bộ này chút 11 mấy chị ơi, 11 giùm em nè. Ồ cái này bảnh thôi bị dễ thương mọi người nghe, cầm lên không đẹp chứ bằng dễ thương nha. Cột tóc 35 chị chim ok. Rồi 60 đổ lại vừa mấy chị ơi, chút 11 nè. 50 đổ lên mọi người nghe, 60 đổ lại giùm em mấy chị ơi, 11 nha. 11 giùm em, 79.000. Ok, cột tóc chị Bích Diệu. 11 cho chị Nguyễn Chim nè. Rồi lấy màu đen, không có màu hồng rồi. Ok, Yến Nguyễn lấy bịch cột tóc màu đen. Rồi 11 hả? Để em coi 11 nó còn không. 11 nó còn màu khác nữa không chị Lê Mộng? Rồi bỏ em mặc 65kg cái mấy 60 vừa. Có mẫu quần dài không có nghe chị ơi. Rồi mấy chị nó giống như 11 nè. Nó giống như 11 nghe mọi người nghe, mà nó màu gạch nha. Rồi chị lấy bộ này chứ 11 gạch giùm em. 60 đổ lại vừa mọi người nghe, 11 gạch đằng sau nó có cái chôn gì mấy chị ha. Người mẫu mặc. Rồi 11 gạch mấy chị gái nghe, lấy 11 gạch comment 11 gạch giùm em. Rồi 11 hồng dâu. Ôi cái này 12 đi mấy chị ơi. Đẹp ha. Rồi chị Lê Mộng cho số hỏi em nha chị. Lên lụa satin một màu, nãy giờ em hỏi chị là chị nhiêu ký, coi cái size của em có size của chị không. Mọi người ơi mấy chị, đâu phải là mình muốn lên là mình lên mấy chị đúng không? Đâu phải như ở chợ mấy chị gái ơi, nó mình like cũng cực lắm mọi người nha. Mình theo dõi từ từ giùm em nha. Chứ chị nào á, nói chung thật sự luôn thì khi nói cái mà chị buồn. Cái mua đi là 95.000. Nhiều khi mấy chị yêu cầu chứ em lên mọi người cũng không mua nữa. Rồi thêm cái em lên cái mấy chị đi đái, đi ỉa, rồi đi toilet này kia, mấy chị bỏ em ở đó, mấy chị nghe ngồi thứ gùm luôn. Rồi cái em body là 95.000 hộp. Rồi chị Mộng ơi, chị cho số điện thoại ở nước nào vô ngoài. Cái em body 95.000 nha. Rồi chị nào lấy bộ này chứ 12. 12 giùm em mọi người nghe, 40 đổ lên, 55 lại vừa 12. Ôi ôi mấy chị dễ thương không. Rồi mấy chị, 50 đổ lên nha, 57 lại vừa 13. 79.000 mã 13 mấy chị ơi. Nó ai lấy 13 chứ 13 mấy chị gái nghe, mã 13 giùm em nè. 13. Nhiều khi mình nói thử sặc nó mất lòng mấy chị đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Hello Thảo Nguyên nha. Đúng. Lấy mã 11 sao đó cưng. Ừ. Rồi 14 giùm em nè. Đó. Cái này chị là thích bận ôm mà 60 đó lại vừa nghe, không thích ôm 57 lại vừa mấy chị ơi. 14. 14 giùm em mọi người nghe, 79.000 bộ thôi. Đuổi thiết kế đẹp quá à, Thảo Nguyên ơi. Đang xả kho bà ơi, có 79.000 bộ à. Rồi lấy 14 chứ 14 em, 14. Rồi chị lấy bên 15 nè. Ồ đẹp mấy chị nghe, xanh lá nè. Rồi cái gì hộp kem với chia chị trộn vô 13 cho chị giọng nhỏ. Chai trộn vô là kem kích trắng chị. Cho chị chai kích trắng là kích trắng 35.000. Mấy chị ơi, mấy chị mua kem body 95 mà mấy chị mua kích trắng là sợ mọi người nghe tiếc nói. 12 chị Thảo Nguyên nè, đã lỡ chơi rồi mấy chị. Lỡ chơi rồi hiểu không? Lỡ chơi thì mình chơi luôn mấy chị, có 35.000 trộn vô. Rồi bộ này con Hoa vừa không con Hoa ơi. Bộ này 55, 62, 63 đó lại thôi nha. 65 cái con sợ không vừa nha. Đó. Rồi cái mã 15 mấy chị ơi. Có siêu thịt nhiêu.
Rồi, ok. 14 chị Bích Diệu nè. Bao nào 14? Ờ, 14 chị Bích Diệu nè. Rồi, xanh lá nè, cho chị Nguyễn Chim 15 nè. Bông hoa cái này hơi nhỏ nha. Rồi mấy chị. Cảm ơn em mã 64. Con có mua đũa này chưa cô yêu ơi? Con có mua đũa này chưa? Nó 55, 62, 63 lại vừa mấy chị ơi, mã 64. Mã 64, dùng rồi, ok, cảm ơn chị Hương Lê nha. À, thì xe thịt em có hai loại nha, loại nhỏ thì 1495, loại lớn thì 220, chị lấy loại nào? Rồi lấy bộ này comment mã 64 mấy chị gái nha. Đó, ai lấy 64 comment 64 giùm em. 64 chị điện nước phía văn. Ôi ôi, cái bộ này mấy chị ơi, cái này cái vải như lụa vậy trời, chứ mã 92. 92 giùm em nè. 55 đủ lên mọi người nghe, 62 lại vừa mấy chị, mã 92. 79.000 mọi người nghe, mã 92. Có size nhỏ nha mấy chị nha. Rồi mấy chị, 50 60kg lại vừa mấy chị gái nha. Rồi còn em mã tím đậm. Mã tím đậm mọi người ơi. 79.000 bộ thôi, mã tím đậm. À, lấy tím đậm, em tím đậm giùm em, 92 chị Thảo Nguyên. Rồi 55 nổ lên rồi nha, 62 63 lại vừa. À, loại nào xay được nhiều thịt nhỉ? Loại à, loại nhỏ hả chị? Loại nhỏ xay được nửa ký lô. Nửa ký lô thịt nghe, còn loại lớn là được 1 ký lô. Rồi mấy chị ơi, bọn này quần dài nha. 55 62 cái bằng vừa mọi người nha. Rồi cho em mã hồng đậm. Ok, Bích Diệu hai chai kích trắng 35 mọi người nha. Cái này nó vừa là kích trắng vừa là siêu gum mọi người nghe mấy chị xúc vô á. Cái tay của chị mềm, bóng nghe mấy chị gái nghe, mềm bóng mướt. Yếm ghê luôn mọi người nha. Đó. Rồi cho mã hồng đậm giùm em nè. 79.000 bộ mọi người ơi, đẹp quá. Rồi 55 62 cái bạn đẹp mấy chị nha. Ok, hồng đậm cho cô Hoa nè. Rồi lấy comment mã 3 mấy chị ơi. Rồi lấy 3 chút 3 em mấy chị nha. Kêu ông Thiện lấy đi. Rồi mã 3 giùm em. Ờ vậy là lộn quần rồi. Có đó xếp lộn quần rồi đó Thi ơi. Cái này bữa nay ai xếp lộn quần rồi nè. Để điều tra ra. Ok chị Hương lên lấy cái gói lớn. Không, mẹ để ngoài đi mẹ. Để ngoài có người chốt đó Thi ơi. Có con hai chốt đó, để hồi kiếm cái quần lại. Rồi cho em mã 3 mọi người nha. Mã 3 giùm em. Cái này đẹp quá nè. Áo màu khác, áo với màu quần khác nhau hả? Vậy đâu có đâu, cái đó là nó bị lộn rồi đó. Để tìm lại. Tìm hai cái bộ màu hồng là biết liền. Ôi ôi mấy chị ơi, cái mã này đẹp nè. Rồi mấy chị nghe. 55 nổ lên mấy chị, 62, 63 lại vừa nghe. Chị nào 65kg là cao mấy 6 giùm em. Đây mấy chị. Rồi lấy bộ này cho em mã 50 kèm màu. Ồ ồ mấy chị nghe, quần dài luôn. Quần dài luôn mọi người nha. Rồi ai lấy comment mã 50 em nghe, 50 đen nè. 50 tím sen. Ồ ồ cái này chưa like luôn rồi Thi. 50 xanh ngọc. 50 hồng da. 50 gập. 50 vàng. 50 bò mấy chị coi nè. Ôi ôi, 50 màu xanh cổ dịch. Rồi 50 đỏ đô, 50 hồng đậm. Ok, 50 đen nè cho chị Thiên Mỹ Dương nè. Rồi chiều lấy mã 50 kèm màu mọi người nha. Ôi ôi mấy chị đẹp quá. 79.000 bộ mấy cục vàng ơi coi nè. Đó, quá đẹp luôn mấy chị gái ha. Rồi lấy 50 kèm màu. Ôi ôi đẹp quá mấy chị ơi. Rồi 50 bò ok, đẹp quá chị ơi. Đây nè chị, cái này mấy cái này là em chua like luôn mọi người nghe, mà em sale 79.000. Rồi chị chờ đủ chín đắt để xíu em lên cho chị, nó có dài có chín đắt chị. Xíu em lên cho. Rồi 50 hồng. Ok, hồng 50 nè cho cô Phạm Thị Hoa nè. Rồi chị lấy chốt mọi người nghe. 50 kèm màu mấy chị ơi, đẹp xuất sắc luôn mọi người ơi. Đó, rồi lấy em hộp kem với kích trắng cái gói luôn, chút đặt ok. Rồi 50 vàng cho chị Phạm Thị Hoa, cô Phạm Thị Hoa.
Em mơ xanh cổ dịch cho chị Bích Huyền. Rồi cho em coi lại bộ áo quần khác nhau á, là sao không hiểu. Đó có người chết rồi. Là cái gì? Áo quần khác nhau đó chứ. Ừ. Rồi 50 cổ dịch hết rồi à, bé ơi. Rồi 50 xanh ngọc nè cho cô Phạm Thiệu Hoa nè. Rồi 50 đổi màu đi. Hồng da đẹp nè chị Út Lê Chương ơi. Bộ hồng da này hơi bị đẹp luôn. Mấy chị nghe hồng da giùm em. Nói chung cái lô này mà ngồi nghe, em không biết em nhập nhiêu luôn thật sự. Mà em khui kho ra mà ngồi nghe, em thấy toàn là đồ quýp không mấy chị nghe. Ôi ôi mấy chị, 50 kèm màu em đi. Rồi ok, 50 tiếng sen nè cho chị Bảo Lê nè. Rồi em còn 50 mấy chị ơi, 50 gặp, 50 hồng da và 50 đỏ đô. Đây mấy chị. Đẹp quá mọi người ơi, 79 ngàn bộ. Rồi mấy chị gái nghe, lấy cớ mấy chị nghe. Rồi 50 hồng da nè, ok chị Thanh Tiền, bộ màu này đẹp quá chị Thanh Tiền ơi. Xuất sắc đẹp luôn chị. Rồi 50 kèm màu mấy cục vàng ơi, màu gạch màu đỏ đô nè. 79 ngàn thôi mấy chị ơi. Quá đẹp mấy chị ơi, 50 kèm màu thì mấy còn 2 màu. Rồi 50 hồng da em hết rồi. Rồi 50 kèm màu mọi người nghe, 50 còn màu đỏ đô. Với màu gạch. Ồ cái màu gạch này đẹp lắm mấy chị. Màu gạch này bận lên trắng da mọi người nha. Rồi cục vàng lấy mã 50 mấy chị ơi. 50 hồng da không được còn tao lấy luôn rồi. Rồi 50 gạch ok, 50 gạch cho chị Quyên Lê ra nhà lấy nè. 50 đỏ cho cô Phạm Thị Hoa ok cô. Rồi mất cái mã 50 mấy chị gái nha. Đẹp quá mấy chị nghe. Cái gì trời ơi có nè. Ồ khúc này khúc quyết không mọi người nha. Đây. Rồi chị lấy bộ này chứ mã 17 nha mấy chị gái nghe, đẹp quá. 17 nó có 2 bộ. Màu đen mấy chị gái nghe, đẹp quá luôn. Rồi 65 đổ lại mọi người nghe, 55 đổ lên. Em nói với chị nghe nè, ví dụ như cái này mấy chị về mấy chị bận hơn rộng rộng xíu mấy chị cũng mặc giùm em nha. Đó. Rồi 50 đỏ đô hết rồi. Ok 17 cho cô Hoa luôn nè mấy chị nghe. Chứ em sale lỗ rồi mọi người nghe. Coi kỹ giùm em nha. Hàng em chỉ bao lỗi thôi mọi người nha. Ok chậm nhỏ đợi xíu nha. Rồi 17 em còn bộ mấy chị gái nha. Lấy 17 chứ 17 giùm em. Mình nghe gõ số ký rồi mình chốt em mấy cục vàng nha. Rồi ok chốt ly chuông nè. Rồi 17 chị Ngọc Trần. Rồi à, chị Bảo Lê khách mới chị mua nhiều là bên em có cọc cạc nha, cục vàng nha. Rồi 17 ok chị Ngọc Trần em hết 17 nè. Rồi 18 thì cũng đẹp lắm đó chị ơi, 79 ngàn bộ. Chị thôi ôi cái bộ nữa đẹp nè. 18 giùm em mấy chị gái nha. 55 đủ lên mọi người nghe, 62 63 là vừa giùm em. Rồi 18 thì quần chính tắc mấy chị gái nha. 18 là em có 2 màu. Màu gạch và màu đỏ thôi à. Màu gạch và màu đỏ mọi người nghe, 79 ngàn bộ em nè. Ôi ôi đẹp ghê. Rồi ok 18 gặp nè cô Phạm Thị Hoa nè. Rồi 18 mấy chị gái nha. Chị nội chết em mấy chị ơi, 18 em còn đỏ đô với lại gặp. Ôi ôi mấy chị ơi đẹp quá. Quần chính tắc nha mọi người nghe, cái này quần chính tắc giùm em. Rồi 79 ngàn mọi người nghe mấy chị, mỗi người cho em xin nút chia sẻ mọi người nghe. Đó. Ok, gặp cho chị Bảo Huy nè. Rồi ai lấy chốt mọi người nghe, 18 em còn màu đỏ nè. 18 em còn đỏ rồi mọi người nghe, hết gặp rồi. Rồi lấy 18 comment 18 này mấy chị ơi, 79 ngàn. Mấy chị ơi, siêu đẹp, siêu rẻ luôn. Đó, cái này là xả kho mọi người nghe, nhớ bấm thích trang theo dõi trang em mấy chị ơi. Rồi. Ok, 18 đỏ cho chị Nguyễn Minh nè, 79 ngàn, rẻ lắm chị ơi, thiệt. Mua về bán bao lờ luôn. Rồi 18 mấy chị gái nha. Ok, chị Út em đặng 18 đỏ nè. 79 ngàn nhớ mua đủ đơn em nghe chị Út em đặng ơi. Rồi lấy comment mã 04 em nè. 04 mọi người nha.
Rồi 55 đổ lên mấy chị, 62, 63 lệ vừa mấy chị gái nha. Rồi cho em mã 04 giùm em nè. 79.000 bộ, bên em đi hàng từ 2 bộ nghe, hàng xe bên em không giữ đơn nha mọi người nha. Nãy giờ em bấm bill là em có dự bị đó nghe đó chị gái nha. Đó. Em có dự bị đó mọi người nghe, nếu mà mấy chị không nghe máy hoặc là không đủ đơn là em sẽ bỏ cho chị tiếp tiếp theo đặng mà đủ đơn đi hàng mọi người nha. Rồi bộ này 04 là quần dài giùm em ha. 55 đổ lên mấy chị ơi, 62, 63 lệ vừa mấy chị nghe comment 04 giùm em. 04 mọi người nha. Rồi ok, bộ vàng trong mình này cho chị xến phan, còn vàng không đi? Bộ em được còn vàng không? Hết không? Mẹ đưa cho con bộ màu xanh đi. Vàng cho chị xến phan này. Chính xác là chị hốt liền. Nha, màu xanh đẹp ghê không? Đồ đẹp mấy chị ơi. Rồi 65 này giữa mấy chị nghe mã 33. Mã 33 em mấy chị ơi lấy 33 comment 33. Ok chị Phạm Khái nha. Rồi lấy 33 chút 33 giùm em. Đó, 67 kg chị cao nhiêu cho lon kim. Cho lon kim đồng khác à, thôi phải mỗi chứng minh nè. Rồi 55 tháng 5 cái bằng đẹp mọi người nghe, chứ 33 rồi em nè. Đó, ok 33 cho cô Phạm Thị Hoa nè. Rồi lấy bằng này cho mã 86. 55 62 cái bằng vừa mọi người nghe, 86 giùm em. 86 là quần dài nha. 55 62 cái bằng đẹp mọi người nghe, chốt 86 giùm em. Trời ơi đâu ra bộ đồ 79.000. Quá rẻ mấy cục vàng ơi. Rồi ai lấy comment mấy chị ơi, 86. Ok, cô Hoa 86 luôn. Chính tắc hả? Cánh tiên mà chính tắc hả? Để em coi coi chị. Rồi nè, lên cây xay nhỏ cho mấy chị xay nhỏ nè. Rồi, 40 đổ lên mọi người nha. 55 nó đẹp giùm em nè. Rồi, chế mã 01. 01 em nghe, 86 em hết rồi nghe chị Ngọc Trần ơi. 01. Đó, mọi người ơi, anh lấy 01, anh 01 em nghe, 40 đổ lên. 55, 56 lệ vừa có cái chôn sau lưng ha. Rồi 01. Ôi ôi dễ thương mấy chị nha. Đó, chính đắt giùm em ha. Chính đắt mọi người nghe, chứ mã 02. 33 em hết rồi chị Loan Kim ơi. Dạ em cảm ơn chị Nguyễn Kim. Em bảo đảm mấy chị nghe, mấy chị mua hàng nha em. 1 ôm 2 không vừa, chứ không có vụ mà xấu thật sự. Ok có nghe cho Phạm Khái ơi. Rồi chị bỏ size 67 cho đủ đơn. Cho bộ size 67 cho đủ đơn em. Chị Quỳnh Hồng ơi, chị 67 ký cao nhiêu? 67 ký cao nhiêu mấy chị bên em, mấy chị mua hàng đứng trường hao nghe mọi người, trường hao 5 kg rồi em về mấy chị bận như cái mền luôn á. Tại vì bên em đã căng và trừ hao cho mấy chị rồi. Bởi vì khi những chị nói nè, cưng ơi sao mà chị mua hàng cưng chị bạn không vừa, cưng nói đằng này đi đằng khác hỏi sao chị? Cưng nói 67 ký, đúng không? Mà chị 57 cái gì mua 67 cái không vừa, hỏi sao vậy chị, hao có 10 cái lô à mà chị bạn không vừa, chị bạn quá rộng rồi. Chàng ơi mấy chị hao 10 cái lô chết em nói 67 thì mấy chị phải 65 kg thì cái cũng được đi mấy chị nghe, mấy chị có 57 kg à. Mà mua 67 kg rồi la bên em, nói sao bên em nói gì kỳ. Nói 67 kg mà 57 không vừa. Trời ơi chết em luôn. Cảm ơn chị Hằng, cảm ơn Hằng Hằng nha. Rồi 40 55 cái bằng vừa mọi người nha. Mã ra mấy à? Rồi 02 mấy chị ơi, 02 nè. Chị nào kia em lên xe nhỏ nè mấy chị. Ôi ôi mấy chị nghe dễ thương quá nè. Ôi ôi mấy chị ơi dễ thương cực kỳ luôn. Đây ai lấy comment 03 mà em nghe, 40 đổ lên mấy chị ơi, 55, 56 lại đẹp nè. Ừ đúng rồi, một lần này trăm mấy bao nhiêu. Đang sale có 79.000 nghe chị Hải Võ ơi. Rồi mấy chị ơi mấy tiểu tuổi này một lần ha, thiết kế này nè em bán nè. Cho nên nó còn bán 160 luôn người nha. Thiệt luôn, tại lần em xỉ tăng 140 mấy nghìn lắm. Rồi Alex comment 03. 40 đổ lên 55 lại vừa mấy chị ơi, 03. Ồ ôi mấy chị 79 ngàn quá rẻ luôn, 03. Trời ơi, cái mẹ nào mà dán cái này vậy? Mẹ thi chúng ai chứ? Rồi 04 giùm em mấy chị gái nha. Ôi ôi, dễ thương chưa? 79 ngàn bộ mấy cục vàng ơi, nó siêu đẹp em nè. À lấy 04 mình 04 mấy chị, để bạn vào 04 cho mấy chị coi. Giá gì? Giá hai bên hả?
Ai à? Công ty mới vô làm á. Vậy hả? Mới vô làm cái dán heo lên kìa. Quỷ mập. Làm hèn chi ta heo mà hao băng keo quá trời. Ok đúng rồi chị. Rồi nghe chị Bảo Lê, chị nhận hàng phải không? Chị nhận hàng, chị kiểm tra hàng, nếu mà hàng xấu bên em sẽ trả cọc chị liền. Không hai còn không? Dạ. Yeah. À. Không ba không hai hết rồi, ngay chị trọng vỏ có người chốt rồi. Ơi không bốn là con này phải không? Không ba trọng vỏ nè. Không bốn là chị Thảo Nguyên nè. Ủa không bốn đẹp quá ha. Ồ dễ thương quá chị ơi, coi nè. Mà nó có độ co giãn đó mọi người nha. Bấm gì vậy? Trời ơi, ngồi mà xé bọc không hết thời gian nè. Rồi không nam. Dễ thương quá, không nam nha. Rồi mà shipper không cần điện thoại, chạy tới cho luôn vậy hả? Ừ. Rồi chị Thảo Nguyên bữa nay bao nhiêu ký? Rồi lấy comment 05 em nghe, em bữa nay em 52 kg, không chừng bữa nay em 53 nữa. Rồi 05 giùm em. 05 mấy chị gái nghe, lấy 05 bên 05. Chị Phúc Nguyễn ơi, chiều bên em cũng điện chút đơn hay cục vàng nha. Tại vì bên em sợ nhiều khi lạc qua hàng sớm đó chị. Rồi mấy chị ơi 06 giùm em nghe mấy chị, 79.000. 40 đổ lên, 55-56 lại vừa. 06. Hằng Hằng, nói tới Hằng Hằng là shipper, nó vô nó thấy là shop Kim Hương là nó biết là không bao giờ bơm rồi, còn điện cái gì nữa. Nó nói biết bao nhiêu năm nay rồi, phải không? Rồi lấy comment nói chị ơi 07 giùm em nè. 07 mấy chị nghe xe nhỏ nghe, 40 đổ lên, 55-56 lại vừa mấy chị ơi, 79.007. 06 chị tiếp Mai, ok. À, 55 kg hả? Em 52-53 vậy nè. Rồi Phạm Thị lấy không mấy à, Phạm Thị ơi. Ok, 05 cho Phạm Thị. 05 Phạm Thị. Rồi mấy chị ơi, ồ dễ thương quá nè. Còn nghe để em lên chị. Rồi 08. Ồ dễ thương quá vậy. Ôi ơi mấy cái này bà Phạm Thị nè, với bà ấy nè, mấy bà nhỏ nhỏ nè, mua nhỏ nè. Rồi 08 giùm em nè. Ôi ôi mấy chị nghe dễ thương không? 79.008. Có tôn nhung ngọt tối cho chị, mua cho mẹ 60 kg. Có nghe chị Quanh ơi, nếu mà mẹ chị đòi mua size số 3. Rồi em xíu. Rồi 09. Dễ thương người ha. Ok 08 chị Kim Diệu. Rồi 08 em hết rồi chị Ngọc Trinh ơi, Linh ơi. 07. Rồi 09 giùm em nè. Ôi mấy chị nghe mấy dễ thương nha. Rồi lấy 09 rồi mình 09. Đâu đưa mấy cây xe nhỏ qua chị coi đi. Đưa mấy xe nhỏ cho mấy chị coi nè. Rồi chị nào lấy comment mấy chị ơi. Ôi 09 dễ thương nè, 09 màu bò nè. Dễ thương quá trời luôn mấy chị nè. Đó, 09 giùm em, 79.000, 09 nè. Rồi, 9 đắt bao la. Rồi, 01, mày bò 01 rồi cũng dễ thương mọi người nghe, cẳng ngọc trai trước ngực nè. 40 đổ lên mọi người nghe, 55-56 lại vừa. Rồi, 01 giùm em. 09 cho chị Long My nè. Rồi, chị nào lấy bộ này chứ mà không số 10. Số 10 mọi người ơi. 40 đổ lên, 55-56 lại vừa, số 10, ai lấy 10, comment 10 giùm em. Má 10. Đó, 08 hết rồi. Đâu rồi, cái mẫu xanh lá này cũng đẹp lắm nè. Ok, 10 cho chị Kim Diệu nè. Rồi, chị lấy chốt mọi người nha. Rồi, ôi, mấy chị nghe dễ thương quá nè. Rồi, comment mã 01. 40 đổ lên, 55-56 lại vừa, mấy chị ơi 01 giùm em. Ồ không màu xanh lá đẹp quá mấy chị. 79.000 bộ thôi mọi người nghe. Đó, nhận hàng mấy chị được kiểm tra hàng mấy chị. Rồi hỏi bán tặng cho mọi người thêm mấy khúc kia rồi chứ thương. Trời ô cái bọc rách gì mà cũng bỏ vô hay thiệt. Rồi 01 mọi người nghe mấy chị, rồi mà guốc nè. Trời ô cái guốc này dễ thương mấy chị kìa nè.
79.000 bộ mọi người nghe mấy chị. Mấy chị yêu ơi, nhớ mua hàng cho đủ đơn thì mấy mấy phục vàng ơi. Rồi lấy comment 01 mọi người nha. Rồi rút mấy chị, 40 đổ lên, 55, 56 lại vừa rút. Ủa rút dễ thương quá. Rồi chị lấy rút, comment rút giùm em nghe chị gái nha. Mạng chậm dễ sợ. 01 màu xanh lá nó cũng đẹp tí ghê nè mấy chị. Mà sao mấy chị bỏ quên nè. Cực kỳ dễ thương luôn mấy chị. 79.000 đó, 01 chứ rút. Ok, xanh lá chị Bích Huyền. Lá là phải 01 nè. Rút cho Phạm Thùy. Trời ơi, cái bộ 07 này đẹp mấy chị. Dễ thương lắm nghe. Cái này là mấy chị thích cuộc rút thì rút, mà không rút thì mình thả xuống nha. Rồi, giờ lấy bộ này con 07 giùm em mấy chị ơi. 79.000 mấy 07 nha. À, lấy 07 chứ 07 giùm em. Đó, xuất sắc đẹp mọi người nghe 07. Bảy ơi, à, 11 đâu ra ngoài. 11 là bộ nào vô ngoại ơi, này 07 nha. Rồi, cho đây có 11 mấy chị ơi. Rút nó nãy có hình như có bộ hả? Vậy hả? Rồi 07 đi mấy chị ơi, dễ thương ha. Ồ, mảng chậm ghê, 07. Ồ, cái bộ cam đắt này đẹp lắm mấy chị. Bà nào nhỏ nhỏ mua mấy bộ này mấy chị nha. Số có số lớn không? Nãy giờ em like số lớn quá trời luôn á nghe chị Trung Kiên ơi. Nãy giờ like số lớn quá trời luôn chị. Rồi giờ lấy bộ này chốt mấy chị gái nha. Đẹp quá, cam đắt. 40 đổ lên nha, 55 nó lại đẹp mấy chị ơi, cam đắt. Đây này, hồng sen nè, bộ này bự nè, hổng yên ơi. Rồi 60 đổ lại vừa mấy chị nghe comment 03, số 3. Rồi 60 đổ lại vừa comment số 3 giùm em. 3 là quần chính đắt mọi người nha. Ai lấy 3 comment 3. 3 quần chính đắt giùm em, 79.000 mã 3. Rồi 60 đổ lại đẹp mấy chị ơi, mã 6 nè. 50-60kg bằng đẹp mã 6 nha, quần chính đắt mấy chị ơi. Rồi lấy 6 bên 6 em nha. Rồi sao? Mai bu cục đóng cửa. Nghe hả? Mới liên hệ. Rồi sao? Rồi mình giao hàng được không? Ok, bao cho Thảo Thảo Nguyên nè. Sao vậy ba? Sáu cho Thảo Nguyên nè. Ba với Thảo Thảo Nguyên. Bà thi xanh lẻ. Rồi mấy chị ơi, lấy comment mã 46 em nha. 65 cái lại vừa mấy chị ơi, mã 46. Quần dài 65 lại vừa mấy chị ơi, mã 6 em. Ủy ban tỉnh An Giang mới ra lệnh đầu khoảng cách xã hội hết tỉnh An Giang. Đúng rồi. Rồi 46 cho chị Phạm Thiên Hoa. Điện đâu thôi. Mày ghi tờ số kia, ông đi chợ giùm tao cái đi. Ông đưa cho ông gỡ qua chưa? Ông gỡ cái coi thuốc qua chưa? Giải đuổi nghe chị Nguyễn Phượng ơi. Sao xanh lè chị Thi? Ờ Thi vậy này nó xanh lè luôn. À, đâu về đây kiểu nè. Gầm ghi cầm cái thôi, nhổng đi đây, nhổng đi mua. Rồi. Rồi lấy comment tím mọi người nha. 50 60 cái bằng đẹp mọi người nghe, mã tím giùm em nè. À lấy tím comment tím mọi người nha. Rồi mã 6 hết rồi mấy chị ơi. Rồi mã tím giùm em mấy chị gái nghe. Mã tím 46 còn không đây? Gì nữa hết biết rồi. Ừ 6 hết rồi mấy chị ơi. 46 tôi bấm biêu rồi. Mã tím thì chị Kim Diệu. Chợ rau quả một bí đỏ nè. Bây giờ nãy nhà. Nếu mấy bạn khách là không đi chợ được. Có tiền tại chưa biết. Mấy bạn không mua được. Mẹ đi đi mẹ.
Con điện hỏi biết rồi mẹ, mẹ đi ra mua rau cải này kia nè mẹ. Rồi mấy chị ơi, 60 đó là đẹp mọi người nha. Rồi cho mã tím 2. Ôi, đừng có tụ tập đông người. Rồi 60 đó là đẹp mấy chơi tím giùm em. 60 đó là đẹp mọi người nghe, chứ mã tím đậm giùm em nè. Ai lấy comment tím đậm giùm em. 60 đó là đẹp mấy chị gái nghe, tím đậm. Rồi 65 là vừa mọi người nghe, chứ mã 04. 04 em mấy chị gái nha. 65 kéo lại vừa mấy chị ơi, comment 04 giùm em nè. Chị nào lấy 04 comment 04 mấy chị ơi, 04. Rồi em còn mã tím 2 nha chị Nguyễn Duyên ơi, chị Nguyễn Duyên mã tím 2 đẹp mấy chị. Rồi em lấy comment mấy chị gái nha, chốt em mã 04. Ok, 04 cho cô Phạm Thị Hoa nè. Rồi tím đậm cho chị Kim Diệu. Không, chỗ bên nhà em bình thường. Chiến nhỏ ơi, chỗ nhà em mới dài là đi chợ bình thường. Nhưng mà em đã dự trữ mấy ngày trước rồi mọi người nha. Em nói chung là nhà em thì ngày nào cũng vẫn đi chợ mọi người nha. Nhưng mà đồ thì em đã dự trữ lại ra rồi. Với lại nhà em á có bán thực phẩm chay và tiệm tạp hóa mọi người nha. Lỡ mà có đóng cửa đi chăng nữa thì nhà em chắc ăn có khoảng 6 tháng. Nhưng mà thật sự mọi người nghe, nhà em á thì không phải là nó tốt mọi người nghe. Có cái lòng từ bi. Mình có ăn mà người hàng xóm không có ăn, mấy chị ơi mình không ăn ngon đâu mấy chị đó, cũng cho hết trơn à. Đó, cái lòng em nhà em là vậy mấy chị nghe. Ví dụ như nhà em có đi mấy chị nha. Đó, mấy chị nhà cái em bên không có là em đem em cho hết rồi. Ví dụ như em có 10 phần em cho 8 phần đó. Em có thể, em chỉ cần uống nước là cũng được nữa mọi người nghe, chứ không có lấy. Vậy đó. Rồi, không bốn hết nha mấy cục vàng ơi. Rồi 04 hết 04 rồi, gửi đồ chị rồi. 04 có nè. Quay qua quay lại còn mình chị mình bà bán quần áo. 04 của cô Phạm Thị Hoa rồi. Rồi mấy chị 65 kéo lại vừa mọi người nha, 55 nó lên 65 lại vừa nè. Rồi cho mã hồng bi mọi người nha. Hàng hồng bi nha. Ăn cơm chay à. À không phải ăn cơm chay mấy chị, tại vì nhà em á bán tập quá. Mà ba mẹ chồng em thì ăn chay trường nên nhà em có bán thêm thực phẩm chay mấy chị gái nha. Đó, thực phẩm chay là những cái người chả này kia mà người ta làm như là đồ mặn vậy mấy chị đó, làm như đồ mặn vậy đó. Ok, hồng bi cho cô Hoa, hồng bi luôn nè. Nhiều lắm, nói chung là nhà em đồ nhiều lắm mọi người ơi, đồ ăn đồ uống rồi quần áo cũng nhiều lắm mấy chị. Rồi mọi người nghe, 50 đổ lên mấy chị ơi, 60 đổ là đẹp giùm em nha. Rồi cho em mở đọt một. Mã 1 mọi người nghe, à, lấy 1 comment 1 giùm em. À ok, vậy là cái chị Kim Diệu thì lấy cái tím đậm sao, còn cái tím trước á là chốt chị Nguyễn Duyên. Một cái tím có gen, một cái tím không gen đó. Cái này là em thấy đậm hơn nè. À cái tím đậm hơn á là cho chị Kim Diệu. À còn cái tím kia là cho chị Nguyễn Duyên. Rồi ok, chị Kim Diệu chị có rồi nghe. Rồi hồng bi hả chị, hồng bi để em coi coi còn không nghe. Rồi đồ chay ngon lắm, thật sự mẹ chồng nấu đồ chay ngon lắm chị Yến như chằng ơi. Rồi comment mã 1 nha, lấy 1 comment 1 luôn mấy chị, mã 1. Rồi đồ tủ lạnh bao nhiêu chị mới vô, đồ ngủ lạnh bao nhiêu một bộ, đồ ngủ lạnh không chút xíu em thả kho luôn. Hồng bi em hết rồi, lon kim sao bữa nay chị mặn chậm dữ rồi chị lon kim. Rồi mấy chị ơi, 50-60 cái mặn đẹp mọi người ha. Rồi cho em mấy chị ơi mã này comment giùm em mã 2. Ôi ôi mấy chị nghe đẹp không. Rồi mã 1 mã 2 mọi người nghe, 79.000 bộ đuổi giùm em nha. Chiều lấy chốt màu giùm em nè. Mã 1, mã 2 giùm em mấy chị gái nghe, 79.000 mã 1, mã 2. Giờ là lấy 1 comment 1, lấy 2 comment 2 giùm em. Cứ ghi cái miếng giấy này đi. Rồi 65 đổi lại vừa mấy chị gái nghe, chứ mã 33. Ừ. Đâu rồi, ổng đâu rồi. Rồi mã 1 chị Úc Ly Chuông. Mã 1 là cái bộ đó đó thôi. Định qua nhà em lựa đồ mà đồ không đưa. Trời ơi chị ơi, nhà ai nấy ở mấy chị. Bây giờ dịch mọi người nghe, nhà ai nấy ở mà nay nấy chơi mấy chị. Hết dịch chơi lại nha. Hết dịch mình chơi lại với nhau nha mọi người.
Bây giờ thì mình nghĩ dịch mới kiểu như mấy chị gái hiểu không vậy nè. À, mình đã mằng một thời gian quá dài mọi người nha. Bây giờ là thời gian để cho mình nghỉ ngơi. Dạ, chị Nguyễn Duyên lấy size 50-60kg ok, chính xác luôn nha chị Duyên ơi. Rồi 55-62kg bằng vừa mấy chị ơi, chứ mã 33 em nè. Ôi ôi mấy chị 33 đẹp quá ha. Rồi cho nào coca thì 65kg lại vừa mấy chị ơi, mã 33, 79.000 mã 33. Rồi size 2 có size 2 chị ơi. Rồi mã 2 chúc cho Lan Vi. Ok Lan Vi mã 2. 33 chút chị Loan Kim, ok chị Loan Kim. Rồi mấy chị ô này đẹp quá ha. Đó. Rồi 65 lại vừa mấy chị ơi, chứ mã 36 giùm em nè. 55 đổ lên nha, 65 đổ lại vừa mấy chị ơi, chứ mã 36. Quần dài nha. 36 quần dài em mấy chị ơi, 79.000 mã 36 nha. Vậy nào lấy 36 chứ 36 giùm em. Đó. Rồi, vậy nào chốt mấy chị ơi, mã 36 giùm em. Mày gần trước mày nói chuyện đó rồi. Rồi 65 lại vừa mấy chị ngáy nha. Ừ. Rồi 65 này vừa mấy chị gái nghe chứ mã đỏ đô nè. Ừ, mấy chị ơi đẹp chưa? Mấy kia chiều nó lên lấy. Rồi đỏ đô mấy chị gái nghe, à, lấy comment vậy mã đỏ đô. Mã đỏ đô giùm em. Ừ. Rồi đỏ đô. Rồi ai lấy bộ này chốt mọi người nha. Ồ đẹp chứ mấy chị. Rồi 55 62 63 lại vừa mấy chị nghe chứ mã 60 giùm em nè. Rồi cho nào lấy 60, comment 60 mọi người nghe, 60 quần dài luôn. 60 quần dài luôn mấy chị gái nghe, lấy comment mã 60. Rồi. Đó, 36, mẹ có đâu mã 36 gì mẹ. 36 chị Trâm Trần. Vậy hả? Ờ chỗ em còn bình thường. Chỗ em còn bình thường nha. Mã 60 này bị trùng bộ cái nãy của cô Hoa nha. Cô Hoa ơi, mã 60 này cô bị trùng á. Rồi lấy comment đỏ đô mấy chị ơi, đỏ đô đẹp quá nè. Đỏ đô cái ren đẹp gì đâu nè. Rồi mã 60 là con Hoa nãy cô có một bộ rồi. Mã 60 là con Hoa nãy có một bộ rồi, con nhớ cô Hoa có một bộ. Rồi chị lấy chốt mọi người nghe mã 60 giùm em nè. Đó, ai lấy 60 chút 60 biết chị ơi, mã 60 giùm em. 79.000 bộ mọi người nghe, ai mà phản nội nhớ à. Đỏ đô chị Loan Kim, ok. Rồi này cái này quần chính bắc nè chị Nguyễn Minh ơi. Đây. Rồi cây này mọi người nghe, đó là 95.000 chung với cái lô nãy em like nè. Yeah. Rồi mã 60 ok, Lăng Vi có mã 60 nè. Có quần ống rộng không em, quần ống rộng có nha. Rồi cây này mà ngồi nghe mấy chị nè, chính bắc nè, chung có lô hổm nãy mọi người thấy không? Hồi nay trang á là 95 một bộ. 55 đủ lên mọi người nghe, 65 lầy dừa. Rồi chiêu lấy bộ này cho em mọi người nha. Đó, xanh đậu giùm em nha mấy chị nè. Đó, quần chính bắc giùm em ha. Đây chị Nguyễn Minh đâu rồi, còn đó không? Đây chị yêu nha. Rồi cái mã xanh đậu nè, 95.000 xanh đậu nè. Đỏ đô ren. Rồi bò ren giùm em mọi người nha. 55 đủ lên mấy chị, 65 lầy dừa em. 95.000. Rồi cho lấy chốt màu mọi người nha. Rồi mọi người ơi, giờ mấy chị hôm nay mọi người tranh thủ mua nha. Nếu mà tình hình như vậy là ngày mai bên em sẽ nghỉ like. Nghỉ đi ha. Vậy là mấy chị ơi, nếu mà người ta nói người ta là bắt buộc là ngày mai chỗ em là tôi cũng giãn cách mọi người nha. Nên chị nào mà nói chung là nhà ai ở nhà đó mấy chị, người ta không có cho tới lui mấy chị. Chị nào mà mua kem hay là gì mọi người nghe, là mấy chị mua thì bên em sẽ giao cho ship hàng, ở lộn shipper. Ok, xanh đậu nè cho chị Út em đặng nha, 95.000. Rồi, đó xanh đậu rồi. Đó xanh đậu nghe, đồ của chị Nguyễn Châu đi rồi. Rồi bò. Điện dặn đi, về đi. Rồi lấy comment bò mấy chị ơi, còn bò với đỏ đô. À, cái chỗ em bị giãn cách là chị, tại vì có một ca ở dưới kia lặn, ở dưới kia lặn ở chứ qua đò em mấy chị nghe, nhưng mà người ta bắt buộc giãn cách luôn rồi. Ở dưới Long Xuyên là mọi người nghe, nhưng mà người ta giãn cách toàn tỉnh, lo tỉnh An Giang luôn. Là thông báo chỉ thị ngày mơi mấy chị nghe, ngày mơi ngày 11 á. Đó, bên giao hàng nó mới thông báo với em á, chỉ thị ngày mơi là
nó vẫn giao hàng, mấy chị hiểu không? Shipper nó vẫn giao hàng. Nhưng mà ấy nghe mấy chị gái nha. Ok nè. Bò nè cho chị sến phan nè. Rồi đỏ giùm em. Mùi gì có xíu má. Trời ơi. Cái má này điên rồi. Rồi bây giờ em còn đỏ mấy chị. Má này má điên rồi. Má này má điên rồi. Chiều đem cho tôi, đem lại cho tôi nghe bà lấy thêm một hộp. Ok, Hữu Linh mới dài gom đồ đâu, giao Hữu Linh hết chưa? Mua mẹ 4-5 hộp đi mẹ ơi, giãn cách tới 15 ngày lên kề, mua 4-5 hộp kem để nhà sức kem thôi, đừng làm gì hết trơn á. Rồi. Hết bờ Lan Bi còn đỏ đô. Lấy cái điện thoại của Nghi đi mua đi. Rồi lấy đỏ comment đỏ mọi người nghe, còn đỏ không à. Rồi cho lấy đỏ comment đỏ mọi người nghe, 79.000 bộ mà chơi đỏ giùm em nè. Rồi đỏ giùm em mấy chị gái nha. Đúng rồi, nhưng mà vẫn ra hàng bình thường. Chị Kiều Như Quỳnh hả? Ok, chị Kiều Như Quỳnh. Ê, con bấm đơn của chị Kiều Như Quỳnh coi đơn rồi, coi chị có mua kem không. Rồi em còn hai bộ đỏ mà chị nghe ủng hộ em đi chị. Ê, đưa cây 95.000 đi, nó còn bò, cái cây này là Lan Vi được không? Ok, Kiều Nguyễn Thị có xe thịt lớn. Mua cái xe thịt lớn đi chị, đây nè. Có em đó mọi người nghe, có cực kỳ em luôn. Ở lộn đỏ này 95.000 mọi người nghe, trời nãy giờ em đâu nói chuyện quên nha. Cái này là 95.000 chứ không phải 79.000 nè chị Kim Diệu ơi. Kiều Như Quỳnh đó đây. Kiều Nhi Quỳnh. Kiều Nhi hả? Kiều Nhi. Gần như dính chậm nhau. Cái này là 95.000 chứ phải 75 nghe chị Kim Diệu. Em sorry mọi người nghe, em đang phân tâm. Rồi em còn đỏ 95 hai bộ mấy chị gái nghe, lấy đỏ comment đỏ em nè. Rồi mẫu này cũng 95.000, em còn ba màu nè. Bò này được không nè, Lan Vi nè, mua này cho mẹ đi cưng. Bên giao hàng nó vẫn giao bình hiền. Đem lại đi bà ơi, sức sau là ai hợp, trước sau là hai hộp hả? Ok. Giờ ok, đỏ 95 cho chị Kim Diệu. Đúng rồi, chốt ly chương hai bộ đỏ đó mẹ. Rồi đem lại liền đi bà ơi, sức sau là hai hộp phải không? Rồi để chiều gom đơn lại. Rồi lấy em hũ, lấy hũ kem chị nám mua kê bi em. Rồi giờ lấy bò, chút bò mọi người nghe, bò nè, đỏ nè, gặp nè, 55 đổ lên, 65 này vừa mọi người nghe, 95.000 luôn. Giờ lấy cho em 95.000 mấy chị ơi. Rồi lấy chốt mọi người nghe, mấy chị ơi thấy chứ, mấy chị ơi mình làm rồi quen nha. Ở không nó bức dứt dữ lắm thật sự mọi người nghe, em nè, em có bệnh mọi người thấy không, em đi Sài Gòn em khám bệnh đó. Mà về tới nhà em lên live liền mọi người thấy không. Em bán thứ nhất là cũng vì đam mê đó mọi người nghe. Có cái đam mê mọi người nghe, cái nghề này mấy chị không có đam mê mọi người bán không có được đâu. Em nói thật sự mọi người nghe. Đam mê, kiên trì, nhẫn nại, nhịn nhục. Nói chung là phải hội tụ rất là nhiều thứ mọi người nghe. Nên mới ngồi ở đây được hoài mọi người nghe. Chứ thật sự mấy chị nghe, nếu mà chị tánh nóng nảy mọi người cũng không bán được. Thật sự luôn. Rồi ok, gạch 95 cho chị Kim Diệu bộ gạch nè. Rồi em còn bộ gạch, bộ đỏ, bộ bò. Chị yêu nào chốt comment màu mọi người nghe, 95.000 giùm em. Đuổi là đuổi thằng thiết kế đẹp lắm đó chị ơi. Thiệt. Rồi lấy chốt mọi người nghe. Quá đẹp mọi người nghe. Rồi bò. Bò gặp đỏ đô. Rồi chị yêu lấy chốt mọi người nghe, 95.000 mấy chị gái nha. Ok, bò cho Lan Vi, bộ bò nè. 95.000. Bỏ đỏ lấy gặp. Ok, vậy là bỏ bộ đỏ hôm nãy nghe Thi ơi. Ok, chị Kim Diệu. Rồi ok, Úc Ly Chương lấy thêm gì không? Úc Ly Chương ơi, có lấy thêm gì không mấy chị nghe? Quên nữa em ơi, cái chị. Ê, cái thùng nước rửa tay bữa mình còn không ta, hay là hết rồi? Rửa tay như mình hết luôn không ta? Ok, gặp nè, gặp cho chị Nguyễn Minh một bộ gặp luôn nè. Chị Minh ơi, bộ đỏ chính mắt giùm chị hả chị Nguyễn Minh? Rồi em còn bò với lại đỏ mọi người nghe. Em còn bò với đỏ thôi mọi người ơi, 95.000 bộ mọi người nghe. Ôi ơi mấy chị đẹp ghê luôn. Làm quen rồi không làm muốn bệnh lắm, đúng rồi mọi người ơi, thiệt. Em bán em cũng vì đam mê mọi người nghe, trời nhiều khi chồng em kêu em nghỉ hoài à. Không phải là kêu nghỉ luôn mọi người nghe, ông kêu cũng như là có nhỏ không có nghe, ông kêu cũng như là mình mà làm một tuần mình nghỉ một hai ngày mới chị nghe, nhưng mà em nghỉ không được. Thiệt luôn. Vì nghe chế đi. Vì nghe chè đi nấu hết cho
Vậy à, chị Trần Tuyết Mai ở quên nói chị Yến Nhan xe cho mấy chị nè. Anh Thiện Yến Nhan còn nhiêu mấy chị ơi? Bò đỏ của chị Kim Diệu bỏ đỏ ra đi cưng. Chị lấy bò đó. Còn nhiêu? Rồi mấy chị ơi, bây giờ nè mấy chị gái nghe nè, bây giờ nè. Em vừa bán vừa tặng cho mọi người luôn nha. Cái này là tại vì á, cũng như là em chắc tạm nghỉ vài bữa nha, coi tình hình sao. Rồi em cũng lai lại à, mọi người yên tâm em không nghỉ lâu đâu. Nước ở tay mình còn thùng nào không anh? Nước ở tay hình như mình còn thùng không? Đây đây đây, đưa anh lấy ra, lấy em bán cho anh. Rồi. Chị nào lấy chốt nha, hôm nay em bán tặng cho mọi người luôn 50.000. 50.000 bịch mọi người nghe là em bán lỗ luôn nha, còn ít nè. Nói mấy chị ở nhà mình ở không làm gì, mấy chị nghe chắc ngày mơi em ở không em cũng nấu chè dưỡng nhan em muốn nữa quá. Ở không chắc mơ nấu tiếp tục đó mọi người nghe. Rồi mấy chị ơi, 50.000 nói chung là mình biết á, là mấy chị nghe ai cũng vậy hết trơn, cũng phải là trải qua hết trơn mọi người nghe. Thì mình ở trong nhà mình cẩn thận xíu mọi người nha. Rồi lấy chốt mọi người nghe, chè dưỡng nhan giùm em 50.000. Ừ. Rồi lấy cho em mấy chị gái nghe, 50.000 chè dưỡng nhan một bịch. Một bịch này là trên 400g mọi người nghe. Đó, 50.000 một bịch luôn. Chị nào lấy cho em mấy chị 50.000 bịch ha. Rồi. Đây mấy chị, thả ly luôn. Đây ly em còn hết mọi người. Vậy. Lấy em chai đi anh, lấy em chai coi còn hết thì bán tặng cho mấy chị xài. Rồi ly. Ly có hai màu thôi mọi người nghe, màu đỏ với màu ấy nè. Đỏ bi có gòi đúng không? Đỏ bi có gòi chị, có đỏ ren chị chưa lấy nè. Rồi, ok, chị Quỳnh Quang, hai bịch chè dưỡng nhan. Ok, chị Trang Trang. Nước giặt á, chị ơi, nước giặt dao nặng lắm nên em không làm đơn nước giặt chị ơi. Rồi, anh lấy cái ly nóc xuống cho em, anh tặng cho chị luôn nè. Rồi, anh đưa em có ly trắng không? Rồi, mấy chị ơi, ly Thái nha. Rồi, em còn hai thùng, em xả luôn cho mọi người nè. Bữa nay chị nào mua lại như được quà nha mọi người nha. Đó, ok, Lan Vi bịch chè dưỡng nhan. Đó, bán lỗ luôn á, bán lỗ luôn. Rồi, ly mấy chị nghe, ồ. Cái ly mà ngồi nghe cầm lên là chắc nịch luôn, em cực kỳ. Ừ. Rồi mấy chị gái nghe. Ồ, cái ly im hết sức im. Ồ, này mấy chị nghe nè, ở dưới này mấy chị nghe nó có chữ nữa kia nè, mọi người thấy không? Đó, hàng xịn giùm em mọi người nghe. Rồi, sale luôn. Chị nào lấy chốt em mấy chị gái nghe, ly em bán xả bán tặng mọi người nghe 85.000. Chị nào chốt comment liền em. Trời ơi, bán 85. Có này có bao mọi người nghe, có bao có cái màu cho mấy chị nào ổn hút được kia đầy đủ mọi người nghe. Rồi 85.000 cái ly. À, lấy ly cầm anh ly. Ok, chè 50 chị Lon Kim chè luôn nè. Rồi ly mọi người nghe, lấy ly chút ly giùm em. Ly 50.000 cái ly. Đó là ông 85.000 cái ly bịch chè 50.000 phải không? Rồi cơm mình còn nhiều không anh? Cơm cũng còn ít phải không? Rồi mấy chị gái nghe, cơm bây giờ em bán tặng cho mọi người luôn nha. Gì? Ừ. Rồi ok, Kim Diệu ly nè, chín tắc thì lấy đi em. Ok, bộ đỏ ren á, chín tắc cho chị Nguyễn Kim Minh luôn đi con. Rồi ok, có ly trắng nè, ở mấy chị comment giùm em đi. Rồi ly cho Hằng Ni nghe. Mọi người nhớ giùm em nghe, bữa nay em like là em sẽ chốt đơn đi hết nha mọi người nghe, không có giữ đơn là nghe mọi người nghe. Nên mọi người thông cảm em nha. Thí Trần hai ly hai màu, ok Thí Trần nè. Rồi, cơm bán tặng luôn mọi người nghe mấy chị. Bây giờ hộp lớn thì em bán cho mấy chị 70.000. Hộp nhỏ là 30.000, chị nào lấy đơ lấy thì chốt luôn. 35. Gì? Thôi cãi đi, hộp nhỏ 30, hộp lớn 70. Chị nào chốt comment em nghe mấy chị comment giá tiền. Cơm lớn 70, cơm nhỏ 30 giùm em. Đó. Tại em nghỉ vài ngày nên em xả cho mọi người luôn, tại vì cơm của em á mấy chị gái nghe được bảo hành tới 3 tháng rồi mấy chị, nó không có hư hao gì hết trơn nha. Rồi ok, chị Quỳnh Quang nè. Rồi ai lấy cơm chút cơm nha. Ok, Kim Thủy em ly, em comment ly trắng là có ly trắng nha em yêu ơi. Đó. Ồ, mọi người nghe, cầm cái ly lên là chắc nịch mọi người nghe, đúng là lên đi hàng xịn nha. Ok, như ý nghe mấy chị nghe nè, ly với đất em là mấy chị nghe nó có chữ nữa kia đàng hoàng nha mọi người nghe. Trời ơi mấy chị, im lắm. Đây mấy chị, đó không. Rồi, ok, cơm 30 Thí Trần. Rồi, chè dưỡng nhan còn mấy bịch mọi người nghe mấy chị, còn mấy bịch anh này không đếm nữa, hồi bán không đủ giao cho người ta. Rồi, ok, Thí Trần nha. Rồi lấy ly chút ly mọi người nghe, cái này là bán tặng cho mọi người luôn á. Trời ơi, ly im lắm á chị nè. Mình cầm lên là rất nạch cái ly mọi người nghe, mà nhớ em đừng làm gớt nha. Rồi. Ok, vậy là hai hộp nhỏ nè cho chị Kiều Nguyễn Thị nè. Rồi chị Kim Thơ là cơm hộp nhỏ nè. Rồi chị Thị Lệ cơm hộp nhỏ nè. Rồi chị Ngân Kim cơm hộp lớn nè. Rồi ok, chị Lon Kim nha. Rồi mọi người ơi,
đó, mấy chị nước rửa tay nè, em vừa bán vừa tặng cho mọi người, một chai như vậy là 20.000 thôi nha. Diệt khuẩn mà chị nghe, 99% này xài im hơn Lay-Boy luôn á. Xài im hơn Lay-Boy luôn mọi người nha. Đó. Rồi vậy là tới chị Lê Thị Kim No. Đây à? Ngân Kim. Rồi ok, thằng đi cơm giấy nhỏ. Một đi đỏ cho chị Ngọc Châu. Rồi cơm nhỏ chung Lê Lê. Rồi chị Út ơi mới cuộc sống comment giùm em nha. Rồi chè 50 chị Ung Lê Lê. Cơm lớn chị Bùi Thằng. Rồi hai chai nước rửa tay cho chị Kiều Nhi Quỳnh. Hai chai nước rửa tay cho chị Thí Trần. Cơm 30 cho chị Loan Kim. Rồi rửa tay 20 chị Kim Diệu. Ok chị Che, chị Trang Trang. Ok chị Ri Phương Thủy nha. Ok chị Hào Phú. Có nước rửa tay khô, nước rửa tay khô khô hôm nay không lấy được hàng. Rồi ok chị Ngân Phương nè. Ngân Phương ra chưa thi? Rồi fan mà ngồi nghe nó đang chạy mấy chị. Ngân Phương rồi phải không thi? Rồi ly 85.000. Rồi cơm nhỏ chị Thị Thu. Hai chai cho chị, hai chai rửa tay cho Lan Vi. Tay 20 chiến yến. Cơm bảy cơm lớn là 70 nghe mấy chị gái nghe. Cơm lớn là 70 em nghe. Rửa tay khô không có nghe, cơm lớn là 70 em nha. Rồi rửa cái rửa tay cho chị Thị Thu nè. Cơm lớn 70 chị Phương Lê nè. Cái đầy đen 95.000 nè cho chị Kiều Nhi Quỳnh. Hai chai rửa tay cho chị Loan Kim. Rồi hai tay rửa tay Ung Lê Lê. Cơm lớn nhà Thu. Rồi mọi người nhớ em là cơm lớn 70 mọi người nha. Còn cơm nhỏ không, cơm nhỏ rồi, cơm nhỏ sale 30 đó chị gái nha. Rồi ly là em sale 85.000 cái ly mọi người nha. Đó. Rồi cơm nhỏ cho chị Ghi Lê Kim nè. Hương có mít không không? Chị mới về không lấy được mít. Rồi rửa tay hả? Rửa tay gì là hết? Rửa tay hết rồi mọi người ơi. Chai nhiêu? Rửa tay hết rồi, 20.000 rửa tay hết rồi mấy chị ơi. Rồi cơm nhỏ mọi người nha, ở mô phạt cơm 30 nha, mấy chị nhớ em mua đủ đơn em đi hàng nha. Bên em không giữ đơn mọi người nghe, ngày mai là em tổng nhà cửa mọi người nghe là em đi hết mọi người nha. Rồi mấy chị, cơm nhỏ là 30 nha, cơm lớn là em sale với chị 70, cái này là sale lỗ mấy chị gái nha. Rồi có kẹp máy phòng không em, có anh đưa kẹp đấy em sale luôn ơi. Chị em nha, chị nào mà ok ra, em ok Ngọc Kim, cái này của em ở trên, đưa cái kẹp ở dưới kìa, 50 kẹp kìa. Rửa tay hết rồi cô ơi, rửa tay con hết rồi, tại rửa tay còn ít lắm. Rồi mấy chị 5 cây kẹp nè. Ồ ôi mọi người nghe, rồi 5 cây kẹp này sale cho mấy chị 35.000, còn tóc nét khi đưa rồi. Rồi 5 cây kẹp 35.000. Rồi có cơm cháy không gà không có. Có mà chơi nó cũng giá vậy à. Rồi ok Kiều Như Quỳnh nha. Mai nghe ăn Tết hả chị? Chào ăn Tết, ăn Tết, người ta giãn cách mình giãn theo. Rồi tính cơm giá này luôn nha, là gì chị? Vậy tính cơm chị giá này luôn nha, làm sao? Thì yên tâm, chị nào mua trong Lan ngày hôm nay làm tính vậy nha. Ok, chăng lên một cơm lớn. Cơm cháy khô gà chị, hộp nhỏ là hộp nhỏ thì bình thường bán 40, bữa nay em xả cho mọi người 30 nha. Hộp lớn này 70. Rồi, đó, 35 chút em mua đồ thêm. 35 là gì? Ok, 35 là này nè. Ừ. Còn khô gà hả? Ok, kẹp 35.000 nghe mấy chị, còn em kẹp 35. Ok, ông Nguyễn Lê hỏi gọi nè, khô gà đưa cho em nghe thiệt. Rồi chị Phương Lê có đọc tên không chị? Tại vì nó hết rồi đó. Đây mấy chị nè, khô gà nè, bịch ăn thử như thế này là em bán cho mấy chị là có 50.000 thôi nè. Đó, khô gà nó lên giá nhưng mà em bán giá sụt mọi người nghe, bịch này 50.000. Rồi ok, vậy là vẫn tính cho chị vậy luôn nha chị Thùy Thu ơi. Rồi kẹp 35 cho chị Thí Trần, nói chung là chị nào mua trong cái live stream hôm nay là mấy chị nghe. Rồi 50 kẹp chị Quỳnh Hồng. Bữa cũng dòm chị lấy mà nghĩ bông chết là gì. Ok chị Hoa Hướng Dương, hộp cơm lớn nè. Rồi mấy chị ơi, bịch cơm dụng nè, không biết còn mấy bịch nè. Bịch cơm dụng bán với chị 10.000 thôi. Bịch cơm dụng 10.000. Rồi rửa tay không biết còn không nghe chị ăn là nơi cơm lớn hay cơm nhỏ chị. Rồi hộp cơm 70 nè cho chị Ung Lê Lê. Lên đuổi quần giải đi, từ từ em lên mấy chị ơi.
Rồi anh Thiện không lấy hộp, lấy bịch khô gà nửa ký vậy trơn rồi bà nội. Rồi 5 kẹp 35 chị Quỳnh Hồng luôn. Rồi 70 chị Quỳnh Quang. Ok và Ngọc Châu, một viên sủi, một giấm căn đông nghi. Rồi. Rồi mấy chị nghe nè, bịch khô gà nửa ký lô bán tặng mọi người giá 100 ngàn. Khô gà nửa ký lô mấy chị nghe, bữa nay là khô gà nó lên cao lắm mọi người nghe, nó lên thêm 20 hay 30 ngàn một ký á. Rồi còn ủ tóc rồi chị ơi, anh Thiện đưa hộp ủ tóc cho em coi. Rồi ok, cơm bảy nè, cơm bảy 10 ngàn nè, không biết còn không nữa nè, cơm bảy còn mấy bịch anh Thiện. Rồi bịch khô gà 50 chị Lan Vy, ok. Rồi cơm bảy như ý để coi còn không, còn không anh? Còn không rồi, ok chị Kim Diệu, hai bịch công dụng nè, 10 ngàn bịch thôi nha. Rồi mấy chị ủ tóc của Thái nha, em còn hình như là 6-7 hộp vậy không biết nữa nha. Rồi giá tặng cho mọi người luôn, ai lấy chốt mọi người nghe 80 ngàn. 80 ngàn hộp ủ tóc luôn. Rồi cơm gà nhỏ nhiêu 30. Cơm gà nhỏ em sale 30 ngàn mọi người nha. Rồi mấy chị bịch khô gà nửa cái lô sale mấy chị 100 ngàn. Rồi bịch này 50 ngàn mấy chị gái nha. Bịch này là 250 gram mọi người nghe, sale 50 ngàn. Rồi ok, để coi công dụng, nếu mà còn để vô cho chị nghe chị ăn lần nha. Rồi bịch khô gà mới mua nè, cho chị Trang Lê. Nửa ký khô gà chị Quỳnh Hồng. Chị Quỳnh Hồng ơi, vậy là ngày mai em đi đơn luôn nha chị yêu nha. Mấy cái kia là lấy về không được rồi chị. Bây giờ là nó ngăn xong cách đò, xe không chạy luôn rồi chị yêu ơi. Ok, ủ tóc cho chị Kiều Nguyễn Thị nha. Rồi mấy chị ai lấy ủ tóc rồi anh dùm em, ủ tóc kèm giá tiền cho Trang chị Kiều Nguyễn Thị nha mọi người. Em còn 5-6 hộp cài đi, xả tặng cho mấy chị luôn. 80 ngàn đem về mấy chị xài nha. Ủ em cực kỳ mọi người nha. Rồi ủ giùm em 80. Đó. Khô gà này em bảo đảm mọi người là khô gà mới, khô gà xuất khẩu đàng hoàng mọi người nha. Đó, cái này là em lấy được hàng xuất khẩu luôn á. Bữa nay lên 20 ngàn một cái lô mấy chị, nhưng mà em vẫn bán chị giá sụt. Ok Lê Ngọc Nương nè, hộp con rất là nhỏ nè. Ok cho anh Thư Nguyễn mấy chị nha. Ồ mấy chị nghe, rồi bé mấy chị nha. Rồi tấm bé sale cho mọi người luôn 75 ngàn chai tấm bé, lấy tấm bé comment tấm bé. 75 ngàn cho tấm bé luôn. Ok, gà lớn 70 ngàn cho chị Nguyễn Minh. Ok chị Quỳnh Hồng á chị nè, rồi 5 cây kem bán lộn, 5 cây kẹp bán tặng mấy chị 35 ngàn thôi. 5 cây kẹp 35 ngàn mấy chị nghe. Rồi túi nè mấy chị nghe, em còn hai cái túi nè. Túi lớn 30, túi nhỏ 40 mọi người nghe, lấy túi comment túi giùm em nha. Túi trong mấy chị mà để vận dụng trong đồ trang điểm này kia mọi người rất là im luôn. Rồi lấy túi comment túi mọi người ha. Rồi chè dưỡng nhan còn mấy bịch mọi người nghe, chị nhan đâu rồi, sale 50 ngàn. Ồ da. Rồi chè dưỡng nhan sale 50 ngàn bịch nè mấy chị gái nha. Rồi lấy chè dưỡng nhan, chút chè dưỡng nhan em. Chè dưỡng nhan 50 ngàn. Ồ ôi mấy chị, ủ tóc còn có mấy hộp mọi người nghe, nó lấy giùm em đi. Rồi chè dưỡng nhan bịch chà bá bự luôn mấy chị 50 ngàn. Bánh rồi chợ giàm nghỉ đưa chị Kim Loan ơi, nghỉ đưa mà từ bữa mấy ta? Ngày kia lận. Ok Thí Chằng lấy cơm lớn bỏ cơm nhỏ lợi nè. Rồi không có dầu gọi băng tin nha, em có dầu gọi dầu gọi vàng, dầu gọi đen, dầu gọi đỏ thôi, dầu đen đỏ sơ sơ gì dưới xum siêu này kia cho chị coi, gần đâu có gọi đỏ ấy đâu. Rồi em lên cho mấy chị thêm một khúc đồ này, mấy chị nghe em theo mẹ sắp khúc này đi mấy chị mẹ. Rồi còn khúc này bán tặng cho mấy chị luôn cho nó chống nhà luôn nè, đã nói giá nào cũng bán mọi người nghe. Rồi mấy chị gọi đen là 100 ngàn nè, xả trắng 100. Ok 5 cái kẹp trong hoa hướng dương. Ok chị Ngọc Kim coi kem nám nè. Rồi gọi đỏ giùm em 100 ngàn luôn. Ok chị Quỳnh Hồng hai bà chè dứng ngang nè. Rồi mấy chị nghe xum siêu 85 ngàn xum siêu. Đó. Rồi lia mấy chị nghe lia 95 ngàn. Rồi rì choi mọi người nghe, rì choi giùm em mấy chị, rì choi 95 ngàn luôn. Rì choi 95 ngàn. Rồi đây chị gái nghe kem nám nè, 165 ngàn. Mấy chị ơi, bảo đảm mọi người không bị ăn nắng nha. À, có kẹp quần áo không? Chưa có đặt tới đỉnh cao đó nghe cục vàng ơi, đợi vài bữa đi. Đó, đợi giảm dịch đi em ra em săn gia dụng, em có săn rồi nghe chị Quỳnh Hồng ơi, nhưng mà cái chỗ mà em lấy hàng mọi người nghe, người ta cũng đã giăng dây luôn, không có đi giao hàng giao gì được hết trơn mọi người nghe. Bà đó muốn khóc tiếng Pháp ở bên đó rồi. Bà khóc tiếng Pháp ở đó rồi, mọi người nghe, đâu có đi ra được đâu mà đi giao. Rồi nào chị, hộp kem này 165 ngàn nha. À, lấy kem chút kem em, 165 ngàn kem. Kem chị nám mọi người nha. Rồi, 5 cây kẹp vô qua hướng dương có rồi. Rồi mọi người ơi, mấy chị có đơn quăng vô, mấy chị gái nghe ở nhà làm gì, mấy chị nào mua chị dẫn nhang nấu ăn chơi. Ơi mẹ còn con hãy tặng rồi mẹ đưa con bán rồi mẹ.
Rồi mấy chị, con hải tặc em còn con cuối cùng nè, bán tặng cho mọi người 30.000 con hải tặc nha. Ai lấy hải tặc chúng hải tặc giùm em, hải tặc con cuối cùng 30.000. Ai đồ chơi cúp bê với bác sĩ đưa đây chị xem luôn coi, cho mấy chị mua cho mấy chị cho con nhà chơi nè. Tội lắm, làm ăn không được, lỗ tiền mặt bằng luôn. Đúng rồi mấy chị nghe, ở trên Sài Gòn ấy lắm. Ok, kim lon hộp cơm cháy lớn, một chai gầu gò đỏ nè. Nói cơm cháy lớn em sao cho mấy chị có 70.000. Em thật sự mọi người nghe, em nói như mấy chị không tin. Cơm cháy này em Hương bán lờ mỏng dánh luôn, mỏng hơn tàu lá lúa luôn. Nhưng mà tại vì biết chưa không, qua dịch mình bán là 80. Chủ yếu là mình kèm quần áo mọi người nghe. Mà cái này là tại vì em xả là em nghỉ mọi người ha. Ok, còn kia con hải tặc cuối cùng nè, chốt cho Cherry Phương Thủy nè. Hết trơn luôn mọi người nghe. Rồi đồ chơi cúp bê mọi người nghe, không đúng rồi, khô gà lớn mới đúng à. Vậy là chị Nguyễn Kim Minh lấy nửa ký khô gà, chị Nguyễn Minh lấy nửa ký khô gà nghe Thi ơi. Rồi giờ gọi xâm siêu đó, nếu điều trị gì dạ xâm siêu là nó mượt tóc chị, nó mượt tóc nghe, và nó giúp cho chị là bóng mượt chị gào nữa kia chị. Dầu gội đỏ là 100.000 nha chị ơi, dầu gội đỏ là mấy chị xài là bao im luôn đó. Còn cái này còn nhiều không anh? Rồi mấy chị, còn mấy chục cái nữa mấy chị gái nghe. Bây giờ 100 mấy chục chị ở đây, chị nào lấy chốt nghe, vừa bán vừa tặng cho mọi người luôn. Cho mấy chị đem về, cho mấy chị cho con mọi người chơi nghe. Cái này em Hương bán tặng là lỗ sặc máu luôn mấy chị nghe. 20.000. Chị nào lấy comment liền giùm em mọi người nghe mấy chị. Chị nào mua rồi đừng phân biệt nghe. Tại vì cái này em Hương đang xả đang cho nó chống nhà nghe. Nó nếu mà qua dịch rồi mấy chị gái nghe là không có giá này đâu mấy cục vàng nha. Rồi cúp bê 20, bác sĩ 20 luôn mọi người nghe. Cái này là sale xả lỗ mọi người nghe. Tặng chủ yếu là cho con mọi người ở trong nhà chơi đúng không. Hải tặc em hết trơn rồi, hải tặc em hết trơn nha. Trà dưỡng nhan á chị, trà dưỡng nhan thì nó hơi phức tạp nha, để em có gì em quay video em chỉ mọi người nấu nha chị Thúy Trần ơi, chứ bây giờ chỉ lâu lắm. Rồi ok, giờ thảo vi 20 một cái nè. Rồi cho nãy chốt mọi người nghe, cúp bê mấy chị, bác sĩ gọi là cúp bê em nha. Đó mấy chị, vừa bán vừa tặng cho mấy chị 20.000, mọi người nhớ mua đủ đơn nha. Ok, Nhi bác sĩ 20. Rồi chị Lan Vi lấy hai thứ luôn nghe Thi. Rồi lấy chị hai chai gầu gội luôn. Ok chị. À, chị Thảo Vi. Ờ, chị Thảo Vi lấy hai thứ luôn. Ok, Cherry Vương Thủy nè, búp bê bác sĩ nè. Chị Phạm Khái búp bê nè, đó. Rồi cho ông Lê Lê nha. Rồi cho mày dâng hai cái luôn, gửi địa chỉ luôn khỏi gọi. Ok chị Kim Loan. Rồi tóc em rụng, trời ơi bà rụng mà xài này nè, đưa chị cọc coi đi. Gọng xài này đi chị, cái này là của Thái nè chị nghe, dầu gội xả chanh của Thái nghe. Chỉ có 125.000 một cặp thôi. Rồi mấy chị nghe, đây nó tặng cho mấy chị thêm một cái bịch giữa tay diệt khuẩn nè. Tặng thêm bịch giữa tay diệt khuẩn hồi nay nha. Ok, cắt tiền búp bê nè. Rồi chị chơi gọi và chơi xả nghe chị nghe, cái này là chơi gọi, cái này là chơi xả ha. Rồi tặng cho chị một cái bịch rửa tay diệt khuẩn luôn 125.000. Chị Kim Lan kêu lấy hai chai dầu gội là hai chai dầu gội nào? Gội đỏ. Đi luôn khỏi gọi đó cơ. Nè, chơi dầu gội đỏ. Ừ, lấy đỏ không à. Rồi chị nào có đơn quăng vô mọi người nghe. Rồi bây giờ mình em xả tiếp đồ nha. Rồi búp bê hai cái ok gian lành. Cái này để mấy chị nghe, em xả tặng nha mọi người nghe. Nói mấy chị để cho nó chống nhà bớt mọi người nghe. Chứ cái này em Hương lấy sỉ á. Thật sự mọi người nghe 37.000. Em lấy 37.000 mọi người nghe. Rồi chưa cải tiền xe, tiền này tiền kia. Rồi ok, cơm cháy nhỏ cho chị Nguyễn Minh nè. Đó. Rồi bác sĩ búp bê chị Loan Kim luôn. Ok mọi người nghe mấy chị. Rồi gọi đỏ 100.000 cho chị Quỳnh Văn này, gọi em lắm. À, chị Thị Thu hả, để chiều nay em soạn ra, nếu mà còn bao nhiêu em chốt cho mấy chị hết nha. Chị nào có đơn em chốt cho chị hết yên tâm đó, tại vì cái hàng đó hôm nay em không lấy được hàng luôn mọi người nghe, không lấy được hàng luôn á. Ok chị Lệ Trinh nè, mọi người nhớ mua cái gì cho em đủ đơn mọi người nghe. Tại vì mơ em tổng đi đơn hàng rồi mấy chị gái nghe, là em Hương sẽ nghỉ live một ngày bữa mọi người nghe. Mà mấy chị yên tâm, em vẫn mà săn hàng và ốp hàng cho mấy chị mua nghe. Giao hàng nó vẫn giao bình thường mấy chị đúng không, nhưng mà có điều là cũng như tránh tiếp xúc mọi người nghe, nên nhà em phải đóng cửa mấy chị đúng không. Rồi có xe tỏi nhỏ ha, có xe tỏi nhỏ không biết em còn không nghe, 30.000 nếu mà còn bỏ vô nghe cho chị xe đo nghe. Chị Nhung Út cho em số điện thoại đi, chị Nhung Út ơi. Chị Nhung Út ơi, chị cho em số hỏi lên đây chị Nhung Út. Ờ, tỏi 30. Rồi, ok, chị Lam Bảo, bác sĩ búp bê nè. Mọi người ơi, mấy chị cần dùng gia dụng gì mấy chị mua của nhà em luôn đi. Sẵn một đơn mà đi luôn mấy chị nghe, trong An Giang thì 15-20.
tiền ship nha. Ngoài tỉnh thì hay 25.000 mấy chị ha. Ừ. Rồi mấy chị, rồi bây giờ em lên em xả đồ tiếp mọi người nha. Cái gì? Rồi Lam Bảo khách quen, có địa chỉ luôn rồi Lam Bảo nha. Rồi mọi người ơi, nhớ mua giùm em đơn trên 100.000 để mà em đưa Hương đi đơn nha mọi người nghe. Mấy chị có thể là kèm nè, đồ ăn mấy chị nghe nè. Bịch khô gà này có 50.000 thôi mọi người nghe, khô gà mới ngon đàng hoàng mấy chị nghe. Rồi bịch chè vẫn ngang 50. Rồi bên này nữa ký khô gà nè. Rồi ok dung gốc nè, bác sĩ với lại gò gội đỏ nè. Rồi mấy chị nghe, mấy chị kèm quần đồ ăn mấy chị gái nghe, rồi dầu gội được kia vô đó là đủ đơn nha. Có nha chị, dầu gội đỏ thì cũng có chị luôn, mình thử xài này đi chị. Em xài này thấy ok nè. Đó. Rồi như là thời gian này em nghĩ em dưỡng sức luôn nè, ghê thiệt chứ. Rồi ôi mấy chị nghe, đồ to nè, 65 67 kg bằng dừa nè, ở đâu ra đây ạ? À? Rồi đợi 50 giây chị gái nha. Rồi 65 67 lại dừa mấy chị gái nghe, đùi to giùm em. Ôi ôi đẹp chưa mấy chị nha. Quá đẹp luôn. Ai lấy comment mấy chị đỏ giùm em. 50.000. Sáp rửa mặt bao nhiêu vậy chị? Sáp rửa mặt 20.000. Đâu rồi? Đây sáp rửa mặt 20.000 à chị Hoa Dại ơi. Rồi nửa khối khô gà. Nửa ký khô gà bao nhiêu Hương? Nửa ký khô gà 100.000 chị. Nửa ký khô gà là 100.000 nha chị gái nha. Nó cái bịch này đúng nửa ký lô mấy chị nha. Mà mua hạt gà mới không mọi người yên tâm. Em Hương đem về bán không đủ nữa mọi người nghe, không có hiệu hạt cũ thôi mấy chị gái nha. Rồi chị, nó nghệ là 120. Hai này phối hợp chị mụn cực kỳ hay. Rồi chị lấy chốt mọi người ơi. Mấy chị, đùi này dễ thương không? Rồi 60 đó lại vô. Ôi, bộ đùi này đùi hơi xịn nè, đâu đây à? Rồi mấy chị ơi, chốt em mấy chị gái nha. Cam em 50.000 nè. 50-60kg bằng dừa mọi người nghe mấy chị. Ai lấy comment mấy chị gái nghe. Cam 50 đùi to, 50.000 đùi to giùm em. Nửa cái khô gà ngon lắm mấy chị thì thu. Rồi bịch khô gà 50 chị Lâm Bảo ok. Rồi chị Thảo Vy ơi, chị lấy 50 nào vậy chị? Rồi mấy chị ơi, 50-60kg bằng đẹp mọi người nghe. Đỏ chữ giùm em 50.000. Ok, Kiều Nguyễn Thị chơi gầu gọi đỏ thì thử chị xài đi im lắm. Nếu mà chị muốn xài im nữa nghe, chị phối hợp với nó là chị gọi nè và xả luôn. Một cái 100.000 chị gái nghe, gọi và xả là em bảo đảm chị nghe. Tại vì khi tóc của mình bóng mượt rồi nó đâu bị rụng chị, nó làm sập đó. Đó, cái này là phục hồi đó chị gái nghe, cái dầu gọi đỏ đó phục hồi. Rồi 50-60kg bằng đẹp mọi người nghe, đổi giùm em 50.000 luôn nè. Đổi chữ giùm em 50.000 mấy chị ơi, đùi to ngủ. Đùi tao 50 cho chị Thảo Vi. Rồi to 50 xe bự này cho chị Lan màu cam nè. Cam là của chị Thảo Vi, còn cái đùi bự là của chị Loan Kim. Em tính xả đồ vài bữa cho nó hết bớt mấy chị. Rồi lấy comment trái cây. Lạc xưởng hả? Trời ơi chị ơi, lạc xưởng em không lấy được hàng luôn á. Lạc xưởng Thái em không lấy được hàng luôn mọi người nghe. Một bịch lạc xưởng Thái ha, em đem về thôi mấy chị gái nghe là 800 gram đi mấy chị nha. Em bán cho mọi người có khoảng 220.000 thôi mà không có hàng. Ok vậy thì thu nha. Rồi lấy comment mấy chị gái nghe, có em mấy chị trái cây nè. Đó, 50-60kg bằng đẹp mọi người nghe, trái cây giùm em 50.000. Em xài loại đó không chịu. Nếu mà rửa mặt đó chị không chịu hả? Chị xài cái loại này rửa mặt không chịu hả? Mặt chị bị gì chị không gì ai ơi. Ê, chị Hoa Dại. Chị xài đó không chị? Chị xài qua sữa rửa mặt bơ với lại gạo đi chị. Có bi ma vùi 70kg không? Không chị. Rồi mấy chị ơi, 50-60kg bằng dừa nghe chị nghe. Chúc mã 3D giùm em nè. 3D 50.000 mấy chị gái nghe. Chị nói 3D chứ 3D giùm em. 50-60kg bằng dừa 3D. Ok, hộp con chéo là nhỏ chị cắt tường. Rồi mấy chị ơi, 50-60kg bằng đẹp mọi người nghe. Chứ má hồng em nè, 50.000 quần đùi mấy chị. Ai lấy hồng, bên hồng em nha. Hồng 50.000. Rồi 50k trái cây cho chị Kim Thoa. Chị có bán tôm mực bò chai? Có, nhưng mà đâu đâu có vận chuyển đi được đâu chị Tuyết Mai. Đồ chai là em có đầy đủ nghe, nhưng mà đâu có giao hàng được chị. Rồi hồng em 50.000. Cho em coi lụa cánh dơ ok. Lụa cánh dơ lập thể được không? Mới về kìa. Rồi bộ này mấy chị nghe, nó như là lụa xốp vậy đó. Ôi ôi, cái bộ này giải nó còn đẹp hơn là cái thằng to luôn mấy chị gái nha.
Ôi ôi dễ thương với chị gái nha. Rồi sọc đùi luôn, xe luôn 50 ngàn cho vậy luôn. 50-60 ký bạn đẹp mọi người nghe, chứ mở sọc đỏ 50 ngàn. Chờ đợi sọc đỏ, các bạn sọc đỏ em nha. Sọc đỏ 50 mấy chị ơi, sọc đỏ 50 ngàn. Vậy là quán cà phê mẹ em hay đóng cửa hả? Không biết, không quán cà phê đóng. Ồ ồ mấy chị, 50-60 ký bạn đẹp giùm em nè, comment thổ cẩm. Rồi, nó đông lạnh mà sao chị gửi chung quần áo được chị biết mai. Đồ chai đó là dặn đông lạnh nha mọi người nghe, đâu có gửi chung quần áo được chị. Khô được. Ừ. Khô chai được. Sọc đỏ 50 cho chị Lệ Trinh. Rồi, Alex comment thổ cẩm mọi người nghe 50 ngàn. Ừ. Rồi nám thằng ngang. Chị ơi cái mặt chị nám thằng ngang. Bây giờ chị rửa sữa mặt ngọc trai thứ em đi. Đưa ngọc trai của chị thôi. Đâu rồi bạn. Nhãn hàng gì vậy thiện ơi. Có nhãn hàng vậy ư. Ngọc trai đâu kìa. Ok cho nó được. Thiện ơi. Nè chị ơi chị xài thứ giống em nè. Ê vô phòng lấy cái chai của chị thì cho chị không chị cho hai dạy coi. Em từng khô lấy hàng cho anh. Chắc hàng Thái vậy quá. Ừ thì để coi tình hình coi sao. Đây nè mấy chị. Nè chị xài thứ giống em nè chị nghe, cái này nè nó vừa nó làm mờ nám tàn nhang đồ mồi nha mấy chị gái nghe, và đặc biệt một điều là nó có chống lão quá nha. Em xài mà cái da em nó căng luôn á chị nha. Hồi trước thật sự mọi người nghe da em hơn xấu lắm. Xấu là không phải là tự nhiên nó xấu mấy chị nghe, kiểu như mình không có xài mỹ phẩm mọi người nghe, cái da của em á nó bị sậm á, nó không có điều màu, và đặc biệt một điều là tàn nhang rất là nhiều nha mọi người ha, với lại da của em nó nổi hột á. Đây chị sụt lên nha, đó cái đầu chị bóp lên là nó ấy nghe, cái đầu chị massage đó 145 ngàn. Còn bộ cánh dơi mới về nè chị, đem lên cho em hết cái này em lên cánh dơi cho. Rồi có mình hoa xanh đen mọi người nghe, 50-60 ký bằng đẹp này, hoa xanh đen giùm em mấy chị gái nha, 50 ngàn đó chị. Chị lấy hoa xanh đen, chút hoa xanh đen em 50 ngàn. Rồi không bán, ổng bán 50-69 gì nữa mấy chị. Ôi ôi mấy chị nghe đẹp chưa, cổ vuông luôn. Rồi 55-56 lại vừa mấy chị ơi, 50 ngàn. Đó, em từng kho là gì bà Trần Tuyết Mai bắt comment gì đây. Rồi cam em 50 ngàn mấy chị ơi, 55-56 lại vừa cam 50. Ôi ôi mấy chị riêu mẹ em 50. À lấy riêu còn anh riêu mẹ đưa qua cánh dơ đó cho con mẹ. Ôi ôi mấy chị nghe riêu nè. Dễ thương thế nha. Riêu 50. Dầu gội trôi 95 ngàn nha chị Nhung Út ơi. Dầu gội trôi này là 600ml mọi người nghe. Và thái 100% mấy chị ơi. Đó cái này không phải là hàng Việt Nam mọi người nghe. Em có xài hàng Việt Nam mà mấy chị nghe. Hàng Việt Nam thì nó nghe á, xài cũng được mọi người nghe. Không phải là mình chơi hàng Việt Nam mọi người nghe. Ôi ôi thơm. Ôi ôi mọi người nghe nó cái gì. Cái gì vậy? Anh khui ra đường ram. Nhiêu tiền à? Ờ ba chị mấy đúng rồi. Rồi mấy chị dầu gội gì choi 95 ngàn, tháng 100% mọi người nghe, 600ml luôn á, 95 ngàn. Rồi nè lụa cánh dơ nữa mấy chị. À, đồ em gửi mai nhận được không? Không ai nhận được bà. Chị Phạm Thị ở đâu? Phạm Thị Cần Thơ ngày mốt nhận nha. Ok Lê Cộng Nương cho gọi choi nè, 95 ngàn xài im lắm luôn ơi. Mô A Di Đà Phật mấy chị. Nó của Thái là nó cũng còn 9 mấy ngàn hay vậy. Ờ mới vậy nè, sữa tắm này mới về nè mọi người. Sữa tắm dê Thái nè. Chị nào hỏi em sữa tắm nè, cái này là em cũng khách em nữa. Trời ơi sao thơm chứ thi. Trời ơi mới vừa khui ra nó thơm. Không phải chị Bình Hồng. Chị gì trong Zalo này không biết nữa. Hương ơi mình làm ơn mình lấy cái này về tao mua chứ. Trời ơi chụp hình gỡ qua mà ngồi nghe mới đi lấy cho bảo trong đường nè mọi người. Mà chai vậy là 95 ngàn mấy chị gái nha. Thơm dữ dằn luôn mọi người nghe, mà đặc biệt một điều là nó trắng bóc luôn, mấy chị tắm này trắng bóc luôn. Ok sữa mặt ngọc trai cho chị Hoa dạy nè, ai nè. Ờ bà anh Trần Thị. Trời ơi bà đi tắm bà mua ở đâu bà tắm á chị nghe. Bà mua 100 mấy đằng đó. Rồi xong mọi người nghe bà tắm quá im, mọi người nghe bà tắm xong ai cũng khen bà trắng hết trơn. Bà mới chụp hình kêu em mua bán với chị 95 ngàn chai thôi. Xà phòng bữa nay không có hàng luôn người ơi. Xà phòng chưa có hàng Yến Yến ơi. Chắc vài bữa nó có nghe. Đợi đi ít bữa em lấy về cho. Rồi chị nào lấy chốt mọi người nghe, 95 ngàn chai sữa tắm con dê Thái 100% nha. Cái gì? Ừ. Sữa mặt đó xài sao luôn. Ok một chai sữa tắm thì chị Trần Tiếp Mai nè. Chị cái này hình như em còn có con chai hay gì à? Thì không biết thùng cái thùng này còn không nè.
Cái chai này chị qua dạy lấy không biết còn không nữa nè. Cái thùng này hình như mình hết cái gì rồi. Cái này mình sụp rồi mấy chị nghe, mình bóp lên mình xài nè mấy chị, bóp lên cái massage. Đó mấy chị nghe, bóp lên cái massage mấy chị gái nha. Chai này thì 145.000 ngọc chai của Thái chị. Xài em lắm, em xài sữa mặt ngọc chai đó là lâu lắm rồi. Ủa mấy chị nghe thơm thiệt. Nó cầm lên nó thơm cực kỳ luôn mọi người nghe, 95.000. Ủa? Chai này có vitamin C, E, B, C từ lứa cho mọi người nghe. Ôi ôi mấy chị nghe, hàng sử dụng đắt mớ luôn nè, tới 2024 luôn. Ok, chị sẽ tắm dê chị Hoa Hướng Dương. Rồi, tắm dê cho chị Ngọc Trần. Thôi để mình giải tắm dê cho mẹ coi. Đây mẹ, một con nè, ăn cặp, một cặp. Đúng rồi. Một con là không bằng. Ok, thì tắm chị Phương Linh, à, Phương Lê. Không có ba con. Thơm dữ lắm mọi người nghe. Mà đặc biệt một điều nó trắng bắp luôn. Chị... Cái này là của bà mợ em, bà xài rồi xong rồi bà gửi hình bà kia em lấy về nè, bà mua của người ta tới 120.000 lận mà không phải bà mua trên online mọi người nghe. Bà mua ở gần bà đi chơi gần gần canh giới đó mấy chị nghe, bà mua. Rồi xong rồi bà chụp hình qua cho em bà kêu bán. Còn con ngựa nghe cưng ơi, con ngựa 95. Ngọc trai em hết hàng rồi nghe chị ơi. Sữa mặt ngọc trai em hết rồi, ngọc trai em còn con trai à. Rồi con dê chừng cần có dê nghe. Rồi tấm con ngựa 95.000. Còn cái tấm ngựa nghe. Rồi mấy chị nè. Ôi ôi mấy chị nghe cái này à, đây cánh dê mới về luôn, bữa bán hết trơn. Gửi em một ba chi cam với con chai sữa tắm đó nghe. Ok Nguyễn Tiết nè. Rồi ngọc trai để em tiệm coi còn không nè. Ok Gary Phương Thủy một chai sữa tắm dê, con ngựa. Rồi mấy chị nghe nè, lấy về cho vừa bụng mấy bà nè. Có muối tắm không Hương? Có liền. Bịch muối tắm của Thái 100%. Trời ơi bịch đi. Ơ sao trong hình nó thấy nó nhỏ quá mà sao ngoài nó bự dữ mấy chị. Thấy bả gỡ hình cho em thấy nhỏ lắm kìa. Bởi em mới nói ủa sao mà cái bịch gì mà bán gì cao vậy ta. Mấy chị, tắm muối Thái 55.000. Chị nào lấy comment mấy chị gái nghe, em vô chờ dòm trong hình em thấy nó nhỏ xíu rồi. Em tưởng tượng nó có bao nhiêu mọi người. Em tưởng tượng nó về là nó có bao nhiêu thôi mọi người nghe. Mà sao ra màn hình nó gấp đôi. Gấp đôi trong cái hình mọi người nha. Rồi 55.000 tắm muối Thái. Em chưa tắm luôn mọi người nghe. Khách kêu là em Hương có. Bà nào xài im cũng vô đưa kêu Hương lấy hết trơn, không hiểu. Cái chỗ kia có bán không mua. Thì không hiểu. Ok Lê Ngọc Nương nè. Thiệt mấy chị nghe, mấy chỗ kia có bán mọi người nghe mà không mua. Hương lấy về thì mua. Trời ơi tôi xỉu mấy bả luôn nè. Rồi 55.000 bịch này nè. Vậy nói chốt nha. Rồi mọi người nghe, trong thời điểm này mấy chị nha, nhức đầu chóng mặt. Dán này cho em Hương. Ok, sữa tắm dê chị Yến nhỏ một cây tắm dê. Ok, Trúc Lê, trời ơi, Trúc Lê thế lâu mới gặp bà trời. Rồi mọi người nghe, dán của Thái mọi người nghe. 2 gói 35.000. Ok, tắm dê chị Lệ Trinh. Có bộ đồ cánh dơ không có nè. Rồi mấy chị, 2 gói thuốc dán mà chị để dành trong nhà. Nhức đầu, chóng mặt mọi người nghe, nhức mình, nhức mẩy mọi người khỏi mua thuốc uống, dán hết liền. À, không, chị không gửi nhanh được hả, gửi nhanh. Chị gửi nhanh nhưng mà chị nghĩ đi, bây giờ giờ này đâu ai đâu mà gửi kịp. Chị Phạm Thị ơi, chị Phạm Thị nè, bây giờ gửi nhanh rồi sao gửi kịp chị, ngày mai sao nhận kịp. Mấy chị ơi đâu phải gửi bằng máy bay đâu mọi người, em cũng gửi nhanh đó. Thì gửi nhanh thì bắt quá thì ngày mốt mấy ngày mai đi hàng nè, ngày mốt bữa kia chị nhận, đúng không? Rồi chị Phạm Thị ơi, chị lấy không lấy thì em bỏ ra có sao đâu chị. Ok chị Phạm Thái nghe, đợi em xíu em lên cho. Rồi hai thứ thuốc dán 35.000, mấy chị nghe ai lấy comment em dán em nè. Dán 2 gói 35.000. Rồi bà nào mắc ngủ thì hốt cho dầu dễ ngủ thì em 45.000 cho dầu có ngủ nè. Ngủ được nè. Rồi. Đây mấy chị nghe, bộ cánh dơ nè mấy chị ơi đẹp không? Rồi bộ cánh dơ này chiếc này phơm bự nghe. 65 là vừa. Trời ơi mấy chị, đó quá đẹp luôn. Rồi mấy chị cái này kêu bằng gì ta? Lụa đẹp em mấy chị gái nghe. Rồi ai lấy chốt mọi người nghe. Ôi ôi nè mấy chị đẹp quá. Rồi giá tặng luôn mọi người nghe, 120 lập thể. Chị lấy chốt lập thể vàng nè, 120 nè. Rồi chị nào chốt hàng là có hàng hết trơn mọi người nghe. Còn chị Phạm Thị nè, bên em giao hàng nhanh chứ không phải giao hàng bằng máy bay nghe, không có kịp nghe. Ok chị nè, đưa hai cái bộ đồ của chị Phạm Thị ra đây, 255kg lại vừa đó cưng bán luôn cưng ơi. À, bán số 0. Trời ơi bác kêu bác mua hàng mà bác kêu ngày sáng ngày mơ bác nhận. Chị có đó mình ra chợ mua còn không kịp nữa chị. Thiệt. Mọi người ra chợ mua cũng không kịp nữa nghe mọi người nghe. Ok nhân ốp 2 dán nè, 2 dán 35.000. Rồi chị nào lấy lập thể nghe. Đó.
Đây mấy chị, trời ơi, hai bộ đồ đẹp ghê mọi người nha, 79.000 nè. Ừ, rồi 55 kéo lại vừa cho Phạm Thái ơi, em còn bộ này, ồ bộ rút này nó hai ba người comment rút nè. Đây mấy chị, 55 nó lại đẹp em nè, mấy chị rút đẹp ghê nè. Ờ, cái rút này nãy hai ba người comment luôn nè mấy chị, 79.000 mã rút nha. Anh lấy rút comment rút giùm em nè, mà rút với lại màu cam nè. Rồi. Để cho em coi bộ trên người chị ok từ từ. Ờ đợi em xíu nha chị Tuyết Mai ơi. Rồi mấy chị 55-56 lại đẹp giùm em nè. 40 đổ lên mọi người nghe, rồi comment cam, cam rút nè, chị này phải lấy không được nè. Trời ơi mấy chị, trời ơi, mua hàng online phải kêu người mơ giao. Em đi máy bay nó cách cánh cũng không kịp nữa chị. Rồi đổi cho người em nè, đây. Ồ ồ đẹp cho mọi người nghe. Rồi lấy cam, bên cam em nè. Ồ chiếc này phơm nó to với ta. Đây mấy chị nghe, quá đẹp luôn. Rồi mua vỏ yến ơi, chốt liền 120 mấy chị, nó mua đi mấy chị ơi, đời có bao lâu mà hớn hàng nè. Rồi mấy chị, anh lấy bộ này thì chốt em cái này màu gì ta. Cái này chốt riêu đi, riêu, cam. Riêu cam, xanh đen. Rồi kiếm, kiếm coi còn sữa ngọc trai gỡ cho em luôn. Rồi để nữa rồi em xuống lại em kiếm nha. Rồi mặc thử bỏ phải không, rồi đợi em 50 giây đó mọi người nha. Ủa sao mới về nè bà đầu đi. Mọi người ơi, mấy chị đợi em 50 giây nha, cho em đi toilet cái đi, em vô bận đồ cho bả nè. Trời ơi, uống nước nhiều quá nó toilet nè. Rồi bạn thử phải không? Ok, đợi em xíu. Ấn vô. Ok, cam chị Tiếp Mai nè. Còn đuổi không còn? À, bộ bộ rau rọc giá nhiêu chị, bộ nào? Lựa 50kg bằng vừa không? Vừa nghe chị ơi, giá nhiêu 120? Bộ này 120 mấy chị gái nha. Rồi cam cho chị, cam với chị 120 à. À giờ chị Tiết Mai lấy bộ cam mấy mày, cam đuổi á. Cam đuổi 79.000 á. Ờ vậy là chị Phạm Khái có rút. Đây mấy chị gái nha. Đây là tay cánh dơ nha mọi người nha. Phơm này phơm tay cánh dơ em nha. Đây mấy chị gái nghe, quần có túi mấy chị nó, tay cánh dơ như thế này nha. Cực kỳ dễ thương mọi người ha. Rồi. Hồ riêu mấy chị, riêu nè. Rồi xanh đen mọi người nghe, 120 thôi mấy chị ơi. Ôi ơi mấy chị đẹp quá nè. Ồ xanh đen nè. Đó mấy chị nghe, em lấy bằng riêu đi, mấy chị này là xanh đen em ha. Rồi bộ này 120 nha. Rồi lấy comment 120 giùm em nè. Rồi cho Bình Ngọc comment nè, bộ rau ruột giá nhiêu, bộ rau ruột giá nhiêu là chị ta. À rồi lấy chốt mọi người nghe, xanh đen nè. Hồng nè. Xanh ngọc nè. Rồi chiêu lấy bộ cánh dơ cho mấy mèo. À, kem chống nắng nano có luôn. Đây mấy chị chống nắng nano nàng pha nè. Rồi mấy chị rửa phụ khoa luôn, mấy chị nghe, rửa phụ khoa Thái im lắm mấy chị nghe. Rửa phụ khoa là 85.000 chai nè. Rồi chống nắng mà ngồi nghe mấy chị, chống nắng này còn ít không, bán tặng mùi luôn 75.000. Nano 75, nàng pha 75. Vậy nào lấy chớ em ha. Vừa bán vừa tặng cho mọi người luôn, 75.000 nàng pha với nano. Rồi nói chị, bộ này em mặn gì được không? Dễ thương quá mọi người nha. Rồi người ta lấy rồi. Rồi đổi. Ok chị Kim Tho nè. Kim Tho đổi đùi trái cây thành đôi to thổ cẩm. Ok chị, to thổ cẩm là đôi mẹ. Một ở trên đếm xuống số 3. 1, 2, 3, số 3. Số 3 nằm chính giữa luôn mẹ. Ừ.
Rồi ok, rêu cho chị Lam Thảo nè. Nè. Ok, rêu đăng mặt nè. Rêu đăng mặt chị Lam Bảo, ok Lam Bảo nha. Đuổi 56 kg cao nhiêu chị? Rồi giờ nào lấy cánh dơ có với chị ơi, cánh dơ. Ai đuổi là mình em lại hết phải không? Sữa tắm dê chị Hào Phú nè. Dê này dê hai con dê mà ngồi nghe thơm lắm. Ủa mấy chị em cầm gì mà nghe thơm cực kỳ ha. Lập thể đùi hả? Lập thể đùi mình còn không đây? Thể đùi còn. Rồi nói chị, quên nè. Nãy giờ mấy chị nghe bộ đuổi chính thắt em còn cây nè. Chị Nguyễn Minh còn đó không? Đây nè, đuổi chính thắt em còn cây nè, đuổi này đẹp cực kỳ luôn nè. Rồi 65 là vừa mà ngồi nghe 95.000 nè. Ôi ôi cái bộ này cực kỳ thương của mấy chị. Rồi sale cho mọi người luôn 95.000 chính tắc nha. Đó. Nano bên trong màu gì chị? Đâu rồi? Cái nano đâu rồi? Để em khui ra mới biết. Em có xài đâu biết thiệt. Tại có ngày em đâu đó đi ra đường đâu biết. Đây em khui ra cho chị coi nha. Đó. Thật sự em không có xài chống nắng mọi người nha. Đâu có đi ra đường đâu xài chống nắng. Đây chị, nano bên trong là này gì, màu gì nè chị. Rồi lên ngố phải không? Chị Kiều Như Quỳnh mà mua ngố sai nhiêu? Rồi ai lấy bộ này chốt một người nghe mấy chị. Comment em phối sọc bò. Sọc bò. Sọc gạch. Sọc bò, sọc gạch mấy chị gái nha. Sọc vàng. Xanh đỏ mọi người ơi. Rồi chiêu lấy bộ này chốt em mấy chị gái nghe. 95.000 quần chính tắc nha. Ôi ôi mấy chị. Đó. 55 đổ lên, 65 lại vừa em nè. Rồi lập thể đùi hình như còn không thay, đưa lập thể đùi cho chị kia coi. Rồi ai lấy chốt mọi người nghe đỏ giùm em mấy chị, 95.000 mã đỏ giùm em nè. Đỏ quá đẹp mọi người nghe, màu đỏ nè. Rồi màu bò nè. Đó, ai lấy bò comment bò giùm em ha. Rồi 95.000 mấy chị ơi. Ở cây này đâu nằm đây cho không thấy luôn, like luôn nè. Rồi, kêu lấy bộ này chút màu mọi người nghe, đỏ bò. Gặp với lại xanh ngọc. Đó, xanh ngọc giùm em mấy chị nha. Rồi 95.000 mọi người ơi, chị lấy chút xanh màu. Đây là thể đùi nè chị. Là thể đùi là 1.5 ngàn nha. Đây. Đây là thể đùi đây chị. Rồi 95.000 lọc thể đùi giùm em ha. Đây cái cổ nó gì nha chị nha. Rồi lấy lọc thể đùi cho em, lọc thể đùi nè. 105.000 lọc thể đùi nha chị ha. Đùi 105. Rồi đuổi 95.000 mọi người nghe, lấy đuổi chút đuổi giùm em nè. Cái đuổi này nãy đang bán im quá trời luôn nè mà lo bán gia dụng. Ra bán gia dụng cái quên cái vụ đuổi luôn. Rồi nè chị đùi nè. Đùi này 105.000 bộ đùi nghe chị gái nha. Rồi chó em mọi người nghe. Đó trái tim nè. Đùi nè chị. Đó mấy thương không. Rồi 105.000 mấy chị ơi. Trái tim hồng em. Lấy hồng bên hồng em nè. Có giấy không hôn? Có chị. Cái gì cũng có hết trơn. Trong kho em còn nhiều đồ lắm. Rồi beo xanh giùm em ha. Rồi lấy beo xanh. Comment beo xanh giùm em. 105.000 beo xanh. Rồi trái tim trắng mọi người ha. Rồi sọc nâu. Sọc nâu. Sọc đỏ nè. Sọc xanh nè. Rồi sọc trắng nè mấy chị gái nha. Rồi 3D em có hai màu. Đó mấy chị gái đẹp không? 3D xanh và 3D vàng nha mọi người nha. Mấy chị quá đẹp luôn. Rồi 3D xanh 3D vàng giùm em. 105.000. Rồi chiêu này hỏi đùi mấy chị gái nha. Đùi là có đùi. Rồi đuổi ở cái này như là còn cây này hết đi. Đuổi 56kg hả? Lên kia còn đuổi sai nhiêu thôi. Cái đuổi mà nãy thì mình sai xe còn không? Hết trơn luôn rồi, tao mua hết rồi. Dạ không nghe chị Nhung Út ơi. Nè 79.000 em còn bộ này nè mấy chị. 3D có quần dài không? Quần dài hết chị. Rồi mấy chị ơi 40-55 cái bằng đẹp nè mấy chị. Em còn bộ màu hồng nè nè.
79.000 không nè. Hồng 79.000 nha. Ở vậy là hết được 79.000 luôn hả? Rồi bán hết luôn rồi. Rồi Alex comment hồng mọi người nghe 79.000 hồng nè. Đó, mã hồng mọi người nghe, trời ơi. Bữa nay toàn mấy dài toàn là sale lỗ không mọi người nghe. Đó. Những ship gì nó cục vàng. Cái ship đồng giá toàn quá 25.000 là quá rẻ mà chị gái nghe, không ai rẻ hơn ship Kim Hương luôn á. Bảo lãnh mọi người luôn. Rồi mấy chị nghe, cái này em còn mấy bộ nè. Rồi form của nó mọi người nghe là 45 nổ lên mọi người nghe. 55 56 nổ đại bằng đẹp giùm em nè. Rồi cái này kêu bằng gì ta? Ok nè, hồng da nè, mẫu này nè, chốt cho 79.000 cho chị Quỳnh Ngọc, đó không phải hồng da nghe chị, cái đó như tự như là màu hồng hồng gạch gạch vậy đó nghe chị Quỳnh Ngọc nha. Chỗ như hồng gạch gạch đó chị. Rồi mấy chị gái nghe, quần ống đứng như thế này nha. Ồ ồ mấy chị nghe đẹp chưa? Rồi xe cho mọi người luôn 70.000. Chị nào lấy chốt em mấy chị, nó còn màu đỏ nè. Màu đỏ ha. Quần dài màu đỏ nè. Rồi còn hai bộ màu đỏ quần dài. Còn hai bộ màu đỏ quần dài nha mọi người ơi. Rồi đó comment 70.000. Đó mấy chị gái nghe dễ thương không? Cái này là kêu bằng tầm ý nha mấy chị nha. 70.000 đỏ giùm em nè. Rồi lấy đỏ chút đỏ mọi người nghe mấy chị, cái này lưng nè. Đẹp ghê không? Đó, đỏ giùm em mấy chị gái nghe, đỏ 70.000, em còn hai bộ đỏ ha. Lấy đỏ comment đỏ em, đỏ 70. Rồi còn quần lửng nha, quần lửng thì còn 3 bộ vàng nè. 3 bộ vàng. 2 bộ gặp 2 bộ nâu mấy chị. Trời ơi bán sao mà còn màu hết chị ha. Rồi tặng luôn. Chị nào lấy chốt mọi người nghe mấy chị, lửng như thế này nha, mấy chị dễ thương không? Nè mấy chị người mẫu mặn nó gì nè. Coi người mẫu gì ha. Rồi đỏ 70 chị Kim Diệu bộ nè. À, em không bán dầu gội đô nha. Đỏ 70 chị Kim, ok thì Kim nha. Em không có bán dầu gội đô nghe mọi người nha. Rồi mấy chị ơi, tầm cái này là mấy chị gái nghe, mấy chị bạn gì thương không? Ồ mấy chị. Nó cũng là 50 đổ lên nha, 60 đổ đẹp giùm em nè. Ống rộng lửng mọi người nha. Rồi cho em mấy chị. Tặng luôn. 55.000. Chị yêu nào chốt mọi người nghe xả lỗ luôn 55.000. Vàng, gạch và nâu. Chị yêu nào chốt màu mấy chị gái nghe, mấy chị nó người mẫu mặn vậy nè. Rồi vàng gạch nâu mọi người nha, 55.000 bộ. Còn chị kia coi ngố không ngố, đợi em 50 giây đi lên ngố nè. Em không bán gội đô mọi người nghe, dầu gội nãy giờ em quảng cáo hết rồi, không có đô nghe mấy chị ha. Đó. Chưa có chơi tới hàng đô. Rồi mấy chị ơi 55.000 nha mấy chị ơi, dễ thương quá. Ok chị Quỳnh Ngọc vàng 55, cái này tầm ý đẹp nha. Rồi nâu 55 chị Thị Thu. Nâu 55 cho chị Kim Diệu, ok chị yêu nè. Rồi chị yêu lấy chút màu mọi người nghe. Bây giờ em còn vàng với lại gặp đó chị. Vàng với gặp nha mọi người nha, 55.000 thôi. Rồi ai lấy chút màu mọi người ơi, 55.000 lụm mấy chị ơi. Đó còn rớt một cái nè. Rồi vàng 55 cho chị Trần Tuyết Mai. Vàng 55 cho chị Chi Kim. Lon vàng ơi. À, bạn ở chảnh sao rồi chứ mình dưới đây là nó văng dây rồi nha Lon. Lon ơi bạn chảnh thôi chứ mình đây là quê mà văng dây rồi đó nha bạn. Văng trên kia. Hết vàng rồi chị Tuyết Mai ơi. Rồi thập thò không lo thì chết. Rồi ok gặp 55 cho chị Thảo Thủy nè. Em hết vàng. Em không phải chị Lon vậy hả? Ờ. Ờ vậy hả? Ờ em cứu Lon đó hả? Rồi em còn bộ gặp thôi mọi người nghe, em hết vàng rồi. Em hết vàng mọi người nghe, em còn gặp thôi à. Rồi nói chị ơi 55.000. Xả nốt mấy chị ơi, 55.000 giùm em nè. Rồi chị nào lấy chốt mọi người nghe, hết vàng rồi chị Tiết Mai ơi, em còn gặp thôi. Em còn bộ gặp thôi mọi người ơi, hết vàng rồi. Hết vàng rồi, có ai không đủ đơn không? Rồi em hết vàng rồi nghe. Rồi vậy là Lan Vi có bộ gạch nha Lan Vi ơi, hết vàng nha Lan Vi. Rồi à, cái khúc này là khúc nào mà cái này là gì mấy chị nghe. Đây. Em biết rồi, chị Chi Kim là chị Thị Tâm em biết mà, nhưng mà vàng em hết đó chị. À, chị Chi Kim là có vàng phải không? Hình như chị Tâm có vàng á. Chị Chi Kim hình như là chị có vàng á chị yêu ơi. Em biết mà, em con em nhìn avatar chị em biết mà.
Rồi mấy chị, ôi ôi mấy chị nghe ngố nè. Rồi 65, 67 lại dừa, ngố này ngố đá mọi người nghe. Rồi trái mã đen 75.000. Rồi đơn bao nhiêu mới đủ trên 100.000 là em đi hàng rồi chị ơi. Bên em trên 100.000 là bên em đi hàng nha chị Nhung Quốc ơi. Phí xếp đồng giá toàn quốc 25.000 một đơn. Khách vip chị cách ly mất mối luôn rồi. Ờ à, nói chung là khách vip nhiều lắm nha cưng ơi. Nhiều khách vip lắm. Rồi chấp đen 75.000. Ồ ô ngố này hơi bị xịn luôn. 65, 67 lại vừa mọi người nghe. 55 nổ lên mấy chị. Chứ em mã đen 75.000 đen em nè. Đen 75.000 đen. Đen phối beo quá chị 75.000. Rồi đen phối sọc. Vậy nào nó đen phối sọc. Chú đen phối sọc em mấy chị 75.000 em. Đó, quá đẹp mọi người nha. Ok chị Bích chịu gỡ luôn khỏi loại nè. Rồi dọn kho còn sót bộ nhung nào không? Hết trơn, không còn nhung. Không còn nhung nha mà Kim Thiên ơi. Cái này này chị tường gì đó. Vậy cắt tường á. Rồi mấy chị ơi, đẹp không? À, ô riêu nè. Đó, bộ nào bạn được nè chị. Có chưa bạn ngốt không? 75.000 nè, có 75.000 nè, đẹp thấy ghê luôn nè. Rồi riêu em. Có 75.000 nè, đẹp cũng chết luôn nè bà. Bà bạn mấy cái này đẹp nè. Rồi chốt mọi người nghe. Đó. Đẹp ghê luôn. Nhung không còn bộ nào luôn. Kiểm hết trơn rồi, hết không có nhung nha Kim Thiên ơi. Không có nhung. Đẹp ghê đúng không? Áo vừa luôn. Hết bọc bự hết bà không ơi, mà sao ta chạy xe bà cố thi. Bọc minh minh là con. Chai gọi đen. Ok, chai gọi màu đen 100.000 cho chị Thảo Thủy. Thấy không? Đẹp ghê luôn. Rồi mấy chị gái nghe, đẹp chưa mấy chị nghe, cô Tông Thái nè. Ôi ô phối mọi người nghe. Rồi. 50 60 kg bằng dừa mọi người nghe. Lấy bộ này chứ mà rút 100.000. Rút 100.000 mấy chị ơi, lấy rút rồi mình rút giùm em nè. Dạ, 50 60 kg bằng dừa mấy chị. Rút 100.000. Rồi ok, đang sọc 75 chị Lon Kim. Ôi ôi mấy chị. Rồi 50 60 kg bằng đẹp mọi người nghe, riêu cô Tông Mịnh phối giấy 100.000. 135.000 xe 100.000 mấy chị ơi. Giờ nào đó riêu comment riêu mọi người nghe, riêu 100.000 giùm em nè. Ôi mấy chị nghe đẹp chưa mấy chị nghe. Riêu 100 nè. Rồi rút 100.000 giùm em. Có nhiêu? 55. Có 55.000 cái gì nè. Có 50.000. Cho mượn 5.000 đi. Mẹ có 5.000 không? Kêu ông hai mượn 5.000 đi. Rồi chị Thảo Thủy ơi. Có. Riêu 100 cho chị Thị Kim, ok. Còn đồ chơi khác không em chị, em lấy luôn. Trời ơi em xả hết trơn rồi chị. Hết trơn á chị ơi, xả banh sát hết trơn rồi. Ok Thị Kim có riêu 100. Đẹp lắm á chị. Rồi đỏ 100 em luôn mấy chị gái nghe nè, cô Tông Mịnh 50-60 kg bằng dừa 100.000. Con quỷ ơi, rồi làm sao người ta chạy xe về con quỷ. Tiếc chi cưng, trời ơi bà của tôi không tiếc mà nó tiếc. Quỷ này nè. Rồi, đó, rồi sao người ta chạy xe về cưng. Không, bà đá thêm bộ đồ nữa. Đó, rồi sao ta chạy xe về tôi nghiệp. Em có sọc lại này. Rồi lấy cho em mấy chị ơi, đỏ em 100.000 mấy chị. Ê, đỏ cái đỏ em nghe, đỏ 100.000. Riêu 100.000. Rồi cái này là gì thừ lừ thề lè ở đây trời. Ôi ơi. Ờ ơi mấy chị cái này đẹp đó nè. Rồi bộ vàng này mấy chị ơi sale nè. Ủa đẹp không mấy chị nha. Nó 50-60 kg bằng đẹp luôn mấy chị nha. Nó chị nào cao cao thấy bằng ôm 65 kg là vừa vàng em 95.000 nè. Bộ vàng phối beo có 95.000 mấy chị gái nha. Chị nào lấy vàng comment vàng em nè. Vàng 100.000 mấy chị. Vàng 100.000 nha. Còn dập ly quần dài không. Dập ly quần dài chị Chi Kim ơi, bữa nay chị nhiêu ký? Chị Tâm ơi, bữa nay chị nhiêu ký chị Tâm ơi. Đang biết em lên nha. Rồi lấy vàng comment vàng mấy chị ơi, vàng em 95.000 mấy vàng.
vàng 95.000 mã vàng chị nha. Trời ơi, hai bộ giấy xe bự này. Bán hai bộ màu riêu với màu rút, chị Nguyễn Lý. Chị Nguyễn Lý ở Kiên Giang. Nè, màu riêu nè. Chị ơi, rút chị có nghe mà riêu hết rồi. Riêu của chị Thị Kim lấy rồi. Em còn rút nghe chị Nguyễn Lý, chị Nguyễn Lý khách quen là sao khỏi cho số, chỉ cần cơ chốt mã được rồi chị, bên em có địa chỉ số điện thoại vậy luôn rồi. Rồi chị ai. Rồi mấy chị ơi, 65, 67 là vừa á chị gái nghe. Ồ đẹp ha. Cái này hình như là còn một bộ cuối cùng nè. Có một bộ một người nghe mấy chị nghe cái quần nè. Quần cũng là cô tôn mệnh mọi người nghe, nó khó giấy mấy chị nghe. Rồi lấy chốt bộ này sale luôn mấy chị, 60.000. Quần dài 61kg em hết rồi chị Tâm ơi. Dập ly quần dài 61kg hết trơn. Em còn có khoảng 56, 57kg lại là bằng được nha. Rồi lấy bộ giấy chút giấy lửng giùm em nha. Cái quần là bằng cô tôn mệnh đó mấy chị. Rồi giấy 60.000, có đó là 200.000. Rồi giấy dài giùm em luôn. Giấy dài này 70.000 luôn. 65, 67 lại vừa mấy chị nghe, giấy dài 70. Rồi, đó, lửng 60, dài 70 em nè. Ai lấy chút màu em ha. Cái này cái gì không biết nữa. Màu với màu rút hả? Còn màu khác nữa không chị? Rồi nè, 50, 60kg bằng đẹp mấy chị gái nha. Ôi ôi đẹp chưa mấy chị nha. Rồi bòi mấy em 100.000 nè chị. 50, 60kg bằng đẹp nè. Rồi bò 100, ai lấy bò, bên bò mấy chị ơi, bò 100.000 má bò. Ồ ô nè chị, nó 50, 60kg bằng đẹp ha. Rồi tím em 100.000 luôn nè. Đó, cô Tôn Thái đẹp ghê mọi người nghe. Rồi lấy tím 100, comment tím 100 mấy chị ơi. Đó, tím 100.000 mấy chị gái nha. Chờ lại tím, comment tím em, tím 100. Này bà không bán 135.000 không mấy chị. Ôi ôi mấy chị nghe, ồ đẹp chưa. Rồi 50-60kg bằng đẹp em nè. Rồi vàng 100.000 luôn. Ôi các bạn, cái quần này mấy chị nghe đẹp ghê luôn. Rồi lấy vàng của anh vàng mấy chị ơi, vàng 100.000 nha. Chờ lấy vàng của anh vàng em. Không biết nữa, nó trốn ở đâu không biết nữa. Giá lận 60 chị Loan Kim. Rồi nè chị ơi, rau má nè. 50, 60kg bằng đẹp mọi người nghe. Cái này chị là thấy bạn ngon là 65. Rồi chứ má rau má em 100.000 luôn. Rau má 100 mọi người nghe. Chờ lấy comment rau má nè. Rau má 100.000 mấy chị nha. Rồi ngốt xong rồi. Còn đó không bà Kiều Nhi Nguyễn nè. Em lên ngó thì chị mua. Ồ ô mấy chị nghe, xanh đậu cúc nè. Rồi 50-60kg bằng đẹp mọi người nghe, xanh đậu em 100.000 luôn. Chờ lại xanh đậu chứ xanh đậu mọi người nghe, xanh đậu 100.000 xanh đậu. Rồi mấy chị ơi đẹp không? Rồi 50-60kg bằng đẹp mọi người nghe, chứ phải đỏ 100 luôn nè mấy chị. Ồ ô nó đẹp chứ đi. Đỏ 100.000. Rồi lấy đỏ comment đỏ mọi người nghe, đỏ 100.000 giùm em nè. Ồ bộ đỏ đẹp quá thôi. Không quá đẹp luôn. Hết sức đẹp bao đỏ. Ha. Về mà ngày rồi mấy chị ơi, lấy comment nâu 100 mấy chị ơi. 50 60kg bằng đẹp mấy chị gái nghe, chứ mã nâu 100 nè. Vậy nào lấy nâu comment nâu mấy chị gái nghe, nâu thì em 100.000. Rồi áo khoác mấy chị ha, áo khoác này size của nó là 40 đổ lên nè, 55, 56 lại vừa mấy chị gái nghe, phát 135.000. Chị nào lấy phát, comment phát giùm em. Rồi cái này mấy chị nghe, bây giờ em còn có một size một bạn nghe. Size của nó là từ 50 đổ lên, 61kg đổ lại thôi mọi người nghe, cũng như là 60kg đổ lại đi. Đùi như thế này nghe mọi người nha, đẹp lắm. Đó, nó đủ hoa hết trơn mọi người nghe. Rồi em bán combo cho chị nè, hai bộ 70.000. Chị nào chốt comment liền giùm em. Không có size bự, không còn size bự nha mọi người nghe. Em còn 50-60kg thôi mọi người nghe. Ví dụ như mấy chị 40-mấy kg mấy chị cũng bằng gọng gọng được đi. Rồi mình cho Nguyễn Hương hả. Mấy chị ơi, có ai mua đồ chơi không? Bây giờ em có một bọc đồ chơi xả nè. Nói gì? Với nó đồ của chị đừng xả gì kìa.
Vậy sao? Rồi hai bộ em 70.000 mấy chị, hai bộ 70. Rồi ngố hay ngố sao nó đang nằm tùm lum hết trơn. Ê thi tô tộ gì à. Đây, ngố đây, ngố đây. Ngố xài 60 đổ lại. Rồi mọi người ơi, chấm bài giùm em có chị. Đây. 50 đổ lên, 65 này vừa mấy chị gái nha. Rồi chốt em đổi mấy chị ơi, 95.000. 50 đổ lên nha, 65, 67 là vừa nè chị. Đổi đô mấy em nè, 95.000 mã đổi đô. Rồi chốt đổi đô, mình đổi đô mấy em. Cái ngố này như cái ngố bự mà sao sắp gì được kì cục qua thi sống mấy thì cái gọn gọn nữa. Rồi bộ này quần dài mấy chị ha. 50, 60 kg bằng đẹp nè chị ơi, nó dài đẹp ghê không. Rồi ok, 500.000 cho chị Nguyễn Lý. Ok, chính xác. À, còn đồ đổ rau câu không? Hết chị. Là chị mua cái khay đựng đá đó phải không? Hết. Hết rồi chị Thu. Lớn này chị mua bột rau câu em có bán. Bột rau câu có ba chồng em kìa. Chị nào mua tiêu tỏi đường bột ngọt gì không? Em lấy em bán cho. Rồi cái mã vàng mọi người, vàng 95.000 em nè. 50-60 kế vàng đẹp mấy chị ơi, vàng dài mấy chị ơi, 95.000 vàng dài nè. Sao mà cuộc có lã bên hộp dưới trên rồi thi. Ôi ôi mấy chị, rồi 65-67 là vừa nghe, chuột hồng em 95.000. Rồi ai lấy chốt mọi người nghe, em có 45kg à. Ờ size 60 đổ lại hả? Ngố size 60. Ngố hình như là mình còn có khúc này là hết không thôi. Đây. Rồi. Cây cạo râu má ơi. Này chị. Ồ ô con chuột đẹp cực kỳ nè. Rồi 45 đổ lên, 60 đổ đẹp mọi người nghe chứ em mãi 85.000. 40 đổ lên mọi người nghe mấy chị, 60 đổ lại vừa chứ mẹ xám nha. Cây đó cây bự thì con này quần dài nè, thấy quần dài bên không bên. Rồi, đây mấy chị nghe nâu em 85.000. Vàng bao nhiêu ký mặt dừa, vàng nào chị? 60 đổ lại nghe chị Phương Bùi ơi. Quần dài nha. Rồi 85.000 mấy chị gái nha. 45-60 cái bằng đẹp nè. Nâu dùm em 85.000 bán nâu. Chị nào đến nâu chút nâu dùm em. Ôi ôi mấy chị. Rồi bộ này sẽ bự rồi. Rồi 65 này vừa mọi người nghe chứ mã chữ đỏ nè. Đó, chữ đỏ dùm em 95.000 này bên cây sẽ bự để mình bán nè. 885 là chị Anh Thư Nguyễn Thị ok. Rồi mấy chị ơi trắng dùm em nha. 85.000 mấy trắng nè. 40-60 cái bằng đẹp người nghe trắng 85.000 trắng mấy chị. Ủa trắng đẹp quá. Rồi trắng 85.000. Rồi lá trắng bên trắng mọi người nghe. Ơi đưa cái đủ chín mắt mới thì đưa chị Nguyễn Minh coi thôi. Da bình thường nghe Yến ơi. Bộ có phối ấy đó. Da bình thường Yến nhỏ nghe. Nè chị Nguyễn Minh ơi, nó còn sót lại cây này nè chị. Cái này 95.000 nè chị ơi, đẹp quá nè. Đây, cực kỳ đẹp em luôn. Rồi em có màu bò. Màu xanh. Màu rút. Màu đỏ. Màu vàng. Rồi chị Minh ơi, chị lấy màu nào chút màu em nghe chị gái nghe, 95.000 nè chị. Rồi 95.000 kèm màu em nghe cục vàng ơi. Đó, lấy màu nào chút màu em nghe chị ha, 95.000. Rồi mấy chị nha, 45 đổ lên, 60 đổ lại đẹp nè. Rồi đỏ mặt cười 85.000. Rồi chị lấy đỏ mặt cười, chút đỏ mặt cười em ha. Đó, đẹp quá mọi người ơi. Rồi 85.000 đỏ mặt cười. Mấy chị đâu. Rồi 45 đổ lên mọi người nha. 60 đổ lại đẹp giùm em nè, cam dâu. Ok. À, cái gì vậy? Rút đỏ. Rút với đỏ là gì ta?
đâu có ruốc đâu chị, nó có gạch nè, gạch á, gạch đỏ bò, gạch đỏ bò có bỏ không? Không. Đâu có đỏ đâu chị, ờ à, có đỏ nè con, gạch đỏ bò. Rồi gạch đỏ bò này cho chị Nguyễn Minh, ok. Ok, máy xay tỏi cho chị Thảo Thủy. Với lại hai cục xà bông 20 ngàn, ok. Cam dâu cho chị Kiều Như Quỳnh, ok. Rồi chốt rồi nghe chị Nguyễn Minh ơi. Đồ chị cầm có quần dài không? Có nghe chị ơi. Có quần dài nghe chị Thúy Loan Nguyễn Thị ơi. Rồi mấy chị 45 nó lên nha. Rồi 60 đó là đẹp mọi người nha. Đó 85 ngàn. Chị còn màu vàng màu xanh lấy luôn đi chị. Biết mở tủ lạnh luôn hả? Ừ, nó tự mở luôn. Con tự mở tủ lạnh luôn hả? Dạ. Chiều nay dọn đồ về đây nha. Dạ. Chiều nay dọn đồ về đây với mẹ nha. Thôi rồi 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 rồi. Ok, đổ cho chị Kiều Như Quỳnh nè. Đá gì mà đá nè, bữa nay sao bữa nay bà đặt uống biết uống à, biết uống nước chua nước chèn. Đỏ gì kìa Như Quỳnh có rồi. Ăn bắp ha. Chốt khi kêu có khi cho đi. Hỏi đàng hoàng út cho con miếng bắp. Rồi sao? Rồi sao nữa? Rồi sao nữa? Té ngày hôm qua đó, ngày hôm qua đi bắt gà bắt vịt ở ngoài đường hè vậy đó. Rồi anh lấy comment mấy chị gái nghe, đỏ hướng dương em nè. 45-60 cái bằng đẹp mọi người nghe, đổi hướng dương em mấy chị ơi, 85 nghìn đổi hướng dương. Ai lấy chứ mà đổi hướng dương giùm em. Bữa nay đi ca kê nhà bỏ thôi nha, ca kê nổ. Ê đổ, vô ơi vô. Bây giờ nè, con ngồi xếp qua bên đây được không? Ờ, con bưng, ờ. Con đứng. Ờ. Ờ, con ngồi xếp nó đi. Rồi, đợi xíu em nghe chị yêu ơi. Rồi. 45-60 kg bằng đẹp mọi người nghe, riêu em 85 ngàn má riêu nè. Ai lấy riêu chút riêu mọi người nha. Dễ thương nha. Đó, 40 đổ lên nha, 60 đó là đẹp cho mấy chị ơi. Riêu em 85 ngàn má riêu. Rắn luôn rồi nè. Dứt rồi đó hả? Mà em thấy gì chưa? Con. Rớt mẹ nó bụng đi kiếm bắp ăn nó cha. Ngủ chết nữa đi. Con có ngủ thức dậy, à, con ngủ không? Ừ, sao mấy em ngủ cục vàng? Riêu cho chị Kiều Như Quỳnh. Rồi chị nào lấy chốt mọi người nghe. Đó. Rồi trắng này quần dài này nè. Rồi 40 đổ lên, 60 lại vừa trắng dài em 95 ngàn. Đây trắng dài 95 ngàn nè, dài nè chị Thúy Loan Nguyễn Thị nè. Rồi trắng dài 95, đưa chị bộ vàng đó đi. Mày vô nói chuyện phải không? Đúng rồi. Vô bây giờ ca cho cô Quỳnh Hồng nghe cái nè. Trời ơi. Ca lớn lên bây giờ ở đây nè con. Phan phan bây giờ nè, uống nước nước đi, uống miếng nước xong đi. Uống nước đi xong rồi ca bài cho cô Quỳnh Hồng nghe. Cô nói là mới vô ca quá trời hay rồi. Nè, bây giờ con ca nghe. Rồi, ở đây đang đứng đây rồi. Rồi. Trời ơi. Trời Nguyễn ơi. Rồi bà ơi, bà sao? Bà ơi bà, trắng bà trắng, bà trắng dơ mây không biết bà vui. Ủa cây okay, tắt ngang đi trời. Rồi còn bài nào nữa không? Còn bài nào nữa không? Ca bản nữa đi. Không có, không có bài nào ca. Không có một kẹo kế trên. Em đố với chị là con em bao nhiêu tháng? Rồi nè chị, 40-60 cái bằng đẹp nè. Rồi giùm em vàng nè, quần dài nè chị, 95 ngàn vàng nè. Đó, ai lấy vàng comment vàng quần dài 95 ngàn ha. Rồi bộ này sẽ bự nè thôi. Bỏ qua sẽ bự nè chị. À, cô Bình Hồng khen Du nè, nói Du ca hay quá à. Cảm ơn cô. Rồi mấy chị, 40 đổ lên nha. Cô Hồng mà. Cô Hồng mà sao, cô Hồng sao? Cô Hồng dạy con ca mà. À, cô Hồng dạy con ca hả? Trời ơi, bỏ đớp quá trời. Rồi, ai lấy chốt mọi người nghe. Đó. 12 tháng mới nói chuyện với Hồng ơi, mà sao nó nói gì em nghe. Nhiều khi em là mẹ nó, nhiều khi em cũng không hiểu không nữa. Rồi đỏ thì em với chị gái nghe, đỏ đỏ phối nha. 40 đổ lên mọi người nghe, 55-56 lại vừa. Đỏ phối giùm em với chị, đỏ phối nè. Rồi xanh nè. Xám. Đó, đỏ xanh xám với chị gái nghe cho em màu. Đó, 85 ngàn. Rồi mấy chị ơi, đẹp không?
Rồi 45 đổ lên mọi người nghe. Ủa mấy vậy không, bọn này bự nghe, bọn này 65 67 kg mấy chơi. 65 67 là vừa nghe, cam em 95.000. 65 67 là vừa mấy chị, cam em 95.000. Đuổi hả? Chị đuổi này giờ mình còn không thi, đuổi hơn trước mình đâu còn không thi. Còn đuổi kia không ha, còn đuổi thiết kế luôn nè. Chị Bách Huyền cho mua đuổi sang nhiêu ký? Rồi mọi người nghe, đẹp ha. 45 60 cái bằng đẹp mọi người nghe cho mấy trắng chữ. Trắng chữ giùm em. Cột xà bông đỏ với hũ kem chị mụn cho bé phải không? Đúng rồi chị, đây nè. À, chị rửa mặt xong phải không? Kêu bé nó sức lên. Mà đặc biệt cái loại chị mụn này mấy chị nghe nó chị tận rút mụn luôn. Và giúp cho mấy chị gái nghe nó tái tạo làn da của bé nghe, mà đặc biệt một điều là không mỏng da, không bào mòn da, không làm hư tổn làn da của mấy bé dễ thị nha mọi người nha. Nên mấy chị xài kem nghệ rất là tốt nha, mà đặc biệt một điều nó không có vàng da mọi người nghe, mấy chị xúc lên nó như là không xúc kem vậy đó. Nên trai gái thì dùng được nha, tại vì có những em nam á nghe kêu xúc kem nó rất là ngại, tại vì sợ cái mặt mình nó bị lộ kem hay là nó màu vàng này kia mọi người nghe. Là con trai nó ít có điều lắm ha. Sao ạ? Ờ, mẹ lì quá, con ít lì quá ha. Đuổi quần dài hả thầy, coi 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 cái nào đuổi quần dài cho chị Bích Huyền coi coi. Anh dài cái bắp hả, ghê trời. Rồi cho mua đuổi quần dài nhiêu ký chị? Rồi lấy comment cam cúc mọi người nha. 45 60 cái bằng đẹp cam cúc giùm em. Cam cúc mọi người nha. Ok, vậy ngăn kim gửi luôn khỏi gọi, cảm ơn chị nè. Rồi mấy chị gái nha. Rồi 45 60 cái bằng đẹp bò. Sao cô Tiên không lên? Cô Tiên bệnh rồi. Rồi lấy comment bò mấy chị gái nghe. Nời ơi nời. Rồi chị lấy chó mọi người mấy chị nghe. Rồi lấy bò này cho mã 87 nha, 45 60 cái bằng đẹp mã 87 giùm em. Rồi mã 87 mẹ dặn cái chai lại, mẹ đang hồi đổ mẹ. Dặn chai lại chút uống, đúng rồi. Rồi lấy comment bò mọi người nghe. Đó mấy chị 85.000. 45 60 cái bằng đẹp bò giùm em. Bò 87 mọi người nghe. Rồi 45 60 cái bằng đẹp mọi người nghe, chứ mã đổi gấu giùm em nè. Đậu đậy lên cho con nghe. Rồi đổi gấu giùm em mấy chị gái nghe, 85.000 bộ mấy chị ơi. Chị nào đổi gấu, comment đổi gấu giùm em nè. Đâu, ô, bữa nay ca hai bàn tay của em, con ca lại coi mẹ nghe coi. Rồi. Ừ. Dạ đúng rồi chị ơi. Kem chị mụn này con bé 10 tuổi thầy được chị. Nè con lại nè, hai bàn tay của em mua cho mẹ xem. Đây là chị. Đây. Mụn của Thái nè chị nha. Con bốc cho mấy cô coi hả? Con ca lại coi hai bàn tay của em sao. Hàng trai của em muốn gắn cho mẹ xem. Hàng trai của em muốn ký cho mẹ xem. Gì vậy mẹ? Mẹ bán kem. Mà con bán kem hả? Mẹ bán kem mà con làm mẹ đau bụng quá. Kem đẹp lắm mấy cô ơi. Con lấy đồ ghê cho mẹ bán nữa. Thôi điện không à, điện không à, để mẹ tự lấy đi con ơi. Đây mọi người nghe nó đẩy kính lắm á chị, nghe sợ đổ. Đây chị gái nha nó, nhưng mà sức lên không có bị vàng da mọi người nha. Rồi mấy chị hộp này 120.000 mấy chị ơi. 120 nghe, lấy kem chúc em mấy chị 120. Chị Thu lấy con em nó ca đỉnh cao chưa? Nói tiếng gì vậy mày vô, nói tiếng Pháp nghe chị. Rồi 45 60 kg bằng đẹp mọi người nghe, chứ mã vàng mấy chị. Vàng giùm em 85.000 mã vàng nè. Ai lấy vàng chúc vàng mọi người ơi, vàng. Mày vô nay vui vẻ quá ta. Vui vẻ không vợ cho mẹ bán đắt nha. Đó. Rồi 45 60 cái bằng đẹp mọi người nha. Chứ má. Rồi chứ má đã đô. Ai ạ?
Rồi, 45, 60 kg bạn đẹp. Dạ. Bây giờ đoạn cô hả? Ờ, để chút xíu mẹ làm cho. Rồi, lấy chốt cho chị gái nghe. Nghỉ bán ở nhà. À, cắn đã luôn Hương. Trời ô, chị ô, nó có cho em đụng nó đâu. Nó không cho em đụng nó. Nó vui á thì nó nói là mẹ của con. Nó buồn nó nói mẹ của Mina đi và ba của Mi Du. Nó vậy đó chị. Tánh nó thất thường lắm chị ơi. Nó hung phải năn nỉ nó mới cho vậy. Rồi lấy comment hồng cho em nè. 45, 60 kg bạn đẹp á chị gái nha. Comment mã hồng. Mã hồng á chị, à, lấy hồng comment hồng. Ừ ô bây giờ là con Tiên là kêu là chị Đại không á nghe chị Nghiến. Bây giờ kêu bằng chị Đại không à. Ai xuống đây cũng kêu con Du bằng chị Đại. Chân lính thì em là kêu con Du bằng chị Đại không à. Rồi lấy chốt mọi người hồng nha. Nói tiếng này qua tiếng kia. Dạ à, bởi vì người thấy mấy chị ở nhà mà có con nít vui lắm mấy chị ha, thiệt à. Rồi mấy chị ơi, 100 cái bao tay em xem mọi người có 25 ngàn. Mấy chị nghe có đơn quăng dùm em. 100 cái bao tay 25 ngàn. Chị vô lấy comment mấy chị gái nha. 100 cái bao tay 25 ngàn. Ôi cái bộ này là chị cầm ốp ra áo sữa rồi Thi. Ở nhà vậy hả chị? Vàng quần ngố nghe, vàng nó quần ngố là chị Kiều Nhi ơi. Con em nó mới có 30 tháng nè chị ơi. Chưa được 3 tuổi. Chị mới có 30 tháng nè. Rồi mấy chị ơi lấy em áo mấy chị, áo đẹp mấy chị nha, áo mà cà phê 65 ngàn. Đó, 50 đổ lên, 65 nó lại vừa mấy chị gái nghe. Áo cà phê em 65 ngàn cà phê mấy chị nha. Chị nào lấy cà phê, comment cà phê cho em nè. Rồi băng lấy không mà. Lấy mấy cây. Vậy hả? Rồi em còn cây băng cuối cùng, chờ lấy băng chút băng vệ sinh mọi người nha, 115 ngàn của Thái. Một cây cuối cùng mấy chị gái nha, còn hai cây mà đến em lấy một cây rồi, còn một cây mấy chị ơi. Ai lấy băng comment băng mọi người nghe, băng 115 ngàn cây cuối cùng. Rồi mấy chị, ơi Thi đưa chị học băng nạ coi đi. Rồi mọi người nghe mấy chị nè, cái đây nè massage mặt mấy chị nha, im lắm mấy chị ơi. Đây mọi người nghe, đây. Đó, nó có pin á, mấy chị gắn pin vô á là nó sẽ tự động rung nghe mọi người nha. Đây mấy chị về mấy chị ơi, rút cái miếng này ra nè, gắn pin vô là nó có pin thẳng vậy đó. Rồi mấy chị đắp miếng mặt nạ, mấy chị massage lên là da mấy chị căng bóng đẹp cực kỳ luôn. Đó, vàng là ngố rồi chị Kiều Nhi ơi. Rồi mặt nạ em sale cho chị 70 ngàn, em còn mấy hộp thôi nha. Rồi cây này em sale cho mọi người nghe, vừa bán vừa tặng mấy chị 25 ngàn cây. Đó mấy chị gái nghe, 25 ngàn cây nè. Massage, mấy chị nghe, để vô nó rung, massage kéo lên mấy chị nha. Rồi cây 25 ngàn. Ok, Dung vàng bao tay 25 ngàn nè. Chị Dung vàng qua như chưa làm đơn quá không Thi? Rồi, chị Dung vàng là mối của ruột của con Duyên. Xuống lạng Duyên làm đơn chị Dung vàng trước nhất hết trơn. Rồi, chị nói chốt mọi người nghe mấy chị. Massage dùm em 25. Mặt nạ 70. Rồi, chị nói chốt mà em nè. Chị. Rồi, 50-60 kg mặt đẹp mọi người nghe chứ mã bướm riêu nè. 65 ngàn. Đó, quần lửng mọi người nghe mấy chị có bèo nha. Dễ thương nha. Rồi lấy comment mấy chị gái nha. Đó, riêu 65 ngàn. Massage 25 cho anh Thư Nguyễn Thị. Chị có cây dùng để rửa mặt không? Đợt này chị Ngân lấy hàng á chứ mà không có nha Nhi ơi. Mặt nạ là mặt nạ tảo biển của Thái thôi nha. Mặt nạ trong đây nó có 10 bịch là có giá 70 ngàn mấy chị nha. Miếng 7 ngàn, xài im lắm mấy chị. Ok, Quỳnh Nguyên Ngọc cái massage 25 ngàn. Rồi mấy chị ơi, 50-60 kg bằng vừa mọi người nghe, đẹp không? Ôi mấy chị nghe, đó tầm ý nè. Rồi xe mọi người có 79 ngàn nè. Ôi mấy chị nghe, mã trái tim nè, cái này điện không nghe máy nè mấy chị. Rồi massage 25, chị Trần Niệm ok, chị yêu nè. Rồi 50-60 kg bằng vừa mọi người nghe, cái mã trái tim 79 ngàn mã trái tim mấy chị. Rồi massage 25 thì chị pha chị Thảo Thủy ok. Rồi mấy chị gái ha, 50-60 kg bằng đẹp mấy chị ơi, chứ mã 02. Ok, chị Ngân Phương cái massage. Nạ 70 chị Nhung Út ok chị nè. Rồi chị nào lấy riêu mấy chị ơi. Đó riêu hình giùm em nha, 65 ngàn. Rồi trái tim 79 cho chị Quỳnh Ngọc nè. Mấy cái này ngày qua em không đủ bán nè. Tiền quá dễ. Massage chị Dung Hoàng 25 ngàn massage. Mấy chị có tắm muối không mấy chị? Muối bịch muối bành kia mọi người nghe 55 ngàn. Muối của Thái nữa mọi người nghe. Đó, bình này tới 350 gram mọi người nghe.
muối này tắm ngắn chứ không phải là muối niêm đường bột ngọt đâu mấy chị gái nghe, đừng có đem về với bà nấu canh chua đi là em xỉu xỉu luôn nghe mấy chị gái nghe, muối tắm ngắn nghe, đem về niêm canh chua đi. Rồi trái tim em hết trái tim. Ồ mấy chị nghe con bướm trắng này ngày qua bán không đủ mọi người nghe, rồi mấy chị không nghe máy buồn ghê nè. Rồi 50-60 cái bạn đẹp, ồ cái bướm này đẹp, nó ngày hôm qua một đống người mua không đủ bán, bây giờ ra văng ra hai bộ đau lòng không mấy chị nghe. Trái tim, trái tim em rụng vỡ từ đó mấy chị ơi. Rồi chứ mẹ bướm này. Rồi trắng mấy chị ơi, trắng giùm em mấy chị ơi, 65.000 nha. Đẹp như vậy, 50-60 cái bằng đường mấy chị ơi. Tím trắng, trắng trái tim, lộn, trắng bướm, trắng bướm. Rồi 50-60 cái bạn đẹp mấy chị ơi, đẹp không? Rồi đỏ hoa em 79.000. Mấy bộ đẹp này chị Quỳnh Ngọc ơi, nói chung là cái form này rất là đẹp mọi người nghe, cái này là không nghe máy không chứ quay bán hết trơn rồi. Rồi mấy chị, cái mã đỏ nè. Hoa đỏ thì em 79.000 hoa đỏ ha. Ở đâu mà ra một nùi với thôi. Rồi hoa xanh giùm em 79.000 luôn. Bướm trắng thì chị Kim Diệu. Con làm ca sĩ, mẹ thì làm nhà thơ. Đổi 79 thì chị Quỳnh Ngọc. Ai con, ai ngoại hả? Vô nữa chắc là hát kẹo kéo quá. Ôi, nào cái này của ngoại quê đó. Nó nghe nè, nó nghe nè. Nè, để mẹ nói cho con nghe nè. Bà ngoại đẳng cái ly á là màu đỏ nhưng mà cái hình khác hiểu không? Là cái đó là mẹ tặng cho bà ngoại hiểu không? Còn này là mẹ bán. Trời ơi mấy chị nghe, đằng nhà ngoại có cái ly gì nè, bây giờ nó cái ly này của bà ngoại nó. Thôi cái này đừng có bưng chơi con, đợi bể rồi rồi tội nghiệp mẹ nghe. Rồi con trước chơi mẹ nghe, mẹ cảm ơn con nhiều. Cái này đâu có ăn được đâu nè. Mẹ mới quảng cáo cái này là muối tắm chứ không phải là muối niêm đường bột ngọt. Đâu có ăn được đâu mà đòi ăn. Mẹ biết cái cây mới về, không ngủ chưa? Rồi cho nó lấy comment xanh mấy chị ơi. Xanh 50-60 kg 79 nha. Có con nữa ha. Dặn chồng còn có con không buồn. Vậy mà cái có con rồi ít có giận lắm chị. Thiện ơi chỉ như chàng ơi, có con rồi ít có giận lắm chị ơi. Rồi xanh giùm em 79.000 giải tán. Anh Thiện ơi. Rồi. Sao nữa? Rồi chắc mã xanh 79.000. Quá kinh rồi, đưa mình ăn miếng thịt. Ôi bông này đẹp lắm mấy chị, cánh tiên nha. Rồi xanh ngọc trai mọi người ơi, 50-60 kg bằng đẹp nha. Ngọc trai em 79.000. Rồi lấy bên ngọc trai mọi người nghe. Ở cái màu xanh này quần dài nè, thấy phải không? Con này quần dài chín mắt nè. Rồi chín mắt. Rồi chắc mấy chị xanh ngọc trai 79.000. Ồ nó dữ lắm chỉ như Trần ơi. 12 tháng mới nói chuyện. Con nói nhiều câu con gạt miếng thì con cho chị nghe. Ai Mina kêu ba mua cái khác kìa, em đút cho con ăn kìa, em đút cho con ăn kìa. Mình là em, mình cho chị nghe. Ok ăn luôn rồi, ăn luôn rồi, ăn luôn rồi, mày làm gì này mấy chị nghe đã. Rồi Alex xanh ăn mặc comment xanh ngọc trai mọi người ơi, 79.000. Rồi chiêu lại chốt mọi người, mấy chị nghe. Quét mấy chị nghe thương quá nè. Rồi 50-60 kg bằng đẹp mọi người nghe, chứ mã quét này mấy chị ơi đẹp quá. Mấy chị gái ơi. Bộ quét này đẹp nè chị Tâm ơi. Rồi lấy quét comment quét mọi người nghe, quét xanh giùm em mấy chị, xanh giùm em. 79.000 bộ mọi người nghe. Rồi ơi. Tím cà, ok và Thảo Quy nè. Bà Hương. Hồi trước bà đẹp ghê ha. Nhìn xinh ghê. Chị thấy không, bởi vì bà không có con chi đẻ là tàn phai nhan sắc nghe chị nghe. Đó, chị thấy ghê không, có 5 năm mà chị thấy em tàn phai chưa, chị thấy ghê chưa. Rồi mấy chị ơi lấy comment hoa cúc giùm em nè. Cái này chị này mấy chị gái nghe, mới đặt 7-8 bộ rồi xong nghe. Có Mina là không nghe tiếng, còn Miu nói hết rồi. Mina thì nó cũng lanh đó, nhưng mà nó đầm tính hơn con Miu mấy chị ơi. Rồi hoa cúc giùm em nha, 79.000 hoa cúc mấy chị, đẹp quá. 50-60 kg bạn đẹp hoa cúc giùm em nè.
bộ đỏ với bộ trái tim. Coi coi có chị Quỳnh Ngọc cái dài hay lẫn hay ơi. Ờ quà chín đắt được không chị Quỳnh Ngọc? Chị ơi nãy giờ hình như đa số là chín đắt đó chị. Rồi nè, chị chín đắt nó cũng cũng không có ngắn nhiều quá nghe chị ơi, chín đắt cũng đẹp lắm nghe chị Quỳnh Ngọc ơi. Chín đắt không á chị ơi, rồi chứ mã 51 em mọi người nha. 50 60 cái bằng này mã 51 nha. Rất xanh cho chị Thảo Thủy nè, lấy cho chị hai bộ đồ xanh em đang cầm, em mặc 62 kg không vừa, 62 kg. Nói chung là cái này nè chị, cái phong quần nó đẹp lắm nha chị Quỳnh Ngọc ơi. Nói chung ở nhà với chị 79.000 với chị bạn em thiệt đẹp. Rồi mọi người nghe mấy chị đẹp không? Đó, 50 60 cái bạn đẹp nè. Rồi bộ xanh coban này sale cho mọi người luôn 95.000. Cho nào lấy xanh coban thì comment xanh coban nha, xô len mấy chị. Rồi, 62 cái bộ này không vừa nghe chị bé hai ơi. Mấy chị. Rồi 50 60 cái bạn đẹp mấy chị ơi, hồng em 79.000. Hồng 79.000, bộ này quần dài nè. Bộ hồng này quần dài mọi người nghe, lấy hồng coi anh hồng em nè. 50 60 cái bằng đẹp mọi người nghe, hồng quần dài em 79.000 mã hồng. Hồng 79 cho thằng Ni nè. Rồi mấy chị nghe cái bộ này xe bự giùm em á, bộ này 60 65 cái bằng vừa mấy chị. Rồi cho em 55.000 trắng bi. 60 65 cái bằng đẹp mọi người nghe, trắng bi giùm em 55.000 mã trắng bi. Rồi mấy chị, vải này mango mấy chị nha. Đây 65 67 là giùm em nè mấy chị gái nha. Lụa mango hàng đẹp em ha. Rồi bên này 101 mấy chị nha. Mango xe đại giùm em hoa nhí. 110.000 mấy chị gái nha, đúng chắc mango luôn. Rồi sữa giùm em 101 mọi người nghe, lấy sữa cho bên sữa giùm em 110.000. Rồi nè chị 62 cái bạn mấy bộ này giùm em ha. Rồi hoa hồng em 110.000. Lụa mango lại một mọi người nghe, 65 67 là vừa. Rồi trái mã hoa hồng mọi người nha, hoa hồng chẳng 10.000 hồng giùm em nè. Rồi hoa tím mấy chị nha. Đây mấy chị đẹp quá. Rồi lấy hoa tím bên hoa tím em, hoa tím. Hoa vàng 110.000 mấy chị gái nha, chiều lấy bộ này chốt màu em ha. 110.000 hoa vàng. Rồi sọc caro mấy chị nghe đẹp không? Đó. Rồi 65 67 là vừa mấy chị gái nghe, sọc caro em. 110.000 mấy chị ơi, nói chung là lụa mango này em bao mấy chị bao đẹp luôn. Đó, 110.000 một bộ mấy chị ha. Xe đại đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi mấy chị nó có hoa đỏ nè. Hoa đỏ mấy chị ha, rồi hoa cà nữa nè. Đấy mấy chị. Đó, 65 67 lệ dừa. Rồi chấm bi 55.000 à chị. Chấm bi 65 kg 55.000 cho chị Hương Trần. Rồi lấy chỗ mọi người mấy chị hoa cà em nè. Ồ đẹp mấy chị nha. Rồi xanh ngọc nè. Xanh đen nè. Hoa đỏ mới nha. Rồi sọc caro 110.000 mọi người nha. Đó, size này size bự mấy chị nghe. Nói chung là lụa này đúng chất đẹp luôn mấy chị nha. Rồi chiều lấy màu đó chất màu giùm em. Rồi áo khoác mấy chị ơi. Đẹp lắm mọi người nha. Rồi khoác này 65 67 là vừa mọi người nha. Đó, cái này chắc cô Tông Thái Sợ mọi người nghe, 135.000. Chị nào lấy cho em tím ha. Tím giùm em. Này điện lộn số mấy chị. Sọc cái chị Thảo Vi nè. Rồi 50-60 kg bằng giùm em ha. Rồi xanh lá đùi 60.000. Chị nào lấy cho em đùi giùm em 60. 50-60 kg bằng giùm mấy chị gái nha. Đó, đùi xanh giùm em 60.000. Lấy đùi xanh, chút đùi xanh. Mấy chị đẹp không? Rồi 55-62 cái bạn đẹp nha. Sọc caro có người lấy là chị Kiều Lê, hết sức là gặp chị Kiều Lê ha. Rồi mấy chị 55-62-63 lại vừa mấy chị nha. Rồi tôn dài mấy chị ơi, lấy bộ tôn dài này sale cho mấy chị luôn 75.000. Chị nói tôn dài với tôn dài. Rồi mấy chị gái ha, này đẹp chưa? Rồi mọi người nghe, nó có cái đầm sơ mi kèm cái quần. Đó mấy chị gái nghe, bạn trong nhà cũng cực kỳ dễ thương luôn.
Rồi chú em mấy chị 85.000 đó, một áo sơ mi phọt dài mấy chị ha, kèm cho mấy chị cái quần và cọng dây. Rồi lấy coi em mấy chị gái nghe, 85.000, size này là 65 đó là vừa mọi người nghe. Rồi mấy chị ơi đẹp ha, 45-60 ký bằng đẹp mọi người nha. Bơ đẹp quá. Rồi nhà lấy bơ của mình, bơ em 100.000 mấy chị, mã bơ 100.000 mã bơ. Ai lấy bơ chút bơ giùm em. Rồi quần jean ở đâu còn cái size 32 nè ba. Một cái quần jean size 32 mọi người nghe, jean đẹp giùm em nè. Rồi ai lấy chỗ em mấy chị gái nghe, nó sale cho mọi người 90.000. Đồ của Niên Nguyễn đi gọi không thi. Đi gọi nghe Niên Nguyễn ơi, canh nghe máy cho mình nghe Niên Nguyễn nha. Rồi chiều lấy một cái quần mấy chị ơi, size 32 em mấy chị gái nghe 90.000. Rồi quần ghim size 32 90.000. Rồi mấy chị ơi, quần Quảng Châu đính đá size 31 mọi người nha, size 150 nha mọi người nha. Giờ nào lấy ghim, mình ghim vậy mấy chị ơi, 150. Rồi mấy chị 65-67 lại vừa mấy chị, đỏ đô giùm em nè, 65.000. 65-67 lại vừa ở ngoài là màu đỏ đô mọi người nghe, 65.000 giùm em. Chị nào lấy đỏ đô của mình, đỏ đô. Rồi mấy chị, đó, dập cái gì à, lon này mấy chị. 65 đổ lại vừa mọi người nha, 50 đổ lên mấy chị nha, lon đùi giùm em. Rồi vậy em là chốt 1.200-5.000. Rồi pyjama bé mọi người nghe, 18 cho tới 30 ký là vừa, 4 tuổi cho tới 7 tuổi bằng vừa mấy chị nghe. Rồi sale 30.000 bộ, chị nào lấy chó em nghe còn 3 bộ nè, 3 bộ mọi người nghe 30.000. Rồi chị nào có đơn đem cho bé bạn mọi người nghe 30.000 đó, vừa bán vừa tặng cho mọi người luôn á. Rồi 30.000 mọi người nghe, 18 tới 30 ký nha, em còn 3 bộ luôn mấy chị nghe, sale 30.000. Rồi quần lót mọi người ơi, quần lót này còn nhiều không đi. Quần lót này mấy chị gái nha, size 50-60 ký bằng vừa mấy chị gái nha, cho nào đến 5 cái á. Ok 30.000 cho Thảo Nguyên một bộ nè. À, cho nào đến 5 cái thì 50.000, còn chị nào lấy 10 cái thì 90.000 mọi người nghe. Cái này là lót Thái mọi người nha, thông hơ Thái giùm em. Size 50-60 ký bằng vừa mấy chị gái nha, ai lấy comment lót giùm em. Rồi bộ bi nè, đó chấm bi này cũng đẹp nè chị Hương ơi, 65 kéo lại vừa nè chị ơi, 55.000 bi xanh đen. Rồi 65 lại vừa mấy chị gái nghe, chứ mã bi xanh đen giùm em. 55.000 mấy chị ơi, mã bi xanh đen. Rồi ôi cái này dễ thương đâu luôn nè. Rồi 50-60 kéo bằng vừa mấy chị nghe, satin nè, quần dài. Rồi giờ lấy bộ này chứ mở vàng 100.000. Rồi ok đó, bên xanh đen cho chị Kiều Nguyễn Thị nè, bên xanh đen em hết nè chị Hoa Cẩm Tú ơi. Rồi chứ mở vàng mấy chị ơi, vàng 100.000, ngồi bản nhà đẹp cực kỳ. Ok chị Ngọc Châu mời có quần lót ở dẹp. Rồi vàng 100.000 mấy chị, giờ lấy vàng comment vàng em, 100.000 vàng. Bé M30 thanh lê cho xuống thoại em nha. Rồi mấy chị 65 này vừa em nè, dễ thương cho mọi người nghe. Rồi đùi mấy chị, đó 95.000 satin mọi người nghe đẹp lắm. Rồi ở đây chốt mọi người nha, đó xanh đen 55 hết nha. Rồi với mã đùi này mấy chị, đùi 95.000, đùi xám 95.000 mã đùi. Mấy chị đẹp không? Rồi mấy chị 50-60 ký bằng đẹp em nè. Ok, năm có mừng nước lót cho chị Nhi Nhi. À, chị Quanh Bùi, ok, chị Quanh Bùi bao bé 30.000. Rồi, quần lót nhiêu ký vậy, không nghe, 60 ký đó lại vừa nghe chị Ngọc Châu ơi. Có là chị Châu bằng được, so sắp Thái, lộn quần Thái nó vô giảng. 95 chị Hoa Cẩm Tú, ok. Rồi nè, gói em mấy chị gái nha, 50-60 ký bằng đẹp em nè. Rồi gấu này 85.000 mã gấu nha, lấy gấu của mình gấu em 85.000.
Rồi mấy chị, 45-60 kg mặt đẹp mọi người nghe, cái bộ này hàng Quảng Châu luôn rồi mấy chị nha, tem nơ luôn rồi. Tem nơ mấy chị ha, rồi chứ mã đỏ 85.000. Giờ để đổi comment đỏ mọi người nghe, đỏ 85.000 giùm em. À, mời cái quần lót có 90.000 rồi chị. Em xả kho luôn á chị Châu ơi, hàng Quảng Châu á. À, dầu gội xâm siêu đâu có dầu gội xâm siêu màu đen đâu. Cái này là dầu gội gội cái gì nè. Phục hồi. Chết chimet gì đó mấy chị, chết chimet gì đó. Dầu gội trong salon nghe mấy chị ơi, chứ không phải là gội xâm siêu. Luyến. Luyến ơi, khỏe không Luyến? Ok Nhi Nhi gọi số điện thoại. Rồi mấy chị, quần này là size mấy hả ta? Ở 32 được 2 cái nè. Là 32 em được 2 cái mà ngồi nghe chị này cho em ấy, 2 cái size quần size 32 là giá 175.000, bắt đầu người ta mua 32 quá trời không có đi. Rồi, chị Hoa Cẩm Tú. Ok, chị Hoa Cẩm Tú ha. Rồi mấy chị ơi, quần size 32 còn 2 cái, nếu mà chị lấy 1 cái thì 90.000. Chị nào lấy 2 cái là 175.000, 2 cái size 32 quần. Chị lấy quần chút quần em nha. Chị đùi nè, đẹp không? Rồi mấy chị ơi, 40-60 kg bằng đẹp nha, satin nè. Chị Liến ơi, khỏe không chị ơi? Rồi, chị nào cho em satin đùi 75.000. Rồi, ok, mượn cái quần lót chị Quỳnh Hồng. À, cho coi quần, lại quần gì. Đưa quần lót cho chị Nha Linh coi cơ. Rồi, ai lấy chốt mọi người nghe. À, bộ đồ satin em 75.000. Rồi, quần nói chị gái nghe, cái này là kêu bằng là cái gì ta, không hơ. Không hơ Thái nghe, quên nói chị Quỳnh Hồng này, chị Hồng găng đâu vừa ta. Chồng mua cho con gái thì được nghe, tại cái form này là tầm 60-62 đấu lại thôi chị ơi. Chị 65 kg em sợ nó ôm nghe chị gái nha. Quần su Thái, ấy lộn, quần thông hơ. Quần thông hơ mấy chị gái nha. Đó. Ok, đưa con màu tối mà size số 3 quần dài cho chị Anh Bùi coi thôi. Số 3 hay số 4 cũng được, số 4 được. Mẹ chỉ ra. Vậy hả? Ừ. Ừ. Rồi chị đó mà bắt đầu có lựa nè. Trời ơi nè. Rồi mấy chị ơi, 65-67 là vừa ốc phát 135.000. Đẹp thấy ghê mọi người nghe. Nè, size số 3X là còn 3 cái luôn rồi thôi. Ủa, bà comment đỏ chứ sao mà cuối cùng bắt kêu lấy số 4 đâu ra. Muốn xỉu luôn mấy chị nha. Đó mấy chị, màu xanh đậu nè, đẹp không mấy chị? Kêu lấy 3 cái, màu xanh đậu, màu xanh đậm mọi người nghe. Rồi màu hồng nè. Rồi 65-67 là vừa ốc phát mấy chị ơi, 135.000 áo nha. Đó, chị nào lấy chút màu em mấy chị ơi. Rồi. Cho con chị hả? Ok cho Quỳnh Hồng. Green 90 màu. Ok, green 90.000 màu xanh đậm cho chị Hương Trần nè cưng. Cái quần green đó xanh đậm. Rớt ra hay gì rồi. Bảo cưng để cho đó luôn hả? Sao không rài mà không thấy, mới thấy lại khỏe vậy hả? Trời ơi ghê thiệt. Cho chị coi lại em. Ok, đưa cái quần jean nè chị Hương Trần coi cơ. Đây chị, quần jean nè chị, đẹp lắm. Cái quần này là em bao xịn cơ mọi người nha. Em hôn sĩ là 100 mấy lần á nghe chị Hương Trần ơi, chứ không phải là ấy đâu, mà tại vì em còn rối em xả. Đây nè chị nghe, mẹ chị 60 kg màu tối phải không? Đây số 3. Rồi cái này là 115.000 một bộ nghe, cục vàng ơi. Cái này là gọi là lanh nhung chứ không phải là ton đó chị. Lanh nhung đó chị. Đẹp lắm. Đây. Rồi chị yêu ơi, chứ em mã 1 nha. 55-62 cái bạn đẹp mã 1 giùm em, 115.000. Đó, lanh nhung nghe mấy chị gái nha. Nói chung là cái lanh nhung này bạn cho mấy chị nghe bao sướng luôn. Rồi chốt 1, comment 1 em mấy chị ha. Mã 1. Cô chị Hương rồi, để đưa đi. Chốt quần. Rồi 55-62 cái bằng đẹp mọi người nghe, chiếc mã 2 em nè. Chờ lấy 2 cái bánh 2. Quần 63 kg vừa không? Chị Hương ơi, thường chị mua size quần mấy? Em còn size 33, 34 kìa. Nếu mà chị muốn thoải mái thì chị muốn lấy bự thì em lấy bự cho. Chứ sao không 63 cái bằng 32 cũng được ha. Rồi lấy cái bánh mã 2 em nè. 55-62 cái bằng vừa mấy chị ơi, mã 2.
Rồi 55-62 cái bạn đẹp á chị ơi, mã 3 giùm em nha. 115.000 bộ mấy chị gái nghe này, lanh nhung mấy chị. Đó, lanh nhung mới có màu tối nghe, còn to nó màu sáng thôi. Rồi lấy 3 comment 3 giùm em. Mã 3. Ok, mã 1 chị Thanh Lê, mã 1. Này mã 3 nữa. Rồi mã 4 mấy chị nha. À lấy 4 mình 4 em nè. Đây mấy chị mã số 4. Đẹp rồi nha, mã 4. Rồi mã 5. Chị đã 5 chút 5 giùm em mấy chị gái nha, 115.000. Con đẹp lắm mấy chị ơi, này lanh nhung á. 5 hôm nay. Rồi chị lấy 5 rồi mấy 5 em. 55-62 các bạn lời mã 5. 4 thì chị Kim Diệu. Rồi mấy chị, mã 6 giùm em nè. Còn màu đẹp không mọi người, 215.000. Rồi chưa lấy 6 comment 6 mọi người nghe, mã số 6. Rồi mấy chị, mã 7 giùm em nè. 7 mấy chị ha. Rồi lấy 7 chút 7 giùm em, mã số 7. Mã 7 mấy chị, 7. Rồi mã 8. Ai lấy 8 comment 8 mọi người nghe. Rồi 55-62 cái bạn đẹp mọi người nghe, mã 8 giùm em nè. Rồi chị lấy 8 comment 8 mấy chị, mã 8. Rồi chị lấy cho mấy chị nha, mã 9 giùm em nè. 55-62 cái bạn đẹp mấy chị gái nghe, mã số 9. Ai lấy 9 comment 9 mọi người nghe, mã 9 giùm em. Mã 9. Rồi mấy chị mã 10. 55-62 các bạn đẹp mấy chị gái nghe, mã 10 giùm em nè. Đó, chị lấy 10 comment 10 mấy chị ha, mã 10. Rồi chị lấy 10 comment 11 các chị ơi, 11. Hình như còn cây số 3 cánh tiên đó thôi. Cái thứ ngày hôm qua mà lay chị Quỳnh Hồng có đó, số 3 số 4 mà. Cái loại mà qua cái lô mà trong 115.000 của thứ chị Quỳnh Hồng mua ngày hôm qua đó. Nó có số 3 nữa, số 3 số 4 nữa. Ủa tao không phải cái này, thấy nó quên rồi. Đấy không? Rồi chiều lấy bọn tao bấm mấy rồi? 11 á chị ơi, lấy 11 coi 11 nha, 11. 11. Rồi chị ha, 12 nè. 55-62 cái bạn đẹp 12 ha. Rồi lấy 12 chút 12 giùm em, mã 12. Rồi 13. 13 nha. Ok, rồi lấy 13 mấy chị ơi, đưa cái quần lại cho chị Hương coi thôi. Đưa cho con chỉ coi vậy. Rồi lấy 13 chút 13 giùm em nha. Quần nó quần ghen xịn đó chị. Quần nó hỏi em không bán 155.000 quần á. Thôi thầy phải không? Quần ghen này em bán 155.000 đã rẻ hơn người ta 60.000 cái quần. Đẹp lắm chị. Bữa đó là em không có lai mẫu luôn á nghe chị Hương. Em lai cơm bò em không có lai mẫu luôn á. Mà tại sẵn cầm mà chị coi chứ. Chị coi thì em đưa chị coi lại chứ. Bữa đó em không có lai mẫu luôn. Em bán cơm bò hai cái nè. Bữa đó chốt không đủ luôn. Có hồi cuối cùng sao giờ dăng ra hai cái tao không hiểu luôn á thi. Ừ không hiểu luôn nè, bữa đó người ta chốt nhóc hết trơn, không dự bị, bởi vì mua mốt không lẽ. Bây giờ mình bán đồ mình cứ dự bị hoài nó cũng kỳ. Thôi cái quần này không được đi ơi, cái quần này bị lỗi rồi đi ơi. Quần này bị lỗi rồi chị ơi, không được, em thấy rồi nè. Trời ơi. Hay quá à, chị Hương vừa kêu coi lại cái này bị lỗi luôn. Đâu rồi, đây nè, còn mấy cái bên đây thì cưng quăng thảy mấy cái này qua đây chị thôi. Cái này cho nó gọn lại rồi. Mười ba chị quanh mùi ok. Rồi chị Hương ơi, cái đó nó bị lỗi rồi chị Hương ơi. Rồi mấy chị ơi, quần 29 nè.
C29 em còn 2 cái nha. Chờ lấy comment 29 giùm em nè. Quần jean C29 2 cái 150 mấy chị gái nha. Chờ nào lấy quần chút quần em nha. 2 cái quần jean C29 150. Nè chị, bây giờ em còn size 33 và 34 nè. Đó, nếu mà chị nào lấy 2 cái thì 175.000. Một cái thì 90.000 giùm em ha. Đây cái quần này size 33 nè. Chị nào lấy quần này cho em mấy chị gái nha, quần size 33 giùm em. Đó, quần size 33. Rồi nè chị, quần size 34 nè. Đẹp lắm. Đây quần size 34 em nha, lấy quần 34 em, quần 34. Rồi mấy chị, đẹp không mấy chị, áo dễ thương không? Rồi 40-60kg bằng đẹp mọi người nghe, mấy chị này dòng không ôm nha. Rồi sale 20.000. Chị lấy comment nói chị ơi, 20.000. 20.000, à, lấy chó mấy chị ha. Lê Hồng Ngọc này không nghe máy hả thầy? Giữ đơn cho chị đó, để chị vô chứ giữ đơn cho chị đừng có xả. Ừ, cởi giữ đi coi. Rồi mấy chị ơi, đó, đẹp mọi người nha. Đó, này đẹp ghê nè. Rồi này, này bán nhiều, này bán nhiều quá nè. Rồi 20.000 cho chị Lâm Thảo Quy nè, ok. 79.000 hả? Rồi mấy chị gái nghe tử thôi chứ không? Rồi 50-60kg bằng đẹp. Ok. Ok, cái quần xe 33 cho chị Hương Trần nè. Đây 90, chị lấy 1 cái thì 90.000. Rồi xanh đen em 79.000 mấy chị ơi, em lấy comment 79.000 xanh đen. Tí chuột vậy ha. Rồi nãy chị nào hỏi giúp Lê, hỏi cái này xe nhỏ nè mấy chị nè. Ồ dễ thương mọi người nha. 50-62 cái bằng đẹp nè. Rồi mấy chị nghe, đó mấy chị lập thể giùm em ha. Đó 120.000 lập thể nè. Qua chị kia có mua 2 bộ mấy chị gái nghe, rồi không nghe máy luôn. Rồi mấy chị ơi, đó dễ thương không? 50-60kg bằng đẹp mọi người nghe, trắng tay dài nè, sale 60.000. Chị lấy trắng tay dài, cho trắng tay dài em mấy chị gái nghe, 60.000 mà trắng tay dài. Rồi kim nghị, kim gì nè. Ồ ồ mấy chị gái nghe, rồi hoa xanh 50-60kg bằng đẹp hoa xanh giùm em mấy chị ơi. Rồi bỏ bé 30 với lại một cái ly màu đỏ, ok chị Oanh Bùi. Rồi chị nào lấy chốn mọi người nghe mấy chị, 50-60kg bằng đẹp nè mấy chị, xanh hoa em 79.000 xanh hoa. Rồi mấy chị ơi đẹp không, 50-60kg bằng đẹp mấy chị, hồng em nè 79.000 má hồng, hồng dâu, hồng dâu quần chính đắt chị gái nghe, lấy hồng dâu của anh hồng dâu giùm em. Này có đơn xanh đen chị ngăn kim, ok thái bọc không thi gách thôi. Chị Ngọc Ngăn, Ngọc Ngăn này điện không em máy hay xả hay thi. Rồi mấy chị đẹp mọi người ha, đuổi thiết cỡ, đuổi là đuổi thiêu, đuổi thiêu mọi người nghe, size này mấy chị 60-65 cái bằng dừa nè. Rồi đuổi thiêu cũng rộng mọi người nghe, 125.000 đó. Chị nào lấy đuổi thiêu chứ đuổi thiêu em nha, 125.000. Ok hoa xanh thì chị Thanh Lê nè. Ồ hoa xanh đẹp quá chị ơi, 79.000 đẹp quá đẹp luôn. Rồi mấy chị nghe dễ thương không? Rồi 40 đổ lên, 55-56 là vừa. Rồi xanh đen em 65.000, quần lửng mọi người ha. 40 đổ lên mấy chị, 55-56 là vừa. Xanh đen em 65.000. Rồi mấy chị nha, 40 đổ lên, 55-56 là vừa. Rồi xanh ngọc cho em mấy chị gái nghe, 65.000 quá xanh ngọc luôn nè. Xanh ngọc 65.000 mọi người ha. Rồi 65-67 là vừa mấy chị gái nghe, chứ mở ghiêu nè. Ghiêu 65.000 luôn mấy chị nghe, lụa dữ thương không. Rồi ghiêu em 65.000 mở ghiêu. Rồi ghiêu giúp ghiêu em. Mấy bà này là điện không nghe máy không hết đi. Rồi ơi. Ồ đẹp quá nha. Rồi 50-60 cái bằng đẹp mọi người nha.
Rồi cho mã biển mọi người nha, biển giùm em 79.000, đẹp quá. Ok, riêu 65.000 nè, cho chị Hoa Cẩm Tú bộ nè. Ok, riêu cho cô Phạm Hiểu Hoa. Cái số riêu đó em còn mấy chị gái nha. Riêu 65.000. Rồi 60 đó lại đẹp mấy chị. Ủa này đẹp quá mấy chị, dễ thương quá à. Ôi không chị nào lấy em lấy mời mặn nghe mấy chị. Ôi ôi. Rồi biển giùm em mấy chị nghe sắc nách nè, dễ thương không? Đó, 79.000 biển giùm em. Chị nghĩ ngày qua nghe chị nghĩ chơi chốt gì đúng rồi luôn nè. Ồ ô xanh đen một đống người luôn nè. Ồ ô mấy chị nghe 50-60 kế bằng đẹp nè, hoa xanh đen giùm em nè. 79.000 hoa xanh đen là quần dài luôn nè. Trời ơi chị Nghị ơi chị Nghị. Đó. Ok riêu chị Hồ Ngọc riêu nè. Rồi chị nào lấy chốt mọi người nghe. Đó. Rồi xanh đen mấy chị ơi lấy xanh đen, mấy xanh đen em. Xanh đen 79.000 mã xanh đen mấy chị ha. 50-60 kg bằng đẹp mấy chị ơi, xanh đen em 79.000. Rồi mấy chị, đó, 65-67 là vừa mọi người nha. Chứ mình mã đỏ đô nè. Đỏ đô 65.000. Đó. Xanh đen 79.000 nha chị Nguyễn Duyên ơi, chứ không phải là 65.000 nha chị gái nha. Rồi mai trên bà giãn cách xã hội hả Hương? Đúng rồi chị. Giãn cách xã hội nhưng mà bên em giao hàng vẫn bình thường nha chị Diễm Thanh ơi. Giao hàng vẫn bình thường. Ví dụ gì vậy? Vậy hả? Rồi đỏ đô chị Phạm Thị Hoa. Vậy kia chị giữ nó đi nữa gì chừng nào ấy thì chị qua đem lại cho mình. Rồi chị Nguyễn Duyên ơi chị có lấy không? Không lấy em chốt cho người khác xanh đen nha. Xanh đen là 79.000 chứ không phải là 65.000 nha. À xanh đen 65. À rồi ok xanh đen 65 cho chị Nguyễn Duyên. Rồi xanh đen 79 cho chị Thanh Lê. Rồi thi đưa chị ra số 4 nè coi thi. Rồi đẹp quá mà không vừa, con này bự nghe chị gái nghe. 65, 67 là vừa nè. Đây đỏ đô nè, cho cô Phạm Thị Hoa đỏ đô nè. Số 4 hết đó nghe thi. Rồi đưa cây đó số 4 cho chị thi. Rồi mấy chị nghe áo phát nè. Đó, giãn cách này lý do là tại vì có mấy người mấy chị nghe, người ta trốn ở trên Sài Gòn về đó mấy chị. Rồi xong rồi có nói chung là nó nhiều phức tạp lắm, mình không biết sao mà diễn tả hết trơn. Nhưng mà ở chỗ em này nó rất là an toàn. Lý do là chị nào muốn qua nhà em phải qua đò. Bây giờ đò không chạy mấy chị không được qua. Không lẽ giờ mấy chị lội xong mấy chị lội nổi không? Thiệt đó mọi người đó, đò không chạy mấy chị không được qua nè. Rồi mấy chị, áo khoác này em có size từ 70 đổ lại vừa. Em sale 119.000 áo khoác nè. Lộn rồi, con lấy này lộn rồi. Con lấy cái này lộn rồi, không phải cái cây đó. Cái cây, còn cây túi thơ không lấy, cây túi thơ bớt không lấy. Dạ, sao? Rồi áo khoác 119.000 áo khoác mọi người nghe. Lấy áo khoác rồi mình áo khoác giùm em nè. Trời ơi mấy chị, đẹp không? Túi thơ nè. 50-60 kg bằng đẹp mọi người nghe. Rồi cho em nè. Đó, vàng 79.000. Lấy vàng, manh vàng giùm em nè. Lê Thị Hồng Nhi, Hồng Nhị vậy nè. Ôi ôi dễ thương mọi người nha. Rồi 50-60 cái bằng vừa mấy chị ơi. Hồng ờ đúng rồi. Rồi cho nào lấy chốt mọi người. Mấy chị nghe Hồng em 79.000 nè. Tiểu thơ rồi cực kỳ đẹp mọi người nha. Lấy tiểu thơ chứ tiểu thơ em 79.000. Giãn cách, giãn cách ngân hàng giãn giao bình thường mấy chị gái nha. Chứ nó không có, nó không có bắt buộc bên giao hàng nghỉ mọi người. Giao hàng giãn giao bình thường nên mấy chị yên tâm. Rồi mấy chị, 65-67 là vừa nghe, xanh sọc giùm em 65.000 nè. Lộ này em bao mấy chị bận bao phê luôn, ở nhà là bận bao đã luôn mọi người nghe. Rồi 65-67 là vừa, xanh sọc giùm em 65.000 xanh sọc. Ồ ồ một chuột đẹp quá nè. Rồi 65-67 là vừa, chuột sữa giùm em mấy chị nha. Quá đẹp luôn. Đó. Ở nhà bạn mấy tay cánh tiên này đẹp cực kỳ mấy chị nha. Rồi lấy sữa comment sữa mọi người nghe, 65.000 mã sữa giùm em. 65-67 là vừa mã sữa mọi người nghe, chờ lấy sữa comment sữa giùm em. Rồi 65-67 là vừa mấy chị gái nghe, chứ mã xanh đậm nè. Chờ nào lấy xanh đậm, anh xanh đậm giùm em.
Mùi ôi mà ngồi nghe đã ghê luôn mấy chị nha. Rồi lấy comment mấy chị gái nha, với chị Diễm Thanh sao. Rồi cam mấy chị ơi, lấy cam anh cam. Giãn cách toàn tỉnh chứ không phải là một chỗ mới nha. Rồi lấy cam anh cam em nè. 60-65 cái này đẹp mấy chị gái nha, cam em 65.000 mã cam. Ồ con gấu panda mấy chị ơi đẹp quá nè. Rồi 65-67 là vừa mấy chị ơi. Đó, xanh đậm cho cô Phạm Thị Hoa nè. Rồi lấy cho em mấy chị gái nha, gấu giùm em nè. Đó, gấu mà chị ha, 65.000 mã gấu nè. Rồi 65-67 là vừa mà ngồi nghe cho mã hồng hoa giùm em. Hồng hoa mấy chị ơi, 65.000 mã hồng hoa. Chị nào lấy hồng hoa chút hồng hoa giùm em. Đó, gấu cho Nguyễn Kim. Ok, Nguyễn Kim có gấu nè. Gấu hết nghe cô Hoa ơi. Rồi anh lấy cái này comment em Hồng Tiểu Thư. Đó, 65-67 là vừa mà ngồi nghe, 65.000 bộ thôi. Rồi lấy Hồng Tiểu Thư, chúc Hồng Tiểu Thư em. Hồng Tiểu Thư. Rồi 65-67 là vừa mà ngồi nghe xanh biển nè. Ồ ô cổ dễ thương mới nha. Rồi hồng hoa 65.000, ok, hồng hoa cho chị Yến Nguyễn nè. Rồi lấy comment mấy chị gái nha. Ôi ôi mấy chị. Rồi lấy comment biển mọi người nha. Ờ mấy chị biển dữ thương quá. Rồi biển giùm em mấy chị, 65.000 bộ à. Chị nào lấy biển comment biển giùm em nè. Số 4 hết luôn ha. Rồi. Ok, xanh biển cho cô Phạm Thị Hoa. Rồi đen mấy chị gái nha. 65-67 là vừa đen giùm em nè. 65.000 mấy chị gái nha. Chị nào đen chút đen. Đen giùm em. Rồi 65-67 là vừa mấy chị gái nha. Chứ mã xanh ngọc. Đó đẹp mấy chị ha. Rồi ok, đen cho cô Hoa luôn. Rồi lấy xanh ngọc, lên xanh ngọc mọi người nha. 65.000 mã xanh ngọc. Ok, đen cho chị Yến Nguyễn mẫu đen luôn. Rồi, chị yêu lấy vòng anh hồng mấy chị gái nha. 65-67 là vừa mấy hồng mấy chị. Đó. Ok, xanh ngọc cho cô Hoa luôn. Rồi, cho lấy hồng sọc, comment hồng sọc cho em nè. 65.000 bộ thôi mọi người nha. Đó, quá đẹp mọi người nha. Ôi, hồng sọc đẹp quá. Đúng rồi, chúng em đặng được 2 bộ rồi chị. Rồi hồng sọc mấy chị ơi, lấy hồng sọc, lấy hồng sọc mấy không? Em có bộ. Hồng sọc mọi người nghe mấy chị, hồng tiểu thơ đẹp quá nè. Hồng tiểu thơ siêu cân mọi người nha. 65.000 thôi mấy chị ơi. Rồi lấy hồng tiểu thơ, chốt hồng tiểu thơ em 65.000 mấy hồng tiểu thơ. Rồi 65-67 là vừa mấy da bi trắng này, cho cái này 55.000. Đen hả? Không biết đen còn không ta. Cái đen đó mới là nhớ 4 đồng bộ đen đó thôi. Mày tóc hết chưa? Lơ hết trơn mà, cái số 4 còn nhiều lắm. Cái gì? Mày lấy cái số 4 này đây coi. Rồi ok, hồng sọc cho chị Trần Thí nè. Mấy số 4 rồi chị đi. Giao bình thường nghe chị ơi, chỉ cần mấy chị nghe máy là shipper đem lại ngay nhà nghe chị yêu ơi. Rồi bi 55.000 mấy chị. 65-67 là vừa, bây giờ em 55.000 nè. Đó. Giờ nào lấy bi comment bi mà ngồi nghe, bi 55.000 giùm em. Rồi để em coi coi còn cái đen em lấy cho chị nghe chị Ngọc ơi. Cái này là số 3. Rồi mấy chị. Ồ đẹp không? Rồi 65-67 là vừa mấy chị gái nghe, bi xanh đen em 55.000 luôn. 65-67 là vừa mọi người nghe, bi xanh đen 55.000. Rồi trắng bì em 55.000 luôn mấy chị nha. Đó, hai cái bộ này có 55.000 thôi. Rồi riêu, ổ riêu đẹp quá, riêu C3. 55-60 kg bạn đẹp mọi người nha, ai lấy riêu của anh riêu em. Đó, quá đẹp mọi người nha. Rồi 55-60 kg bạn đẹp mọi người nghe, riêu giùm em. 55.000 mã riêu. Có 55 kg là chị Nguyễn Giáp ơi, 55 kg cho bạn số 2.
thích bạn vừa vừa bạn số 2 nghe, thích bạn gọng gọng bạn số 3. Đây này số 3 nè. 3 là 55 60 kg mọi người nghe. Đó, giá của nó là 65.000. Hãy lấy riêng của anh riêng em. Rồi nè, 55 60 kg bạn đẹp đó chị ơi. Còn em biển nè. Biển mọi người nghe, quá đẹp luôn. Rồi biển giùm em mấy chị gái nha. Đó, 65.000 bộ nè. Rồi. À, chị Hoa Cẩm Tú chị nhiêu ký? Chị Hoa Hoa Cẩm Tú nhiêu ký nha. Rồi, bi xanh đen 55.000 cho chị Nguyễn. À, riêu là 65.000 chứ không phải là 55.000 nha chị Thái Trang ơi. Chị Hoa Cẩm Tú chị 65 kg, chị 60 kg cao nhiều nha, nó có cái hai size cho chị lựa chọn nha. Nếu mà 60 kg mình hơi thấp người, bạn phải bạn size 60-65 mới vừa nha. Biển đó là biển size nhỏ nghe cô Hoa ơi. Biển đó là biển size nhỏ nha. Rồi nè mấy chị em lên size bự cho mọi người nè. Chị Trần thấy bữa có gọi có đơn hả? Ok, gửi luôn khỏi gọi nè. Rồi riêu đó là 65.000 chị ơi, chứ không phải là 55 nha. Biển là biển xe nhỏ nghe cô Hoa ơi. Rồi 60-65 cái bằng dừa mấy chị gai xanh đen chuột giùm em nè. 60-65 cái bằng đẹp xanh đen chuột nha. Giờ nữa xanh đen chuột, cái xanh đen chuột giùm em nè. Đó, đẹp cực kỳ mấy chị nha. Rồi 60kg cao mét 57. Chị thích bạn ôm á, là bạn size số 3 đó chị. Thích bạn gọng bạn size số 4 nha. Chị muốn đổi thì em đổi qua nha. Rồi 65-67 là dừa mọi người nghe, chứ mã mã này comment mã 2. Ok, gửi luôn khỏi gọi cho chị Yến Nguyễn nè. Rồi xanh đen cho cô Phạm Thị Hoa nè. Rồi 65-67 là dừa mấy chị gái nghe, chứ mã 2. Chị đổi lấy 2 comment 2 giùm em nè. Rồi 65-67 là dừa mấy chị gái nghe, chứ mã 7 nè. Giờ là lấy 7 chút 7 mọi người nha. Đó. 65.000 bộ mọi người nha. Ai lấy 7 comment 7 giùm em. Rồi, chị Thái Trang ơi, chị lấy riêu này thì ok. Giờ cài mấy em kêu 65.000 nha chị gái nha. Riêu 65.000 giùm em nha chị Thái Trang ơi. Ok, cảm ơn chị Ngọc Nô nha. Rồi, em đang sale cho mấy chị đồng giá là 65.000 bộ mấy chị gái nha. Rồi ok, để gì nữa thôi em đổi cho chị nha. Ồ, cái gấu đẹp quá nha. Rồi 65-67 lại dừa mấy chị ơi, lấy bộ này cho mấy 5 giùm em nè. Ồ ồ, gấu đẹp quá. Rồi lấy 5 rồi mấy 5 mọi người nghe, mã số 5. Mã 5 giùm em. Rồi 65-67 lại dừa mấy chị ơi, chứ mã 38 giùm em nè. Giờ nào lấy 38 cho 38 mọi người nha. Ồ màu đẹp quá. Ồ ồ, cái thật màu xanh đẹp cực kỳ mọi người nha. Rồi cho mã 38. Ok, Thái Trang lấy bộ riêu. Rồi 65-67 lại dừa mấy chị ơi, chứ mã 37 giùm em nè. Ồ ồ, cái riêu đẹp mọi người ha. 65-67 lại dừa mã 37 nha. Ai lấy 37 chứ 37 giùm em. Mã 37. Rồi chốt kèm mã mấy chị ơi, 7 lụa nghe chị Vi Toi. Lụa manh gồ nghe chị ơi. Chân lộn quần em. Vậy xanh này đẹp ghê nè. Rồi 65-67 là giờ mọi người nghe, chứ mã cô gái giùm em nè. Ồ ồ, cái xanh đẹp cực kỳ mấy chị ha. Rồi 65.000 mọi người nghe, chất lụa mango đẹp quá. Đó, vải đẹp cực kỳ mọi người nghe, có độ cô gái, có độ cô giãn em nha. Rồi xanh cô gái. Rồi chứ mã sọc cam em nè. Dễ đẹp đó nha. Rồi 65-67 là dừa mấy chị gái nghe, sọc cam. Chị nở sọc cam, anh sọc cam, mấy chị gái nghe sọc cam giùm em. Sọc cam, sọc hồng. Ok, cô gái cho cô Phạm Thị Hoa nè. Rồi lấy sọc hồng, anh sọc hồng mấy chị nha, sọc hồng nè. Ồ con gấu này không, mấy chị tìm quá trời luôn mấy chị nha. Gấu xanh nè. Ồ đen nè. Nãy có chị gì gặp anh đen đó.
Ờ, gấu panda còn con đó chị. Lấy gấu panda nãy nè. Lấy gấu panda, comment gấu panda giùm em mấy chị gái nha. Đây. Gấu panda nãy là comment không được, comment lại giùm em nha. Đợi mặt là lụa. Sao? Ông nội mua nghĩ tắm bà nào cũng nghĩ cho con tắm bình thường. Hiểu không? Gì giờ này tắm? Không có được, nực lắm. Rồi ai lấy chó mọi người mới chạy nha. Gấu nè, gấu giùm em nè. Đó, con gấu panda mới chạy nghe. Gấu đẹp không mới chạy, gấu dễ thương ha, gấu trúc á. Rồi gấu này gấu xanh nè. Với lại sọc hồng nha mọi người nha. Rồi em mặc là lụa chứ không phải là ton. Lụa nghe mọi người nha. Rồi mọi người ơi, đó mấy chị nào có đơn quăng vô. Ồ cái này cơm hết không? Đó mấy chị, giờ em xuống like mọi người nghe. Đó em thu ship này kia. Nếu mà ủa like vậy mà chưa được 4 tiếng thôi đi. Có 3 tiếng 55 phút nè. Em biết đâu. Sao mà vô có 3. 3 tiếng 56 phút nè. 3 giờ vô ôm cấp 3. 12 giờ mấy lận? 12 giờ mấy? Ừ, 2 giờ mấy giờ 4 mấy phải rồi. Rồi mọi người nghe, em xuống like mấy chị gái nghe. Rồi khi bên em chốt đơn, mọi người có cần gì thì nói bên em lấy thêm ha. Đó, rồi nếu mà tình hình ổn á thì em lại tiếp mọi người nghe, còn tình hình không ổn thì em nghỉ nha mọi người nghe, nghỉ vài bữa vậy mấy chị. Đó em cũng săn hàng mới cho mọi người nha. Đó. Cần gì có gì cứu em mọi người nghe, ví dụ như gia dụng này kia mấy chị nghe, em vẫn giao bình thường. Ví dụ như không like nhưng mà vẫn giao gia dụng bình thường. Cái gì vậy? Cái gì ở chỗ gì vậy? Ok ý nghĩ nha. Rồi bye bye mọi người nha, chúc mấy chị một buổi chiều vui vẻ mọi người ơi. Đó mọi người ở nhà nhớ cái gì ta, 5k dê rồi, mọi ba này dê nè, mọi dê dê nè bạn ơi, mọi ba dê vô, mọi ba dê nè vô dê không, trời ơi. Tờ ơi sao? Rồi ok, giờ Thảo Quy gửi luôn, khỏi gọi nè. Ok. Ok chị. Bye bye mấy chị nha. Chúc mấy chị. Một buổi chiều. Vui vẻ. Nhớ an toàn. 5K. 5K là sao? Rồi bye bye mọi người nha. Bye bye mấy chị.